Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 156. Tuy rằng có hơn ngàn hóa hồng cảnh có mặt ở nơi này, thế nhưng đối mặt với những siêu cấp cường giả như Phong Hành Thiên Chủ, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên, Điện Chủ Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện, Điện Chủ Thiên Lôi Tử của Thần Lôi Điện đã thành thói quen, cho nên loại trường hợp này tuy rằng người nhiều một chút, thế nhưng so sánh với uy áp khi đối mặt với những siêu cấp cường giả như Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm mà nói, tự nhiên không đủ làm cho Lục Lâm Thiên chấn động. Tâm thần dò xét trong đại điện, Lục Lâm Thiên dò xét tu vi của mọi người. Những thanh niên của Thương Khung Minh tới đây đều bất phàm, trong đó cũng có vài khí tức đạt tới nhị nguyên hóa hồng. Ba tam nguyên hóa hồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không ngờ trong đám người này cũng có ba tam nguyên hóa hồng, ba cỗ khí tức kia thu liếm cực kỳ tốt. Thế nhưng dưới tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không khó mà dò xét ra được. Tuổi còn trẻ mà có thể đạt tới tu vi tam nguyên hóa hồng, thiên phú này cực kỳ khủng bố. Trong 3.000 đại thiên thế giới này người mạnh còn có người mạnh hơn, thiên ngoại hữu thiên, người trong cùng thế hệ có thể so sánh với những người này trong thượng thanh thế giới cũng chỉ có Phong Du Du mà thôi. Đương nhiên giữa tam nguyên hóa hồng cũng có chênh lệch cực lớn. Cảm nhận khí tức thu liếm trong lúc mơ hồ chấn động của ba người kia Lục Lâm Thiên cũng không khó nhận ra. So với lúc đại ca Dương Quá thu liếm khí tức chấn động mà nói. Giữa song phương không cùng một tần suất, loại tần suất này đại biểu cho thực lực khác biệt. Về phần Tiểu Long thì càng không có cách nào so sánh được. Dùng tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong của Tiểu Long hiện tại, thực lực chân chính của Tiểu Long tới tình trạng nào trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không có cách nào phỏng đoán được. Hóa hồng cảnh không ít. Long Yên công chúa nhìn bốn phía, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động. Ánh mắt như sao của Dương Quá nhìn qua đại điện. Ôn Nhu nói với Long Yên công chúa. Nhân số không ít, dù sao đều là những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Khung Minh, bản thân mình vốn là người nổi bật trong đại thế giới của mình rồi. Ngay khi bốn người chăm chú nhìn vào trong đại điện, vốn bốn người tiến vào trong đại điện cũng không khiến cho người ta quá chú ý. Thế nhưng trong bốn người lại có Long Yên công chúa, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của các thanh niên nhìn tới. Dùng khí chất và mỹ mạo của Long Yên công chúa, đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong đại điện này ảm đạm thất sắc. Khi bốn người đang dò xét chung quanh đại điện, từng đạo ánh mắt chung quanh đại điện lúc này cũng nhìn vào người Long Yên công chúa. Thậm chí không ít nữ tử vốn đã quen bản thân là tiêu điểm ở những nơi đi qua, lúc này cảm thấy bị người ta đoạt đi ánh sáng cũng không khỏi dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Long Yên công chúa. Trong ánh mắt giận dữ này còn có sự ghen ghét. Tiểu Long nhìn đại điện một vòng, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, thần thú thế giới và thiên địa các hẳn có chỗ ngồi bên trên, chúng ta qua đó ngồi đi. Long Yên công chúa cảm thấy khó chịu với ánh mắt chung quanh, lập tức khoác cánh tay Dương Quá rồi nói với Dương Quá. Chúng ta đi thôi. Dương Quá gật đầu, nhìn Tiểu Long rồi đi lên phía trước. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, cũng theo ba người Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa chậm rãi đi vào trong đại điện. Trong đại điện này tuy rằng đều là người trẻ tuổi nổi bật, thế nhưng với tu vi thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, hắn có cảm giác đứng ở nơi này giống như là bắt nạt đám người trẻ tuổi này vậy. Tịch Thiên Vũ, người muốn chết sao? Ngay khi bốn người Lục Lâm Thiên đi vào giữa đại điện, ở trong vị trí trung ương có một tiếng hét lớn vang vọng, âm thanh khiến cho đại điện chấn động rồi run lên. Tiếng hét lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho đám thanh niên nam nữ túm năm tụm ba. Tạo thành đội ngũ đang trò chuyện nghe vậy đột nhiên sững sờ. Từng ánh mắt lập tức nhìn về trong đại điện, từng đạo thân ảnh lập tức tiến về phía trước. Trên đại điện lúc này có 13 chiếc ghế đá tràn ngập phong cách cổ xưa, tạo hình nặng nề mà nguy nga, khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác áp bách. Mà sau lưng 13 chiếc ghế này bên trên có đặt một khối ngọc bài bên trên chiếc ghế phía sau này có khắc bốn chữ Tôn Vũ Thế Giới. Mà 12 chiếc ghế tiếp theo trên ngọc bài đều có khắc những chữ khác nhau, theo thứ tự là Sang Linh Thế Giới, Băng Tuyệt Thế Giới, Thần Thú Thế Giới, Thái Hoàng Thế Giới, Phượng Thiên Thế Giới, Minh Quang Thế Giới, Phổ Tư Thế Giới, Thần Hổ Thế Giới, Xích Thiên Thế Giới, Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung, Phi Thiên Đạo Tặc. Tổng cộng có 13 chiếc ghế phong cách cổ xưa, bên trên đều có ngọc bài khắc danh tự các thế giới, thế lực. Nhưng lúc này trên 13 chiếc ghế ngồi kia, trên chiếc ghế có ngọc bài khắc chữ Vô Tư Thế Giới lại có một nam tử khí khái hào hùng, ước chừng không tới 30 tuổi đang ngồi đó. Sau lưng có hai nam một nữ đang cung kính đứng.
Trước người nam tử khí khái hào hùng này có một nam tử khôi ngô rắn chắc đang trợn mắt đứng đó. Tiếng hét lớn kia rõ ràng là vừa từ trong miệng nam tử khôi ngô rắn chắc này truyền ra. Chung quanh đã sớm có vô số thân ảnh đông nghịt tụ tập lại. Từng người đối với nam tử khôi ngô này đều không xa lạ gì. Ô Tử An của vô tư thế giới, tu vi nhị nguyên hóa hồng, lúc này dựa vào chiến công hiển hách mà ở trong thương khung minh có danh tiếng cực lớn. Vô tư thế giới thân là một trong 10 đại thế giới bài danh đầu tiên, Ô Tử An này vừa mới tới thương khung chiến trường đã khiến cho không ít người chú ý. Nam tử khí khái hào hùng kia nhìn nam tử khôi ngô đang trợn mắt nhìn mình phía trước, trong mắt không có bất kỳ chấn động nào. Thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói. Ô Tử An, có chuyện gì mau nói, cần gì phải hét lớn như vậy? Hôm nay không phải là đấu giá hội, hôm nay là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Ngươi làm như vậy là làm mất mặt mũi của vô tư thế giới ngươi a. Ô Tử An nghe vậy vẫn trợn mắt nhìn đối phương, nhìn nam tử khí khái hào hùng kia, hắn trầm giọng nói. Tịch Thiên Vũ, đây cũng không phải là ghế của Thái Minh thế giới các ngươi. Muốn ngồi, sợ rằng thực lực của Thái Minh thế giới ngươi còn chưa đủ. Tịch Thiên Vũ vẫn ngồi đó, dường như không tức giận bởi vì lời nói của Ô Tử An một chút nào. Trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc khăn che mặt màu trắng, vô cùng mềm mại. Cánh tay dương lên nhẹ nhàng lau mặt, nói. Nhỏ giọng một chút, nước miếng của ngươi phun hết lên người ta rồi. Chú ý vệ sinh một chút. Nói xong, Tịch Thiên Vũ thu chiếc khăn tay kia lại, lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn qua Ô Tử An, nói. Ta nhớ có một quy củ a, những chỗ ngồi này cũng không phải là dành riêng cho các ngươi. Nếu như ai có thực lực là có thể ngồi, có đúng như vậy không? Quả thực đúng là như vậy. Nếu ai có thực lực là có thể đi lên ngồi, nhưng mà Tịch Thiên Vũ ngươi còn không có tư cách, Thái Minh thế giới ngươi còn chưa đủ tư cách ngồi lên trên đó. Một tiếng hét lớn vang lên, Ô Tử An hoàn toàn không có bất kỳ khách khí nào, nguyên lực thuộc tính thổ hùng hồn lập tức tuôn ra, năng lượng cường hãn mang theo uy áp hàng lâm khiến cho đám người có thực lực hơi thấp chung quanh lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn. Vẻ mặt Tịch Thiên Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt trên khuôn mặt khí khái hào hùng kia thậm chí còn không thèm nhìn Ô Tử An lấy một cái. Cút xuống dưới cho ta. Lại một tiếng quát vang lên, nguyên lực trong người Ô Tử An tuôn ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, phảng phất như muốn đem phiến không gian lớn trước mắt nắm vào trong lòng bàn tay. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh về phía Tịch Thiên Vũ. Siêu. Gợn sóng trong không gian trước quyền ấn bị nghiền nát. Đạo quyền ấn này bắn ra, vết nứt không gian lan tràn, lập tức đánh tới trước người Tịch Thiên Vũ. Thực lực của ngươi dường như chưa đủ a. Tịch Thiên Vũ rốt cuộc cũng có động tác, chiếc khăn tay màu trắng nhỏ không biết biến mất từ khi nào, vô cùng quỷ dị. Bàn tay trắng nõn đánh ra, quang mang khiến tim đập nhanh đen kịt mang theo khí tức cường hãn tựa như hủy diệt hung hăng va chạm với một quyền của Ô Tử An. Tất cả chỉ trong sát na, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Phanh, trưởng quyền va chạm, âm thanh trầm đỡ upsilon, c do năng lượng va chạm truyền ra. Kinh khí cường hãn giống như gợn sóng lan tràn, thế nhưng cũng không lan tràn ra quá ra, dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế. Phụt, mà dưới năng lượng khủng bố như vậy, không gian quanh thân hình khôi ngô của Ô Tử An bỗng nhiên xuất hiện từng vòng kình phong rung động, vô cùng quỷ dị. Không gian quanh thân lập tức vặn vẹo, trong miệng có một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra. Khục khục, thân hình Ô Tử An lập tức lảo đảo lui lại vài bước mới có thể đứng vững thân hình. Mỗi khi lui về phía sau một bước, trong đại điện đều lộ ra dấu chân thật sâu. Mặt đất rạn nứt, ánh mắt hắn cũng rung động không thôi. Thực lực thật mạnh, Ô Tử An một chiêu đã bị thua. Tam nguyên hóa hồng, Tịch Thiên Vũ không ngờ lại là tam nguyên hóa hồng. Sau khi Ô Tử An bị thua, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Tịch Thiên Vũ, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Nơi này hiện tại đều là những người trẻ tuổi tập trung, cả đám đều là người nổi bật trong đám người cùng thế hệ, ngạo khí 10 phần. Tu vi tam nguyên hóa hồng ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong này mà nói là tồn tại đỉnh phong, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả. Ngươi là tam nguyên hóa hồng. Thân hình Ô Tử An ổn định lại, mắt nhìn Tịch Thiên Vũ, đôi mắt vốn trợn lên lúc này tràn ngập vẻ rung động. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, muốn ra tay thế nhưng lại có chút do dự. Trước mặt thực lực hắn biết tất cả chỉ là uổng công. Ô Tử An, nể mặt đều là người thương khung minh, ta đã để cho ngươi còn mặt mũi.
nên biết thức thời, bằng không sẽ tự rước lấy nhục. Tịch Khung Thiên ngồi trên ghế đá, thân hình không có di động một chút nào. Thu hồi một trường, ánh mắt nhìn về phía Ô Tử An lúc này mới có chút chấn động, hàn ý không thèm che giấu lan tràn ra, nói. Ngươi phải hiểu rõ, trong này là Thương Khung bí cảnh, nên thu liễm ngạo khí của vô tư thế giới ngươi một chút. Bằng không ta muốn giết ngươi cũng không ai có thể cứu ngươi. Thân hình khôi ngô của Ô Tử An khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng không dám nói gì nữa. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn biết rõ mình có nói cũng không có tác dụng gì. Tất cả chỉ có thể nhịn. Vô số người vây xem chung quanh đối với Ô Tử An có chút đồng tình, thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thậm chí trong ánh mắt đồng tình còn hiện lên vẻ trào phúng. Cường giả vi tôn, không có ai sẽ để ý tới kẻ yếu. Tuy rằng Ô Tử An không phải là kẻ yếu, thế nhưng so với Tịch Thiên Vũ mà nói lại là kẻ yếu. Lục Lâm Thiên nhìn xuyên qua đám người vào Tịch Khung Thiên, đây là một trong ba kẻ có khí tức tam nguyên hóa hồng trong đại điện. Thái Minh Thế Giới, Lục Lâm Thiên cũng không quên ma gia kia chính là một phần tử trong Thái Minh Thế Giới. Xem ra Thái Minh Thế Giới vì Tịch Thiên Vũ cho nên lần trước mới cố ý sai ma tước tới mật địa thiên giới dò xét thực lực của đám người cùng thế hệ, sau đó mới quyết định bội ước. Lão đại, Tịch Thiên Vũ của Thái Minh Thế Giới này đủ độc a. Trong đám người, Tiểu Long truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên. Người này không phải loại lương thiện, Ô Tử An không chỉ có thực lực không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả tâm trí cũng không phải là đối thủ. Lục Lâm Thiên trả lời, thầm nghĩ sợ rằng Thái Minh Thế Giới có vài phần nắm chắc với Tịch Thiên Vũ này, cho nên mới bội ước với Thượng Thanh Thế Giới. Lục Lâm Thiên âm thầm mở miệng cười. Nhưng mà những người sau lưng Thái Minh Thế Giới kia lại không chơi được Phong Hành Thiên Chủ, đoán chừng hiện tại đám người này vẫn chưa biết gì, đến lúc đó sợ rằng chỉ có hối hận tới mức đứt ruột đứt gan. Bội ước tốt, Lục Lâm Thiên thì thào nói một tiếng, bất kể như thế nào đến lúc đó hắn đoạt được Hồng Hoang Điện mà lại phải vô duyên vô cớ giao một nửa cho người khác, đây chính là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất. Không ngờ thực lực của Tịch huynh đệ lại manh như vậy. Lần này chúng ta tranh đoạt Hồng Hoang lệnh lại thêm một phần nắm chắc a. Một âm thanh hồ hởi vang lên, trong đám người có một nam tử mặc y phục màu đen, áo khoác ngắn, sau lưng có áo choàng màu đỏ nhàn nhạt bước ra, đi tới chỗ ngồi của Tôn Vũ Thế Giới chính giữa, áo choàng màu đỏ trên người run lên, lập tức ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Mà sau khi nam tử này ngồi vào chỗ của mình, lập tức có 10 người đứng ở phía sau hắn, khí tức bất phàm lập tức khởi động. Một nửa đều có tu vi hóa hồng cảnh, thậm chí còn có một nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong, tất cả đều cung kính đứng sau lưng nam tử mặc áo choàng màu đỏ này. Tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, còn phải nhờ Vũ huynh đệ và mọi người sắp xếp a. Tịch Thiên Vũ cũng không dám vô lễ với nam tử mặc áo choàng màu đỏ này, khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, thần thái lạnh nhạt. Ha ha, Hồng Hoang lệnh lần này tự nhiên chúng ta phải tranh đoạt mấy khối. Về phần Hồng Hoang điện sao? Lần này tự nhiên phải áp chế Thiên La Minh một chút mới được. Lại có một đạo thân ảnh đi ra, đó là một nam tử mặc y phục màu trắng tinh xảo, mái tóc dài sau lưng rũ xuống hai vai, che hai má trên khuôn mặt tinh xảo. Khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy hiện lên vẻ mê người, quả là một Mỹ nam tử. Mỹ nam tử này xuất hiện, trong đại điện có không ít nữ tử hiện lên vẻ rung động. Tâm hồn thiếu nữ rung động. Loại nam nhân này giống như nữ nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ bị mê muội. Huống chi hắn chính là nhược vô trần của sang linh thế giới, là cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của sang linh thế giới, ở trong sang linh thế giới lưu lại vô số truyền kỳ. Y phục màu trắng trên người nhược vô trần tung bay, ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế đá của sang linh thế giới bên phải nam tử mặc áo choàng màu đỏ, sau đó khẽ gật đầu với nam tử này. Nghe nói không lâu trước ngươi vừa mới tiêu diệt mấy chục quân đoàn của phệ hồn nhất tộc cùng ám linh tộc. Chúc mừng! Nam tử mặc áo choàng màu đỏ nói với Nhược Vô Trần. Không có gì, Hồng Hoang lệnh và Hồng Hoang điện mới là trọng điểm. Nhược Vô Trần nói. Vũ huynh, chúng ta lại gặp mặt. Vô Trần huynh đệ, đã lâu không gặp. Thực lực hai người các ngươi dường như lại mạnh hơn a. Mấy đạo âm thanh từ trong đám người truyền ra. Lập tức có mấy đạo thân ảnh chớp động, khiến cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt lập tức trên 13 chiếc ghế ngồi kia lần nữa xuất hiện thêm 7 người. Đã lâu không gặp, nam tử tuấn lãng mặc áo choàng đỏ cùng với Mỹ nam tử mặc y phục màu trắng khẽ gật đầu, dường như bọn họ vốn đã nhận thức nhau từ trước.
Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, 6 nam 1 nữ, bên người Nhược Vô Trần, trên ghế ngồi của băng tuyệt thế giới có một nam tử gầy gò đang ngồi, hai hàng lông mày thô đậm, sống mũi cao thẳng, thế nhưng làn da lại trắng nõn. Tiếp theo trên chiếc ghế của Thái Hoàng thế giới chính là một đại hán có hình thể giống như cột điện, hai mắt to như mắt trâu, trên trán có một chiếc sừng nhỏ. Chiếc ghế ngồi kia vốn bình thường hai người có thể ngồi đó, thậm chí ba người còn vừa vặn. Thế nhưng cự hán này ngồi vào nhìn qua lại có cảm giác chật chội. Người này chỉ cần nhìn cũng biết là thú tộc, nhưng Lục Lâm Thiên cũng khó có thể nhận ra là loại thú tộc nào. Chỉ là khí tức cường hãn. Trên ghế ngồi của Phượng Thiên thế giới chính là một nam tử thân hình thon dài, có chút tuấn lãng, người này chính là Phượng Vũ mà hắn đã gặp ngày hôm qua. Trên ghế ngồi của Minh Quang thế giới là một nam tử mặc hoa phục, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, đôi mắt thâm thúy giống như sương mai. Trên ghế ngồi của Thần Hổ thế giới, một nam tử màu da vàng óc, thân hình to lớn, ngũ quan góc cạnh mà thâm thúy, giống như điêu khắc, trên cái trán trong lúc mơ hồ hiện lên bí văn chữ vương, trong con mắt thâm thúy hiện lên vẻ uy nghiêm. Trên thân hình phát ra khí chất vương giả, uy chấn thiên hạ. Trên ghế ngồi của Phi Thiên Đạo Tặc là một nam tử tóc dài màu đen, mái tóc đen nhánh phất phơ bên tai, lông mày dài như lá liễu, thân hình gầy gò, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xám, nhìn qua có chút đơn bạc. Trong hai mắt hiện lên vẻ cao ngạo, thế nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Thứ khiến cho Lục Lâm Thiên có chút chú ý chính là, không gian bên người nam tử đơn bạc kia vô thanh vô tức có khí tức lạnh buốt. Người cuối cùng, trên ghế ngồi của Xích Thiên thế giới là một nữ tử. Cũng là một nữ tử duy nhất trên hàng ghế. Trên người mặc một kiện khải giáp màu xanh da trời, kiện khải giáp này càng làm tôn thân hình động lòng người của nàng ra khiến cho không ít nam tử chung quanh phun máu mũi. Nữ tử này có khuôn mặt, da trắng như tuyết, làn da trắng nõn nà, lông mi giống như lông chim, răng trắng như ngọc, kiện khải giáp màu xanh da trời không làm mất đi vẻ mềm mại của nàng, ngược lại nhìn qua còn có vẻ khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng. Lục Lâm Thiên cũng không khỏi liếc nhìn nữ tử này vài lần. Khải giáp trên người nữ tử này tràn ngập bí văn, hoa văn phong cách cổ xưa, cách ăn mặc cùng với dáng người cực kỳ tương tự Lữ Tiểu Linh. Nhị đệ, Tiểu Long, những người này nếu không có bất ngờ xảy ra mà nói, có lẽ chính là vũ thoát phàm của Tôn Vũ thế giới, Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới, thì Trường Ức của Băng Tuyệt thế giới. Phượng Vũ của Phượng Thiên thế giới chúng ta đã gặp qua ngày hôm qua. Còn có Ngưu Trí của Thái Hoàng thế giới, Cam Ngộ Kỳ của Minh Quang thế giới, Kim Hổ của Thần Hổ thế giới. Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đại Đạo cùng với Diễm Hân của Xích Thiên thế giới. Dương Quá dùng linh hồn truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Lục Lâm Thiên nghe vậy lần nữa nhìn mấy người đang ngồi trên mấy chiếc ghế đá, ở giữa là Vũ Thoát Phàm mặc áo choàng đỏ của Tôn Vũ thế giới. Còn có Mỹ Nam Tử Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới. Hai người này giống như Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới, đều có tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng. Sau đó Lục Lâm Thiên cũng dò xét Ngưu Trí của Thái Hoàng thế giới cùng Cam Ngộ Kỳ của Minh Quang thế giới, Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đại Đạo một lần. Lục Âm và Lục Xảo, Lục Tượng, Lục Thành, Lục Phương, mấy đứa nhỏ Lục gia này đều ở trong Thái Hoàng thế giới, Minh Quang thế giới, còn có Phi Thiên Đạo Tặc. Lúc này đám người Lục Âm, Lục Xảo, Lục Tượng, Lục Trực, Lục Thành không tới, vậy hẳn là không có tư cách đại biểu của các thế giới. Hoặc là căn bản cũng không tiến vào trong thương khung chiến trường. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng vẫn kỳ quái, ngay cả Phi Thiên Đạo Tặc cũng có chỗ ngồi ở đây mà Tuyên Cổ Điện lại không có. Lão đại, chúng ta cũng đi ngồi xuống đi, đứng lâu mỏi quá. Tiểu Long liếc nhìn 10 người, cũng không có để trong lòng, nói xong, đi tới hàng ghế ngồi phía trước. Chúng ta cũng tới ngồi đi. Dương Quá kéo tay Long Yên công chúa từ trong đám người đi ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cũng cất bước theo sau lưng Tiểu Long, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt. 4 người đi ra, đám người chung quanh lập tức bạo động, từng án mắt lập tức nhìn vào thân 4 người. 4 người từ trong đám người đi ra, đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Diễm Hân đều nhìn về phía 4 người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa. Phượng Vũ của Phượng Thiên thế giới nhìn 4 người Lục Lâm Thiên, ánh mắt bắt đầu run run. Là Lục Lâm Thiên, ngày hôm qua Hoàng Lạc Nhan đã bị Lục Lâm Thiên này đánh chết. Người chân lý Niết Bàn của Thượng Thanh Thế Giới, Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên xuất hiện, lập tức có không ít tiếng nghị luận vang vọng,
Chuyện ngày hôm qua đánh chết Hoàng Lạc Nhan đã sớm xôn xao trong đại thành này. Tất cả đại biểu của các đại thế giới đều nhận được tin tức. Nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên này, ánh mắt ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần đều nhảy lên, chăm chú nhìn về phía bốn người dường như đang tìm kiếm gì đó. Tỷ tỷ, nàng ngồi đi, ta đứng là được rồi. Cùng lúc Dương Quá đi tới chỗ ngồi của Thiên Địa Các, ống tay áo vung lên, khí lưu đảo qua chỗ ngồi, sau đó ý bảo Long Yên công chúa ngồi xuống. Long Yên công chúa dịu dàng ngồi xuống, sau đó kéo tay Dương Quá nói. Chỗ ngồi này đủ hai người ngồi, chúng ta cùng ngồi đi. Cũng tốt. Dương Quá cười cười, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ ngồi bên cạnh Long Yên công chúa. Lão đại, chúng ta ngồi cùng một chỗ hay là... Tiểu Long đến trước chỗ ngồi của thần thú thế giới, sau đó nói với Lục Lâm Thiên, lão đại không có chỗ ngồi, đương nhiên hắn sẽ không ngồi. Không cần, để cứ ngồi đi. Tiểu Long còn chưa dứt lời đã bị Lục Lâm Thiên ngắt lời. Lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên 13 chiếc ghế bên cạnh Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ thế giới còn chưa có người ngồi, trên ngọc bài có viết ba chữ Thiên Linh Cung. Nói xong, dưới ánh mắt rung động của mọi người, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt không chút sợ hãi, đi tới chỗ ngồi của Thiên Linh Cung, đặt mông ngồi lên ghế. Đó là Dương Quá của Thiên Địa Các, Long Huyền của thần thú thế giới. Dương Quá và Tiểu Long ngồi xuống, đối với thân phận của hai người, người chung quanh cũng biết được đại khái, cũng có không ít người kinh ngạc lên tiếng. Long Huyền của thần thú thế giới là chân lý Niết Bàn, Dương Quá của Thiên Địa Các là quy chân Niết Bàn. Danh tự của hai người này đã sớm rơi vào trong tay 3.000 đại thiên thế giới. Đại biểu của các đại thiên thế giới tới tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang bình thường cũng biết được hai người này mạnh mẽ ra sao. Chỉ là sau khi Lục Lâm Thiên đặt mông ngồi trên ghế của Thiên Linh Cung, lại khiến cho không ít ánh mắt bắt đầu phức tạp. Đó là Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ hắn là người Thiên Linh Cung? Chẳng lẽ Lục Lâm Thiên là người của Thiên Linh Cung hay sao? Lục Lâm Thiên ngồi xuống, đối với tiếng nghị luận của đám người chung quanh không chút để ý. Sau khi ngồi xuống, áo bào xanh trên người tung bay, hắn chỉ lạnh nhạt lẳng lặng ngồi đó. Trước mỗi một chiếc ghế đều có một chiếc bàn vuông phong cách cổ xưa, bên trên có không ít hoa quả tương. Vũ Thoát Phàm nhìn Lục Lâm Thiên ngồi bên trái, lông mày mơ hồ nhíu lại, mở miệng hỏi. Các hạ là người của Thiên Linh Cung. Ta sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Vũ Thoát Phàm, nói. Lục Lâm Thiên của Thượng Thanh Thế Giới, cũng không phải là người của Thiên Linh Cung. Thật sự là Lục Lâm Thiên sao? Hóa ra hắn chính là Lục Lâm Thiên. Trong đại điện, nhân số ở trong đại điện đã hơn vạn người, vô số ánh mắt chung quanh lúc này đều rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Đối với mọi người mà nói, danh khí của ba chữ Lục Lâm Thiên này quả thực quá lớn một ít. Vũ Thoát Phàm nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Thì ra là Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện, người chân lý Niết Bàn của Thượng Thanh Thế Giới. Lần này tuy rằng Tuyên Cổ Điện tuyên bố gia nhập Thương Khung Minh, thế nhưng cũng không có phái người tiến vào trong Thương Khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong nội bộ Thương Khung Minh chúng ta. Thượng Thanh Thế Giới vốn cũng không có tư cách được ngồi đây. Mặt khác đây cũng là chỗ ngồi của Thiên Linh Cung, lúc này các hạ ngồi đây sợ rằng có chút không ổn. Hừ, không biết quy củ, cho rằng Thánh Chủ của Tuyên Cổ Điện, người chân lý Niết Bàn thì là oai lắm sao? Đây là Thương Khung chiến trường. Phượng Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, dường như lúc này có đám người Vũ Thoát Phàm có mặt, lá gan của hắn cũng lớn hơn một chút. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng, miệng quát một tiếng, thế nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Phanh! Bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp bạo liệt đột nhiên vang vọng trong đại điện, khí tức nóng bỏng đột nhiên khuếch tán. Cả đại điện ầm ầm run lên, giống như đại điện khổng lồ này sắp sụp đổ vậy. Mà ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Phượng Vũ của Phượng Thiên Thế Giới, lúc này mọi người lập tức nhìn thấy ghế đá hóa thành bột phấn. Mặt đất lõm xuống, nửa thân hình Phượng Vũ cắm vào trong mặt đất của đại điện. Khắp không gian chung quanh có một vòng xoáy không gian đen kịt, có hỏa diễm màu vàng ở trong vòng xoáy tràn ra, tất cả đang từ từ tiêu tán. Chỉ là những khí tức nóng bỏng kia cũng đủ khiến cho đám người chung quanh này rung động, linh hồn run rẩy. Mà Tiểu Long của thần thú thế giới ngồi bên trái Phượng Vũ, nắm tay phải còn chưa thu lại, hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt từ trên nắm tay hắn đang từ từ thu liễm. Phụt! Phượng Vũ một nửa thân hình cắm vào trong mặt đất lúc này phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi nhuộm đỏ y phục, ánh mắt lúc này đã không phân rõ là sợ hãi hay là kinh hãi.
Ngày hôm qua hắn đã biết rõ thanh niên mặc áo bào vàng này khó dây vào. Thế nhưng thật không ngờ đâu chỉ là khó dây vào, đây quả thực chính là khủng bố, ánh mắt hoảng sợ mà ngốc trệ. Lại nhải, bản long ngày hôm qua đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cho rằng thân phận của ngươi to lắm sao? Nếu không phải nể mặt thần hy, bản long vừa rồi nhất định sẽ lấy mệnh ngươi. Nếu như lại nhải một lần nữa, lão tử sẽ phế nhà ngươi. Hỏa diễm màu vàng từ từ thu liếm, thu hồi nắm tay, tiểu long tiếp tục lạnh nhạt ngồi đó, khí thế bá đạo, lạnh lùng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Hít! Đám người đứng xem bên ngoài hít sâu một ngụm khí lạnh, thực lực của Phượng Vũ tất cả mọi người đều biết rõ một ít, Phượng Vũ đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, nương theo bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực không cần phải nói. Thế nhưng chỉ một quyền đã bị long huyền của thần thú thế giới chà đạp giống như con sâu cái kiến. Đủ để chứng minh thực lực của long huyền kia kinh khủng ra sao. Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, ba người này âm thầm biến sắc, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ phức tạp. Ngươi, thân hình Phượng Vũ giãy giụa từ trong mặt đất lao ra, khuôn mặt trắng bệch như cho tàn. Mắt nhìn tiểu long, lời còn chưa dứt lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó không còn mặt mũi lưu lại, ánh mắt oán độc mang theo vẻ sợ hãi quay người tiến vào trong đám người hướng về phía ngoài rời đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Phượng Vũ, lúc này mới nói Vũ Thoát Phàm bên người. Ta tùy tiện ngồi một chút, dù sao cái ghế này ta cũng không lấy, nếu như Thiên Linh Cung tới ta lại trả lại là được rồi. Cái này, Vũ Thoát Phàm sững sờ một chút, dường như cũng có chút khó xử. Vũ Huynh, dù sao cũng không lấy, vậy thì để cho Lục Huynh đệ ngồi cũng không sao. Lần này chúng ta tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh và Hồng Hoang Điện, tự nhiên không thiếu được Lục Huynh đệ hỗ trợ. Nhược Vô Trần nhìn Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức nói với Vũ Thoát Phàm. Chèn ép Thiên La Minh, tất cả người trong Thương Khung Minh phải hợp tác, tự nhiên cần vị Lục huynh đệ này hỗ trợ. Ta nghe nói đại quân của Thượng Thanh Thế Giới mấy tháng này bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận, bội phục, bội phục. Dưới tay Nhược Vô Trần, trên ghế của Băng Tuyệt Thế Giới, nam tử có làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, lông mày thô rậm ôm quyền gật đầu với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không phải là người tự ngạo, đối phương có lễ như vậy trong lòng hắn lập tức có hảo cảm cho nên cũng gật đầu. Đã như vậy nếu như Lục huynh đệ không chê thì ngồi cũng không sao. Ta đoán người Thiên Linh Cung ngày hôm nay sợ rằng cũng không tới. Vũ Thoát Phàm nói với Lục Lâm Thiên. Vậy thì ta sẽ ngồi đây, các ngươi cứ trò chuyện, ta nghe là được rồi. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, chỗ ngồi vô cùng rộng, hắn khẽ nhích mông. Nắm lấy một loại hoa quả tươi không biết tên trên cái bàn vuông vắn, nhét vào trong miệng cắn một ngụm. Âm thanh thanh thúy vang lên, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn sảng khoái không thôi. Từng ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không ít nữ tử nhíu mày, có cảm giác Lục Lâm Thiên này có chỗ không giống người thường. Vào giờ phút này, trong lối vào đại điện, trong đám người xa xa lại có không ít người bắt đầu bạo động. Tại hạ Bạch Lâm của Minh Hoa Thế Giới bái kiến Tử Yên tiểu thư. Tần Lâm Đào của Mộc Vũ Thế Giới bái kiến Tử Yên tiểu thư. Khi từng ánh mắt nhìn về phía sau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Từng âm thanh vang lên, trong đám người dần dần cũng tách ra một lối đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nhường ra một lối đi, mấy đạo thân ảnh vây quanh một nữ tử lập tức xuất hiện trước 13 chiếc ghế phong cách cổ xưa. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, người mặc cẩm bào màu tím. Cái eo nhỏ nhắn, thân hình mềm mại, đường cong động lòng người. Liên tục bước về phía trước, nữ tử tuyệt mỹ từ từ đi tới, thân hình mềm mại giống như tiên tử, phong tư trác tuyệt. Đôi mắt xinh đẹp giống như ngọc thạch, khiến cho tất cả nam tử trong đại điện bỗng nhiên thất hồn lạc phách, đều bị khuynh đảo. Long Yên công chúa cũng là nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng Long Yên công chúa so với nữ tử tuyệt mỹ này lại có khí chất cao quý. Mà nữ tử tuyệt mỹ này chỉ cần liếc nhìn cũng khiến cho hồn phách nam nhân rung động. Khí chất thánh khiết, cả hai khí chất đều không giống nhau, đều tuyệt mỹ, thế nhưng không hề nghi ngờ. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cẩm bào màu tím này càng khiến cho người ta mê muội hơn. Trên ghế ngồi, từng đạo ánh mắt nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím, mà ngay cả Diễm Hân thân là nữ nhân cũng chăm chú nhìn vào nữ tử mặc cẩm bào màu tím kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Trong mắt đám người thì Trường Ước, Tịch Thiên Vũ, Cam Ngộ Kỳ, Vũ Thoát Phàm lúc này đều hiện lên vẻ chấn động, mà ngay cả Nhược Vô Trần cũng rung động, khẽ vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài màu đen bên tai.
Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Long khi nhìn thấy nữ tử mặc cẩm bào màu tím này thiếu chút nữa muốn rớt ra, ánh mắt của Long Yên công chúa cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Răng rắc, tay Lục Lâm Thiên đặt hoa quả tươi vào trong miệng, đang định cắn miếng thứ hai, ánh mắt lập tức ngây ngốc, kinh ngạc tới mức cái cằm rớt xuống, mãi không nhấc lên được. Biểu lộ trên mặt so với Tiểu Long không kém là bao. Ngốc trệ một hồi mới cắn được miếng thứ hai. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cẩm bào màu tím này Lục Lâm Thiên sao lại không biết, đây không phải là thánh nữ tử Yên của thiên địa các khi trước thì còn có thể là ai được. Nhị đệ, xem đầu óc ta này. Mấy ngày nay ta chỉ nghĩ tới Long Yên mà quên nói cho đệ biết tử Yên và Lam Thập Tam cũng gia nhập thiên địa các. Dương Quá dùng linh hồn truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt lập tức tìm kiếm sau lưng tử Yên, dường như đang tìm kiếm ai đó, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Từng ánh mắt nhìn vào trên người tử Yên, bên người nàng có không ít thanh niên súng lại, tranh nhanh báo danh, dường như muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Chỉ là mỹ nhân này đối với đám thanh niên tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiện ngang bên người đều không có hứng thú gì. Đôi mắt đen như mực giống như bảo thạch kia liếc qua chung quanh đại điện. Ánh mắt nàng khiến cho nam tử nhìn vào lập tức có cảm giác mất hồn vía. Thân hình mềm mại lập tức đi thẳng về phía trước, đi tới bên người Long Yên rồi nói. Đã lâu không gặp công chúa, ta rất nhớ mọi người a. Không ngờ ngươi lại ở thiên địa các, quá nhi cũng không có nói với ta. Long Yên công chúa đứng dậy, dịu dàng cười, nụ cười khuynh thành. Nhìn hai nữ tử tuyệt mỹ đứng đó, tất cả ánh mắt đều bị thu hút, tất cả nữ tử trong đại điện lúc này đều ảm đạm thất sắc. Mấy thanh niên nam nữ đi theo tử Yên tới sau khi tới trước mặt Dương Quá lập tức xoay người hành lễ, rồi cung kính đứng sau lưng Dương Quá. Dương Quá gật đầu với mấy người sau lưng, sau đó lập tức đứng dậy, mỉm cười nói với Tử Yên. Tử Yên, nàng ngồi cùng tỷ tỷ ta đi. Ta không quấy rầy các ngươi. Tử Yên mở miệng cười cười, tiếp đó gật đầu với Long Yên công chúa rồi quay người nhìn Tiểu Long đang há hốc mồm nói. Sao nào, không biết ta sao? Cũng không phải, chỉ là không ngờ đột nhiên lại gặp ngươi mà thôi. Tiểu Long mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là lúc này nhìn thấy Tử Yên, trong lòng hắn không nhịn được có chút kinh hãi mà thôi. Tử Yên nhìn Tiểu Long cười cười, lập tức bước lên phía trước, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Đôi mắt xinh đẹp, mái tóc sau đầu tựa như thác nước màu đen kéo dài tới tận eo, tăng thêm vài phần vũ mị. Bờ môi song của Tử Yên khẽ mở, mỉm cười nói. Ta còn chưa có chỗ ngồi, ngươi không nhẫn tâm để cho ta đứng xem đó chứ. Lục Lâm Thiên cầm nửa quả hoa quả tươi trong tay, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, vẻ kinh ngạc lúc này mới phục hồi lại tinh thần một chút. Nghe Tử Yên nói vậy, hắn lập tức sững sờ, miệng nở nụ cười nhìn Tử Yên rồi nói. Đương nhiên là không đành lòng để nàng đứng đó a, nàng ngồi đi, ta đứng là được rồi. Dứt lời, Lục Lâm Thiên muốn đứng dậy. Không cần, cái ghế này không nhỏ, đủ để cho hai người ngồi, cùng ngồi đi. Tử Yên mở miệng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói xong lập tức ngồi phía bên phải Lục Lâm Thiên. Tự nhiên, hào phóng, một mùi hương thơm ngát như u lan lập tức tràn ngập trong mũi Lục Lâm Thiên. Mùi thơm nhàn nhạt trên người Tử Yên giống như hoa lan khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới một màn thân cận giữa hắn và Tử Yên trong huyền thiên bí cảnh. Mùi thơm này vẫn thơm ngát mê người như vậy. Nhìn thấy Tử Yên đã ngồi xuống, nàng đã không ngại, tự nhiên Lục Lâm Thiên cũng không ngại ngần gì nữa. Chỉ là Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện ra, sau khi Tử Yên ngồi xuống, cả đại điện, sợ rằng lúc này có không biết bao nhiêu ánh mắt lúc này hận không thể phún ra lửa với hắn. Từng ánh mắt giống như đều có thể giết được người vậy. Ánh mắt đám người Cam Ngộ Kỳ lúc này cũng âm thầm chấn động, đều hối hận không thôi. Sớm biết như vậy vừa rồi nhường ghế cho Tử Yên, không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên nhặt được tiện nghi như vậy. Càng nghĩ càng thấy hối hận, thiếu chút nữa ruột gan đứt từng khúc. Cảm giác này dường như không tệ. Cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên thoải mái không thôi. Cảm nhận thực lực của Tử Yên lúc này cũng đặt chân tới nhị nguyên hóa hồng, nhưng mà còn chưa đột phá được bao lâu, thế nhưng cũng là người vô lượng Niết Bàn trong Đại Thừa Niết Bàn. Tử Yên là vô lượng Niết Bàn trong Đại Thừa Niết Bàn, Lục Lâm Thiên cũng không có chút kinh ngạc nào. Người trong Linh Vũ Đại Lục giống như đều có thiên phú cường hãn vậy, cơ hồ đều là vô lượng Niết Bàn và vô thượng Niết Bàn. Tử Yên có thiên địa các bồi dưỡng, nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đại biểu của Thiên Linh Cung tới.
Mà trong khi Lục Lâm Thiên đang dò xét tu vi cấp độ của Tử Yên, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền ra một âm thanh già nua có chút run rẩy vì khiếp sợ. Âm thanh run run vang vọng quanh quẩn trong đại điện. Mà sau khi âm thanh này vừa dứt, vô số ánh mắt trong đại điện run lên, từng đạo thân ảnh vừa rồi còn đang nhìn vào người Tử Yên lúc này bỗng nhiên quay người lại nhìn ra bên ngoài đại điện. Thiên Linh Cung, ba chữ này đủ để khiến cho mọi người run sợ. Hôm nay những người có thể có mặt trong đại điện đều không phải là người thường. Chuyện 3.000 đại thiên thế giới, người hôm nay ở đây có thể nói đại bộ phận đều biết. Thiên Linh Cung là thế lực gì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Thiên Linh Cung và Chí Tôn Điện đều là thế lực cực kỳ thần bí. Trong nội cung Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh, chính thức là thế lực không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh nào. Tuy rằng Thiên Linh Cung chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng lại không có ai dám hoài nghi thực lực của Thiên Linh Cung, toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ, loại thế lực hội tụ linh vật trời sinh như Thiên Linh Cung trình độ cường hãn không cần phải nói. Không ít người kỳ thật đã sớm nghĩ, người Thiên Linh Cung đều là người tự ngạo, lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang này sợ rằng dùng bản tính tự ngạo của Thiên Linh Cung cũng sẽ không tới tham gia. Tuy rằng Thiên Linh Cung tuyên bố gia nhập Thương Khung Minh, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ một mình tranh đoạt hồng hoang điện. Làm, linh vật trời sinh có thiên phú mạnh nhất trong thiên địa, bọn họ có tiền vốn tự ngạo. Đám người long phượng trong nhân loại, vương trong thú tộc cũng không hoài nghi Thiên Linh Cung có tiền vốn kiêu ngạo hay không. Đối với việc Thiên Linh Cung tự ngạo bọn họ cũng không có bất luận vẻ phản cảm nào. Trong thế giới cường giả vi tôn này, những thứ này vốn là thứ thiên kinh địa nghĩa. Cho nên lúc này nghe nói đại biểu Thiên Linh Cung tới, ngay cả đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Thì Trường Ước, Ngưu Trí, Cam Ngộ Kỳ lúc này đều đứng lên, Thiên Linh Cung đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại thần bí mà cường đại. Đám người giống như thủy triều ở trong đại điện lập tức quay người lại, trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ là lại không ngừng có tiếng hít sâu vang vọng. Trong đám người lần nữa tự động tách ra một con đường dài. Một đạo thân ảnh linh lung dần dần hiện ra, liên tục bước về phía trước. Siêu siêu. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, cả đại điện ngây ngốc, không gian giống như cứng lại, tất cả đều vì nữ nhân này xuất hiện. Thân hình mềm mại uyển chuyển của nữ nhân này như ẩn như hiện, mái tóc đỏ tươi rối tung, xõa xuống bộ mông ngạo nghễ, một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động bao phủ thân hình mềm mại. Đường cong linh lung, càng khiến cho thân hình nàng trước sau lồi lõm. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, hai mắt nữ tử này cũng đỏ giống như máu, thế nhưng lại khéo léo, má lúm đồng tiền, nhìn qua vô cùng kiều mị, lại cao quý trang nhã, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Yêu khí trên người tựa như hoa anh túc, vô cùng diễm lệ, tuyệt mỹ thế nhưng lại mang theo độc dược. Là nàng. Mắt nhìn nữ tử này, Dương Quá, Long Yên, còn có Tử Yên đều biến sắc. Tiểu Long lần nữa kinh ngạc há hốc mồm, vẻ kinh ngạc lúc này so với vừa rồi nhìn thấy Tử Yên còn khiếp sợ hơn nhiều. Hoa quả tươi trong tay Lục Lâm Thiên rơi xuống mặt đất, nếu nói vừa rồi vẻ mặt Lục Lâm Thiên khi nhìn thấy Tử Yên là kinh ngạc thì lúc này khuôn mặt Lục Lâm Thiên chính là ngốc trệ, ánh mắt kinh ngạc. Nữ tử này đảo mắt qua đại điện, bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình động lòng người mềm mại không xương. Khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm, mị hoặc. Tăng thêm tư thái mềm mại uyển chuyển kia càng giống như upsilon bản quyền vọng của người ta. Cho dù lẳng lặng đứng đó cũng khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Vũ Thoát Phàm, Vô Nhược Trần, Thì Trường Ước, Tịch Thiên Vũ cùng với tất cả mọi người đứng đậy, ánh mắt nhìn qua nữ tử kia, ánh mắt rung động, chấn động không thôi. Lúc này trong đại điện này trừ Tử Yên và Long Yên công chúa ra, những nữ tử khác trong đại điện tuy đẹp nhưng cũng không có thần thái gì đáng nói. Bất luận nữ tử nào so sánh với nữ tử mị hoặc mặc cung trang màu đỏ này ảm đạm, loại xinh đẹp quý phái, đoan trang lại kiều mị, khí chất phức tạp như vậy khiến cho người ta kinh tâm động phách. Ngay khi mọi người đang biến sắc vì nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này, nữ tử mặc cung trang màu đỏ này thu hồi ánh mắt đảo qua đại điện. Sau đó trước ánh mắt bao nhiêu người đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên và Tử Yên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên giống như hỏi tội, âm thanh giống như chuông bạc vang vọng. Nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này nói. Sao nào, nhìn thấy ta kinh ngạc sao? Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khuôn mặt vì ngây ngốc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kinh ngạc nổi lên chấn động. Nhìn nữ tử kiều mị,
trang nhã trước mắt khiến cho tim Nugget ta đập thình thịch này không phải mẫu đơn sau khi ra ngoài lạc với hắn và Tiểu Long thì còn có thể là ai? Còn có ai có thể xinh đẹp hại nước hại dân như vậy, làm cho tất cả nam nhân trong đại điện mê mẩn? Đúng là rất kinh ngạc, làm sao nàng tới đây? Những năm này nàng sống tốt chứ? Sau khi Lục Lâm Thiên kinh ngạc, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hai con mắt đỏ tươi nhìn qua có chút nhanh nhẹn, trầm giọng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vậy, nhiều năm như vậy ngươi có đi tìm ta hay không? Báo hại ta còn đi tìm ngươi khắp nơi. Âm thanh như chuông bạc vang lên, mẫu đơn lập tức quay người nhìn Tiểu Long không xa nói. Còn tiểu gia hỏa nhà ngươi nữa, lão đại ngươi không có lương tâm. Ta đi tìm các ngươi không biết đã bao lâu. Các ngươi ngược lại sống vô cùng tốt, người sau còn tốt hơn người trước a. Ta, Tiểu Long bị mẫu đơn hỏi tội lập tức sững sờ, có cảm giác nằm ngủ cũng trúng đạn. Hắn nghẹn họng nhìn mẫu đơn, một lúc sau mới khôi phục, ánh mắt nhìn mẫu đơn có chút ủy khuất nói. Ta có tìm a, chỉ là không tìm được. Thật sự đi tìm ta sao? Mẫu đơn nhìn Tiểu Long, dường như có chút hoài nghi. Tiểu Long gật đầu khẳng định, nhìn mẫu đơn nói. Tìm, chúng ta thực sự đã đi tìm ngươi nha. Được rồi, ta tin tưởng tiểu gia hỏa nhà ngươi. Mẫu đơn gật đầu nói với Tiểu Long, lập tức quay người nhìn Lục Lâm Thiên, hai tay chống nạnh, làm cho thân hình mềm mại, đường cong mê người kia càng thêm động lòng người. Âm thanh như chuông bạc giống như mang theo ma âm vang lên, nói với Lục Lâm Thiên. Sao ngươi lại không đi tìm ta? Bây giờ nàng ở Thiên Linh Cung đúng không? Lục Lâm Thiên không có trả lời lời nói của mẫu đơn mà ngược lại còn hỏi mẫu đơn. Mẫu đơn trả lời. Đúng vậy, Thiên Linh Cung. Đại tỷ à, ai nói ta không tìm nàng? Ta đã dùng toàn lực tìm nha. Nàng không nghĩ một chút hay sao? Nàng ở trong Thiên Linh Cung thì ta làm sao tìm được tới nàng? Lục Lâm Thiên trợn mắt nhìn mẫu đơn, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ vui mừng. Mẫu đơn luôn không có tin tức lúc này cuối cùng cũng xuất hiện. Vốn hắn còn tưởng rằng nàng đã bị người ta luyện hóa, dù sao khi đó tu vi của mẫu đơn cũng còn thấp. Chính là bảo vật mà cơ hồ tất cả các tu luyện giả dù nằm mơ đều muốn đạt được. Ngươi thực sự đi tìm ta sao? Đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn có chút nghi hoặc, vẻ giận dữ trong mắt có chút dịu đi. Đương nhiên là toàn lực rồi, ta còn đang định hỏi nàng một chút, nếu như nàng muốn tìm ta có lẽ cũng không khó nha. Lục Lâm Thiên nhìn mẫu đơn hỏi, dùng thanh danh của hắn bên ngoài hiện tại, muốn tìm hắn không quá khó khăn. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, vẻ mặt giận dữ, hỏi tội trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mẫu đơn lập tức biến mất không thấy gì nữa mà chuyển thành khuôn mặt vui vẻ, miệng nàng nở nụ cười tươi như hoa, nhìn Lục Lâm Thiên. Âm thanh giống như ma âm vang vọng, nàng mỉm cười nói. Ta cũng tìm, về sau cũng biết tin tức của các ngươi. Chỉ là sau này có một chút chuyện cho nên ta không có cách nào bước ra tìm tới các ngươi. Biết rõ các ngươi không có việc gì cho nên ta cũng yên tâm. Cũng không vội vã đi tìm các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn mẫu đơn, lo lắng hơn 1000 năm cho mẫu đơn rốt cuộc cũng biến mất, nhìn thấy mẫu đơn bình yên vô sự xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn cao hứng dị thường. Mà khi dò xét thấy khí tức trên người mẫu đơn, ánh mắt Lục Lâm Thiên không khỏi run lên, khí tức tam nguyên hóa hồng, là vô lượng niết bàn. Mẫu đơn không ngờ cũng đạt tới tam nguyên hóa hồng, vô lượng niết bàn, tu vi tam nguyên hóa hồng tăng thêm lực lượng bản thể của huyết linh mẫu đơn, thực lực của nàng kỳ thực cường hãn. Lục Lâm Thiên suy đoán, chỉ cần mẫu đơn không gặp người có thiên phú như Tiểu Long và Đại ca Dương Quá mà nói, nàng là tồn tại vô địch trong đám người có tu vi đồng cấp. Muốn đánh chết đối thủ cũng không thành vấn đề, linh vật trời sinh vốn đã có loại thực lực như vậy. Mẫu đơn tỉ tỉ. Tử Yên lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Quan hệ của hai người tuy rằng ở trong linh vũ thế giới không có bao nhiêu, thế nhưng cũng là người quen biết. Nàng cũng biết thân phận của mẫu đơn cho nên lập tức đứng dậy dịu dàng cười nói. Mẫu đơn tỷ tỷ, đây là chỗ ngồi của Thiên Linh Cung, tỷ mau ngồi đi. Lục Lâm Thiên cũng định đứng dậy, người Thiên Linh Cung tới, hắn vốn từ trong miệng Đại ca Dương Quá cũng cảm thấy bằng vào ngạo khí của người Thiên Linh Cung thì sẽ không tham gia đại hội tranh đoạt hồng hoang như vậy. Thế nhưng không ngờ Thiên Linh Cung lại tới thật, lời nói hắn đã nói ra, cho nên lúc này không thể không trả lại ghế ngồi này. Tiểu nha đầu không cần khách khí, ngồi cùng là được rồi. Mẫu đơn cười cười giống như trăm hoa đua nở, ấn vai Tử Yên ngồi xuống.
Sau đó thân hình mềm mại khiến cho người ta phun máu ngồi bên phải Lục Lâm Thiên, miệng nói với Lục Lâm Thiên đang muốn đứng dậy. Ngươi cũng ngồi đi, ngồi cùng là được rồi. Lục Lâm Thiên sững sờ, còn chưa kịp có phản ứng đã bị nhị nữ một trái một phải kẹp vào giữa. Chỗ ngồi này tuy rằng rộng, ngồi hai người còn rộng, thế nhưng ba người ngồi vào không có chỗ nhúc nhích. Ba người ngồi, Lục Lâm Thiên lập tức bị nhị nữ một trái một phải ép vào bên trong, ngay cả cử động cũng không được. Tử Yên bị mẫu đơn đè ngồi xuống, lúc này nàng cũng ngồi xuống, chẳng biết tại sao khuôn mặt nàng lại có chút đỏ ửng, thế nhưng lại lập tức khôi phục lại như thường. Đôi mắt xinh đẹp giống như bảo thạch câu hồn đoạt phách không nói nên lời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không biết xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên ngồi trong nhị nữ, tay vừa rồi bị đẩy ra sau, lúc này sau khi nhị nữ ngồi xuống, hai tay hắn đặt lên lưng nhị nữ. Nếu ở phía trước nhìn vào, nam tử mặc áo bào xanh kia lúc này đang trái ôm phải ấp, nữ tử khiến cho nam nhân toàn trường sôi sục lại đang ở trong tay nam tử mặc áo bào xanh kia, khiến cho nhất thời cả hơn vạn người trong đại địa hồ Úc này đều hận không thể đạp Lục Lâm Thiên xuống dưới, thế thân mình vào chỗ của Lục Lâm Thiên hiện tại. Trong sát na này, số người muốn đạp Lục Lâm Thiên xuống có 8-9 ngàn, những người còn lại không muốn đạp thì cũng chỉ có nữ tử mà thôi. Từng ánh mắt nhìn vào người Lục Lâm Thiên, hâm mộ, ghen ghét, không ít thanh niên nam tử thậm chí nắm chặt hai tay, nhìn vào có cảm giác không chịu nổi. Hai nữ tử là người tuyệt sắc nhất trong toàn trường, một đại biểu cho Thiên Linh Cung, một đại biểu cho Thiên Địa Các, là thánh nữ Thiên Địa Các, không ngờ lại bị tiểu tử kia trái ôm phải ấp, hưởng lấy phúc của người Tề A. Trong khoảng thời gian ngắn có không ít thanh niên còn có lý trí lập tức cúi đầu bỏ qua. Bọn họ sợ nếu như tiếp tục nhìn về phía trước sẽ thực sự không nhịn được mà xông lên muốn đạp Lục Lâm Thiên kia xuống. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng, Lục Lâm Thiên kia sợ rằng không phải dễ trêu, vừa rồi Phượng Vũ chính là kết cục tốt nhất. Đánh không lại, nhìn không chịu nổi cho nên những người còn có lý trí chỉ có thể cúi đầu cho qua, lần lượt từng khuôn mặt nghẹn khuất, đỏ ửng cúi xuống, thiếu chút nữa vì nghẹn khuất mà bị nội thương. Lục Lâm Thiên bị ép vào bên trong, hai tay một trái một phải dường như đặt vào mông của nhị nữ bên cạnh, cảm xúc mềm mại tuyệt vời truyền đến khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này cũng không nhịn được mà run lên, trong lòng chấn động. Loại chấn động này không có liên quan tới tu vi, thực lực, nếu như ở bên cạnh nhị nữ hại nước hại dân như vậy mà Lục Lâm Thiên không có một chút tâm tư nào mà nói, sợ rằng cũng là nói dối. Khi đó Lục Lâm Thiên không bình thường một chút nào. Thế nhưng Lục Lâm Thiên không dám nghĩ nhiều. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lam Linh đã sớm nghiêm túc nói qua, nếu như lại hái hoa ngắt cỏ nữa, các nàng sẽ tính sổ với hắn thực sự. Bởi vậy lúc này Lục Lâm Thiên không có hành động nào không an phận, cũng chỉ có thể cưỡng ép tạp niệm trong lòng. Trong lòng chờ mong muốn sớm rút khỏi nhị nữ hại nước hại dân này. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, dưới cảm xúc mềm mại, mùi hương mê người cạnh thân này, bàn tay ở dưới mông nhị nữ của hắn thực sự sẽ không có cách nào an phận, hắn không có cách nào tĩnh tâm được nữa. Mà Lục Lâm Thiên còn có chút hoài nghi, liệu có phải mẫu đơn này cố ý chọc hắn hay không? Nếu như tất cả nam nhân ở đây biết rõ trong đầu Lục Lâm Thiên có ý nghĩ định rời khỏi nhị nữ tuyệt sắc bên người sợ rằng sẽ đánh chết Lục Lâm Thiên. Bọn họ hận không thể xông tới, còn Lục Lâm Thiên không ngờ lại muốn thoát thân, chênh lệch này quá lớn một chút. Đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Cam Ngộ Kỳ, Ngưu Trĩ đứng dậy, mắt nhìn ba người Lục Lâm Thiên, Mẫu Đơn, Tử Yên, khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc. Bọn họ vốn muốn đứng dậy nghênh đón người Thiên Linh Cung, chỉ tiếc Mẫu Đơn ngay cả con mắt cũng không có nhìn bọn họ lấy một cái, vừa mới tới ngồi cùng Lục Lâm Thiên. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhìn Lục Lâm Thiên lúc này đang trái ôm phải ấm hai nữ nhân tuyệt sắc. Một người thánh khiết, một ma quỷ, thế nhưng đều khiến cho nam nhân phún hỏa. Thân phận của hai nữ nhân này vô cùng khủng bố, không phải chuyện đùa. Mọi người đối với Lục Lâm Thiên trừ ghen ghét, hâm mộ ra mà nói, từng đạo ánh mắt giết người kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Nhược Vô Trần bị đả kích nhất, bình thường nữ tử bên cạnh hắn thành đàn, những nơi hắn đi qua, đủ để khiến cho bất luận nữ tử nào động tâm. Chỉ tiếc những nữ tử kia so với hai nữ nhân này mà nói lại trở thành người bình thường. Cho dù đều là người bất phàm thế nhưng lại ảm đạm thất sắc. Coi như là lúc này Diễm Hân ở trước mặt nhị nữ này cũng bị tụt xuống, không ngóc đầu lên được. Đôi mắt vĩ đại giống như chuông đồng của Ngưu Trĩ lúc này cũng chăm chú nhìn vào người Lục Lâm Thiên,
ánh mắt không hề che giấu vẻ bội phục, hâm mộ. Chỉ là ánh mắt giống như chuông đồng kia cũng không dám nhìn nhiều vào người mẫu đơn và Tử Yên. Giống như có chút thẹn thùng vậy. Lão đại phiền phức rồi, cũng không thể để cho đám người Hồng Lăng tỷ biết được, bằng không. Tiểu Long nhìn lão đại đang trái ôm phải ấp, thế nhưng trong lòng lại không ngừng cầu nguyện thay lão đại. Tiểu Long cũng biết tính tình của Hồng Lăng tỷ, tính của vị tẩu tử này không tốt lắm. Lúc này trước khi tới đại hội tranh đoạt hồng hoang này, Hồng Lăng tỷ đã từng dặn dò qua hắn, để cho hắn chú ý xem người nào đó có hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài hay không. Long Yên và Dương Quá nhìn nhau, mỉm cười mà không nói gì. Kế tiếp đại hội tranh đoạt hồng hoang được tổ chức, do Vũ Thoát Phàm chủ trì, chủ yếu là sắp xếp 23 ngày sau, sau khi 72 khối hồng hoang lệnh xuất hiện, đến lúc đó nên tranh giành với Thiên La Minh thế nào. 72 khối đại lục, theo thứ tự dùng số đánh dấu, từ số 1 tới số 72. Lần trước Thương Khung Minh chỉ tranh đoạt được 28 khối đại lục trong 72 khối đại lục mà thôi. Nhưng Thiên La Minh lại tranh đoạt được 39 khối đại lục. Phi Thiên Đạo Tặc tranh được 2 khối, Thiên Địa Các tranh đoạt được 3 khối. Tuyên Cổ Điện và Thiên Linh Cung trước kia đều không nhúng tay vào chuyện này. Lần trước 9 tòa Hồng Hoang Điện Thiên La Minh thu được 5 tòa, Thương Khung Minh 3 tòa, một tòa cuối cùng là của Thiên Địa Các. Những năm qua luôn là Thiên La Minh đè ép Thương Khung Minh, bởi vậy cũng có thể thấy được, thực lực đám người trẻ tuổi của Thương Khung Minh so với Thiên La Minh mà nói yếu hơn một chút. Tranh đoạt 72 khối đại lục cũng cần có kỹ xảo, bởi vì cuối cùng còn phải chống lại một chiêu của người có được hồng hoang lệnh khi trước. Một mặt phải cướp đoạt được đại lục trong tay Thiên La Minh lần trước, mặt khác còn phải tranh đoạt đại lục trong tay Thương Khung Minh từ lần trước. Nếu như người phái ra có thực lực yếu nhất gặp phải người của Thiên La Minh khi trước có thực lực mạnh nhất mà nói, một chiêu cuối cùng kia đoán chừng không chống lại được. Nếu như gặp người cùng Thương Khung Minh thì khá tốt, coi như kẻ có được hồng hoang lệnh lần trước không muốn giao ra hồng hoang lệnh, muốn giữ lại cho đại thiên thế giới của mình, dù sao cuối cùng cũng không thể tiến vào trong hồng hoang điện, nhưng mà lại liên quan tới 4 danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Cho dù thế nào cũng đều là người Thương Khung Minh. Bởi vậy khi xuất thủ cũng sẽ không lấy mạng đối phương. Chỉ là nếu như gặp phải người Thiên La Minh, sẽ không đơn giản là thắng bại như vậy. Mỗi một lần bởi vì tranh đoạt hồng hoang lệnh, không ít người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong Thương Khung Minh sau khi đi tới bước cuối cùng kia đều vẫn lạc trong tay chủ nhân có được hồng hoang lệnh lần trước của Thiên La Minh. Tình huống một chiêu bị đánh chết trong lúc tranh đoạt hồng hoang lệnh thường sẽ xuất hiện, bị phế, trọng thương cũng nhiều vô số kể. Mọi người thương nghị chuyện tranh đoạt hồng hoang điện, từ trong miệng mọi người Lục Lâm Thiên cũng biết được không ít, chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ. Chỉ là trong đại hội tranh đoạt hồng hoang này có không ít ánh mắt ghen ghét, hâm mộ thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cảnh tượng trái ôm phải ấp sợ rằng từ khi đại hội tranh đoạt hồng hoang mới bắt đầu cho tới nay chưa từng xảy ra. Còn lần này, đối với cường giả cùng thế hệ trong Thiên La Minh, Thương Khung Minh cũng không biết quá rõ ràng. Cường giả đỉnh tiêm đồng lứa của đối phương mọi người chỉ biết có một thần linh tộc là chân lý Niết Bàn, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cường hãn. Đồn rằng trong Thiên La Minh còn có một chân lý Niết Bàn khác là linh vật trời sinh, thế nhưng bên ngoài cũng không có một chút tin tức nào truyền ra. Mặt khác nghe nói Dạ Xoa tộc, Thiên Ma tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, tứ đại chủng tộc này lần này cũng có không ít cường giả đỉnh tiêm xuất hiện. Nghe nói những cường giả đỉnh tiêm trong Thiên La Minh, người chân lý Niết Bàn cũng có, hơn vạn ánh mắt trong đại điện không khỏi nhìn vào ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá. Đối phương có hai chân lý Niết Bàn, Thương Khung Minh hiện tại còn có thêm Dương Quá quy chân Niết Bàn của Thiên Địa Các, có lực để áp chế đám người kia một bậc. Chỉ là sau khi giao phong, mọi người cũng không biết sẽ thế nào. Thiên phú là thiên phú, thế nhưng trước mắt là dùng thực lực giao thủ mà không phải là thiên phú. Từ sáng cho tới hoàng hôn. Một vạn người trong đại điện vẫn thương nghị các hạng mục công việc trong đại hội tranh đoạt hồng hoang. Người chân chính có tư cách nói chuyện trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Người có tu vi thấp hơn nhị nguyên hóa hồng trên cơ bản cũng sẽ thức thời mà không nói lời nào, ở bên cạnh nghe sắp xếp là được rồi. 72 khối lục địa, cuối cùng nên tranh đoạt thế nào, cơ hồ tất cả trong lòng các đại biểu của Thiên Khung Minh đều hiểu rõ. Tránh cho tới lúc đó cơ hồ quân đoàn của các đại thế giới lại giống như ong vỡ tổ vọt tới cùng một khối đại lục. Cũng không còn sớm nữa rồi. Mọi người còn có ý kiến gì muốn bổ sung hay không? Cũng có thể nói ra, tranh đoạt hồng hoang lệnh cần Thương Khung Minh chúng ta đoàn kết với nhau.
Sau mấy thời thần sau, Vũ Thoát Phàm nhìn thanh niên nam nữ chung quanh đại điện rồi hỏi một câu. Mọi người nhìn nhau, đám người có hơi ồn ào, thế nhưng cũng không có ai nói cái gì. Sau khi chứng kiến đám người Tịch Thiên Vũ, Long Huyền ra tay, người trong đại điện tuy rằng có ngạo khí, thế nhưng trong lòng kỳ thực đều hiểu rõ. Bọn họ muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh, chỉ có thể xem vận khí của mình, sợ rằng không có quan hệ quá lớn với thực lực. Cẩn thận, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, nhanh. Nhưng vào lúc này, Lục Lâm Thiên đang ở giữa nhị nữ, bị nhị nữ kẹp hai bên lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Vẻ mặt biến sắc, quanh thân có quang mang chói mắt bao phủ thân hình hai người Mẫu Đơn và Tử Yên. Ầm ầm. Nhưng Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong, cùng lúc, cả đại điện này đột nhiên run lên, lập tức có ba quả cầu bằng năng lượng bá đạo xuyên qua đại điện ầm ầm đánh xuống. Ba đạo công kích bằng năng lượng khủng bố nương theo ba cỗ khí tức âm hàn ngập trời trong nháy mắt đánh tới rồi bộc phát. Phanh, phanh, phanh. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi trong đại điện khổng lồ đột nhiên nổ tung. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang, năng lượng khủng bố rung động khuếch tán, dễ dàng chấn vỡ đại điện. Nhất thời cả đại điện giống như sơn băng địa liệt. Ầm ầm. Đại điện khổng lồ nổ tung, cả thiên địa trên quảng trường, thậm chí là cả Mẫn Tinh đại lục trong nháy mắt này bắt đầu lay động kịch liệt. Siêu siêu. Đại điện khổng lồ vỡ nát, hiện ra một vòng xoáy không gian cực lớn, đen kịt. Kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa ở trên không trung hóa thành hình cung, lập tức khuếch tán ra chung quanh. A hát. Ở trong có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số thanh niên nam nữ trong đại điện trong lúc này hóa thành mảnh vỡ mà máu tươi bắn tứ tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đại điện xảy ra chuyện gì vậy? Trên đường phố rộng rãi bốn phía quảng trường vốn có vô số thân ảnh rập rạp, chằng chịt, lúc này đám người này khiếp sợ, từng đạo thân ảnh bởi vì động tĩnh đất rung núi chuyển này mà phi thân nhảy lên, ánh mắt rung động. Siêu siêu. Một màn bất thình lình xảy ra khiến cho người ta rung động không thôi, miệng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi của Thương Khung Minh đều tụ tập tại đây. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, vào thời điểm này lại chạy tới gây chuyện trên Mẫn Tinh đại lục. Rầm rầm rầm. Vô số âm thanh trầm thấp, bạo liệt vẫn còn tiếp tục vang vọng. Kinh khí khủng bố mang theo đại điện hóa thành cho tàn khuếch tán. Năng lượng âm hàn bắn ra, khiến cho cả Mẫn Tinh đại lục đột nhiên bị khí tức âm hàn bao phủ bên trên. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này kịch liệt giảm xuống. Khí tức âm hàn cũng khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động. Siêu siêu. Động tĩnh khủng bố trong khoảng thời gian ngắn trở lại bình thường, trong đại điện bị nghiền nát lúc này cũng có mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên trời. Mà trong ba đạo công kích khủng bố kia ước chừng có hơn 1.000 tuyên cổ cảnh thực lực thấp bị ảnh hưởng tới, bị vẫn lạc. Xương cốt không còn, không ít hồn anh, linh hồn phân thân nhanh chóng chạy ra. Người bị thương cũng không ít, người không bị ảnh hưởng gì sợ rằng là không có. Giữa không trung, đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Thì Trường Ước, Cam Ngộ Kỳ, Ngưu Trí, Kim Hổ, Diễm Hân, Tịch Thiên Vũ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt ngưng trọng, hàn ý trong mắt bắn ra. Đám người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long, Long Yên Công Chúa, Tử Yên, Mẫu Đơn đứng chung một chỗ, đạp không nhìn lên trời cao. Gần như đồng thời trên không trung có ba đạo thân ảnh hiển hiện, ba cỗ khí tức âm hàn kinh khủng khuếch tán trên trời cao. Ba người này là ba thanh niên, từ ngoại hình chỉ cần nhìn cũng biết là người của Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, còn có La Sát tộc. Cơ hồ tất cả ánh mắt trong nháy mắt này đều nhìn vào thân ba người này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Ba người Dạ Xoa tộc, La Sát tộc, Tu La tộc này có tu vi tam nguyên hóa hồng. Khặc khặc, đại hội tranh đoạt hồng hoang chó má, Thương Khung Minh còn muốn chống lại Thiên La Minh chúng ta hay sao? Tiếng hét lớn chói tai từ một nam tử thân hình rắn chắc của Tu La tộc ở giữa, tiếng hét âm lệ vang lên, người này lăng không đứng lơ lửng, ánh mắt quét qua chung quanh. Nhìn đại điện khổng lồ vừa rồi bị đánh thành cho tàn cùng với không ít xương cốt đang rơi lả tả trên quảng trường, trong mắt tràn ngập vẻ âm hàn, không gian chung quanh trong lúc vô hình bắt đầu lạnh lẽo. Một đám ô hợp, không đủ chống lại Thiên La Minh ta. Thanh niên của Dạ Xoa nhất tộc bên trái có thân hình gầy gò, đầu như bướu lạc đà. Ngũ quan dữ tợn, quanh thân được năng lượng âm hàn nồng đậm bao phủ, hai mắt hơi mở nhìn vào đám người Thương Khung Minh đang chật vật đứng trên không trung. Ánh mắt âm hàn tựa như hồ băng, lại vô cùng thâm thúy, mang theo sát ý không thèm che giấu, khí tức âm hàn khiến cho linh hồn người ta bỡ ngỡ,
Thương Khung Minh, lần sau không bằng lần trước, khặc khặc. Thanh niên bên phải kia bộ dáng xấu xí, toàn thân toản ra một loại khí tức la sát, khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không tự chủ được mà cảm thấy tim đập nhanh. Không tự chủ được mà lạnh run, trong lúc vô hình có năng lượng âm hàn khủng bố bao phủ không gian quanh thân người này. Hỗn trướng, dám tới Thương Khung Minh nháo sự, các ngươi nhất định phải trả giá. Tiếng quát rung trời vang vọng, Vũ Thoát Phàm giận dữ, áo choàng màu đỏ phần phật, nguyên lực thuộc tính thổ toàn thân cuồn cuộn tuôn ra. Siêu. Một giây sau, Vũ Thoát Phàm dẫn động năng lượng thiên địa thuộc tính thổ, thân ảnh lóe lên đã xé rách không gian trước người, nhanh chóng đánh về phía thanh niên tu la nhất tộc ở giữa. Thương Khung Minh không phải là nơi mà Thiên La Minh muốn tới là tới. Nhược Vô Trần quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, hàn ý trong hai mắt bắn ra. Vũ Thoát Phàm đánh ra, thân ảnh màu trắng của hắn lập tức lao thẳng về phía nam tử của Dạ Xoa tộc. Nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh năng lượng minh mông cuồn cuộn trên không trung. Uy áp linh hồn bàng bạc tràn ngập, bao phủ nam tử của Dạ Xoa nhất tộc ta. Coi Thương Khung Minh ta không có người sao? Dám giết người Thương Khung Minh ta, nhất định sẽ phải trả giá. Tịch Thiên Vũ cũng không có một chút do dự nào, trong chốc lát, áo nghĩa khủng bố thuộc tính mộc lan tràn ra chung quanh, giống như thôn phệ tất cả sinh cơ, thân ảnh đánh về phía nam tử La Sát tộc thứ ba còn lại kia. Ầm ầm, ba người đánh ra, khí tức khủng bố bắt đầu khởi động, Mẫn Tinh đại lục lập tức thiên địa biến sắc. Ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ đều có thể cảm giác ra được ba người đối phương đều là tam nguyên hóa hồng cảnh, cho nên cũng không có lưu thủ một chút nào. Khí tức tam nguyên hóa hồng trên thân ba người phóng ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động tới lực lượng áo nghĩa, năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ bằng năng lượng cường hãn lập tức hung hăng đánh về phía trước. Khặc khặc, không biết tự lượng sức mình, nhân loại nhỏ bé, trong đám người có tu vi đồng cấp, các ngươi không là thứ gì cả. Nam tử âm lệ của Thiên La Minh quát lớn một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức phóng về phía trước. Khí tức âm hàn khủng bố từ trong cơ thể ba người tuôn ra, nhanh chóng đánh ra công kích. Không gian ven đường dưới công kích của ba người bị dạn nứt. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn sáu người giao thủ trên không trung, ánh mắt khẽ đảo. Thế nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía xa, trong mắt lén lút hiện lên vẻ chấn động. Ba người Tiểu Long, Dương Quá, Mẫu Đơn nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn chưa có ra tay, tuy rằng ánh mắt nhìn ba nam tử của Thiên La Minh có chút khó coi, thế nhưng đều đứng bên người Lục Lâm Thiên, không có lập tức ra tay. Rầm rầm rầm. Trên không trung, tiếng năng lượng kinh người va đập không ngừng truyền ra, sáu người giao thủ, năng lượng khủng bố mỗi một cái giơ tay nhấc chân đầu xé rách không gian. Sáu người điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách thiên địa. Sáu người đều là tam nguyên hóa hồng, năng lượng kinh người va chạm, ra tay không chút lưu tình, căn bản không phải nơi mà nhất nguyên hóa hồng bình thường có khả năng tham dự. Mà ngay cả nhị nguyên hóa hồng lúc này cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào, cách nhau chỉ một nguyên, thế nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực. Những cường giả đỉnh tiêm trong đám người thế hệ lúc này không khỏi oán hận. Ba người Thiên La Minh này dám đơn độc xông vào đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Khung Minh, không đặt Thương Khung Minh vào trong mắt. Vừa rồi lại đánh chết trên 2.000 cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ của Thương Khung Minh. Loại tổn thất này đối với cả Thương Khung Minh đều là cực lớn, nếu như truyền ra ngoài, Thương Khung Minh sau này không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Đám người Thương Khung Minh đứng xem chung quanh lúc này tuy rằng nổi giận, thế nhưng cũng chỉ có thể chờ mong ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ có thể chiến thắng. Ba người có tu vi tam nguyên hóa hồng, những người khác căn bản không có tư cách gia nhập vòng chiến. Nếu như bị ảnh hưởng tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tuy rằng đều là cường giả đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa của đại thế giới mình, thế nhưng mạnh mẽ còn có người mạnh hơn. Tam nguyên hóa hồng không thể nghi ngờ là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Mà bọn họ hiện tại trừ ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ kia, còn chưa có ai đạt tới cấp độ đỉnh phong kia. Là người Thiên La Minh xông tới đại hội tranh đoạt hồng hoang. Có lẽ đều là cường giả tam nguyên hóa hồng cảnh, những người của Thiên La Minh này lá gan cũng thật lớn a. Đám vương bát đản Thiên La Minh này, coi Thương Khung Minh ta dễ bắt nạt sao? Nhất định phải khiến cho ba tên Thiên La Minh kia sấp mặt. Ba người Thương Khung Minh chúng ta đang ra tay chính là Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ Thế Giới,
Nhược Vô Trần của Sang Linh thế giới, còn có Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới. Vũ thoát phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, cố gắng lên, nhất định phải thu thập ba tên hỗn đản của Thiên La Minh này. Trong vô số người vây xem dập dạp, chằng chịt bốn phía lúc này không ngừng vang lên tiếng hét lớn, bạo động. Từng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên trên không trung. Bất quá đối với bọn họ mà nói, bọn họ càng không có thực lực tham dự, cho nên chỉ có thể lui về phía sau một lần nữa mà thôi. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích va chạm trên không trung, thân ảnh đều giống như tia chớp phóng về phía trước. Từng đạo công kích ẩn chứa năng lượng bàng bạc, cuồng bạo đáng sợ tựa như muốn khiến cho không gian nứt vỡ, không trung thiên địa đã sớm không ngừng rung động, bị phá hủy. Siêu siêu, sáu đạo thân ảnh đều giống như tàn ảnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thiên địa rít lê len. Năng lượng khủng bố va chạm, thiên băng địa liệt, gợn sóng không gian trên không trung lúc này không ngừng truyền ra tiếng răng rắc bị nghiền nát. Ầm ầm, từng đạo công kích khủng bố lập tức va chạm vào một chỗ, thiên địa ở dưới công kích khủng bố bực này kịch liệt run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn sáu người giao thủ không kém trăm chiêu. Dư âm kinh khí còn lại xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên, chỉ là vết nứt lại nhanh chóng sáp nhập lại một chỗ. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mắt nhìn sáu người trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên lại có chút ngạc nhiên nho nhỏ. Lúc trước đại hội tranh đoạt hồng hoang, ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ đều có chút ý đồ, đều áp chế, và tính toán lẫn nhau. Thế nhưng lúc này đối mặt với Thiên La Minh xâm phạm, ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ này tự biết ba người là tam nguyên hóa hồng, cho nên đều không chút do dự xông lên. Một khi ra tay cũng là toàn lực, không có chút dây dưa dài dòng, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng có chút động dung. Khặc khặc, không chơi với các ngươi nữa. Tiếng hét lớn âm lệ vang lên, quanh thân nam tử của Dạ Xoa nhất tộc lập tức bành trướng. Dạ Xoa chân thân. Âm thanh âm lệ vang lên, sát khí âm u cuồn cuộn bao phủ, bên trong thân hình của nam tử Dạ Xoa nhất tộc đột nhiên hóa thành bản thể Dạ Xoa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng. Đầu như bướu lạc đà, toàn thân phóng ra sát khí âm u cuồn cuộn. Quanh thân có vô số hồn anh đang phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Âm thanh vang vọng, quanh quẩn trời cao khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La chân thân. Nam tử của Tu La nhất tộc hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm. Lập tức hóa thành Tu La chân thân khổng lồ, thân hình hắn khổng lồ vô cùng, tựa như một cự nhân bằng nham thạch, nguy nga, to lớn. Khí tức âm hàn khủng bố cuồn cuộn, uy thế so với Dạ Xoa chân thân vừa rồi chỉ có mạnh hơn chứ không kém. La Sát chân thân. Nam tử xấu xí của La Sát nhất tộc hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một người có đầu trâu, thân hình có móng guốc cực lớn, tựa như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững trên trời xanh. Nhìn vô cùng có lực. Khiến cho không gian rung động không thôi. Oanh! Ba người này thúc giục bản thể minh linh khổng lồ, uy thế lại một lần nữa kéo lên. Năng lượng thiên địa âm hàn tựa như mây đen kéo tới, hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ, ba đạo lực lượng khủng bố ầm ầm rơi xuống. Từng đạo công kích khủng bố phá hủy không gian, xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Xoẹt! Lực lượng cường hãn mang theo khí tức âm hàn khủng bố chấn động, phô thiên cái địa bao phủ ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ. Hừ! Ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ nhìn thân hình khổng lồ kia lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời đều tuôn ra. Năng lượng các loại thuộc tính khủng bố cuồn cuộn, khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động, không ngừng lan tràn về phía xa. Ba người nhanh chóng đánh ra một đạo công kích. Công kích giống như thiên thạch điên cuồng phóng về phía trước. Sáu đạo công kích mạnh mẽ của sáu người trong nháy mắt va chạm với nhau. Phanh phanh phanh. Sáu đạo công kích khủng bố mang theo lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, năng lượng khủng bố rung động khuếch tán. Dễ dàng chấn vỡ không trung. Thiên băng địa liệt, một mảng lớn hư không đen kịt hiển hiện trên không trung, một lúc lâu cũng khó có thể khôi phục được. Năng lượng khủng bố lan tràn. Vô số người thực lực không đủ cùng với những người vây xem đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đình trệ, sắc mặt trắng bệch, dưới uy áp đè nặng lên người, có người run rẩy phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Xoạt xoạt xoạt. Trên không trung, thân hình ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ lảo đảo lui lại, ba người đều khẽ biến sắc,
trong cổ họng vang lên âm thanh trầm đờ upsilon, c, dường như ăn một chút thiệt thòi. Ba người đều là tam nguyên hóa hồng, đều là đỉnh phong trong cổ tộc, thế nhưng mà ba người đối phương cũng là cường giả, đều là một trong năm đại chủng tộc của Minh Linh. Thiên phú của ba gia hỏa này miễn cưỡng so sánh với linh vật trời sinh. So với thiên phú của nhân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi trên người ba kẻ này còn có minh linh chi khí, còn có thể ảnh hưởng tới linh hồn người ta. Khiến cho ba người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ bị áp chế không ít. Cường giả đối địch, cho dù chỉ bị áp chế một chút cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, ảnh hưởng tới kết cục trận đấu. Khắc khắc, Thương Khung Minh quả thực không chịu nổi một kích. Đám con sâu cái kiến các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bà chí của Tu La tộc xông vào Thương Khung Minh. La khất của La Sát tộc. Âm thanh vang vọng không trung mãi một lúc lâu không tiêu tán, hung hăng càn quấy, cuồng ngạo. U Trần của Dạ Xoa tộc. Âm thanh âm lệ, sát khí âm u ngập trời. Ba âm thanh cực lớn quanh quẩn, ba đạo thân ảnh khổng lồ lúc này không có chút nào đặt đám người Thương Khung Minh vào trong lòng. Ánh mắt khổng lồ kia bao quát chúng sinh Thương Khung Minh, tựa như bao quát con sâu cái kiến vậy. Đáng hận, liều với bọn họ. Những tên này khinh Thương Khung Minh ta quá đáng, liều. Vô số thanh niên nam nữ của Thương Khung Minh vốn còn trẻ tuổi, cũng là lúc nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy ba người Thiên La Minh lăng nhục Thương Khung Minh như vậy, đôi mắt đỏ thẫm, hai tay nắm chặt, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động. Liều, không thể thả mấy hỗn đản này rời đi. Phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ Thương Khung Minh đã chết của chúng ta. Một đạo thân ảnh màu xanh da trời tiến lên, Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời xuất động. Thân hình yêu nhã, mềm mại lại có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Ánh mắt tràn ngập hàn ý, không gian chung quanh ầm ầm run rẩy. Liều, coi Thương Khung Minh chúng ta không có người hay sao? Diễm Hân xuất động, thì trường ức của băng tuyệt thế giới, ngưu trí của thái hỏng thế giới, cam ngộ kỳ của minh quang thế giới. Kim hổ của thần hổ thế giới, xuất phong dạ phiêu của phi thiên đại đạo đều tiến lên, từng cỗ khí tức bắt đầu lan tràn, hai mắt đỏ thẫm. Đại hội tranh đoạt hồng hoang, bọn họ có chỗ ngồi cao nhất, cho nên lúc này bọn họ cũng biết mình phải có trách nhiệm đứng ra. Đối mặt với Thiên La Minh, bọn họ là một phần tử của Thương Khung Minh, cho dù khó có thể nhúng tay vào cuộc chiến đẳng cấp như vậy, thế nhưng cũng phải toàn lực liều mạng. Đây là điều mà bọn họ phải làm. Bọn họ là cổ tộc. Là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Khung Minh, bọn họ có ngạo khí bẩm sinh, là ngạo khí từ sâu trong xương tủy. Loại ngạo khí này khiến cho bọn họ dù có biết rõ bản thân không địch lại thế nhưng cũng không thể lui về phía sau. Khặc khặc, đánh không lại định quần công sao, ta đã sớm nghĩ tới Thương Khung Minh các ngươi chỉ có bổn sự như vậy. Tiếng quát giống như sấm minh của bà chỉ vang vọng, trong mắt lạnh lẽo, vẫn không để người Thương Khung Minh vào trong mắt. Bọn họ chạy tới phá đại hội tranh đoạt hồng hoang tự nhiên cũng không sợ Thương Khung Minh vây công. Bọn họ muốn đi cho dù là ai ở đây cũng không có thể ngăn cản được. Đối phó với các ngươi cần gì phải quần công, các ngươi cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Áo choàng màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía hai người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ giống như hội ý, khí tức ba người bắt đầu khởi động. Đều cắn răng một cái, dường như muốn xuất động át chủ bài, tiếp tục ra tay. Các ngươi lui ra đi. Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh lạnh nhạt từ truyền ra. Khi đạo âm thanh này vang lên, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, trước sau đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trường bào màu xanh trên người khẽ tung bay, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung, khuôn mặt lạnh lẽo, chân bước ra, nói. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, người Thương Khung Minh hôm nay chết đi cần linh hồn của ba người các ngươi để tế. Cần dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh đưa tiễn, Thương Khung Minh chúng ta còn không phải là nơi tới phiên các ngươi tới hung hăng càn quấy. Âm thanh lạnh nhạt lọt vào tai tất cả mọi người, âm thanh không lớn, thế nhưng lại chấn động nhân tâm, khí phách khuếch tán lên trời cao. Khi một chữ cuối cùng vừa mới dứt, thân hình Lục Lâm Thiên đã xẹt qua trời cao xuất hiện trước mặt ba người Vũ Thoát Phàm. Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, hắn quay đầu lại nhìn ba người rồi nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi, giao cho ta là được rồi. Ba tam nguyên hóa hồng nho nhỏ cũng dám chạy tới Thương Khung Minh ta hung hăng cày quấy, đầu bị lừa đá sao. Hôm nay ba người các ngươi không chết, Tiểu Long gia gia của ngươi sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng thế giới,
từ nay về sau thể không ra ngoài nữa. Âm thanh bá đạo, cuồng ngạo vang vọng trời cao, một đạo lưu quang màu vàng lập tức xẹt qua trời cao. Khi âm thanh bá đạo cuồng ngạo này vừa dứt, thân hình cao ngất mặc áo bào màu vàng của Tiểu Long đã tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn ba thân hình minh linh cực lớn trước mắt, trong mắt hiện lên hàn ý. Trong nghi tâm tà dị trên trán, có một đạo lưu quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Ta rất không thích giết người, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Một nam tử mặc áo bào xám tóc đen tuấn lãng giống như vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện bên cạnh người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Thân hình to lớn, cao ngất đứng đó, khuôn mặt cương nghị giống như điêu khắc. Đôi mắt sáng rõ, thâm thúy giống như ngôi sao lại có thêm vài phần sát ý, người này chính là Dương Quá của Thiên Địa Các. Lục huynh đệ, nhất định đừng cho ba tên hỗn đản kia rời khỏi đây, huynh đệ của Thương Khung Minh chết đi nhất định phải đòi lại công đạo, phải để cho ba tên hỗn đản này đền mạng. Phú Thoát Phàm nhìn qua ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, sau khi gật đầu một cái, trường bào màu đỏ run lên, lập tức lùi về phía sau một ít. Giao cho các ngươi. Nhược Vô Trần nói xong, khẽ gật đầu với ba người Lục Lâm Thiên, thân ảnh lập tức theo Vũ Thoát Phàm thoát ra. Mặt mũi của Thương Khung Minh không thể ném đi, cần dựa vào ba vị kéo lại. Tịch Thiên Vũ cũng khẽ gật đầu với ba người Lục Lâm Thiên, sau đó thân ảnh cũng lui về phía sau. Ba người Lục Lâm Thiên tiến lên, đám người Diễm Hân, Thì Trường Ước, Ngưu Trí, Kim Hổ, Cam Ngộ Kỳ, đám người này thu liếm khí tức lại, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba người Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm thầm rung động. Bốn phía thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Không biết gia hỏa này những năm này thực lực lại tới mức nào rồi. Thân hình khiến cho người ta bốc hỏa của mẫu đơn lẳng lặng đứng đó, trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút vui vẻ và rung động. Nàng không chút nào lo lắng cho ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá. Hai người Tử Yên và Long Yên công chúa cũng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt dịu dàng, cũng không có chút lo lắng nào. Trên không trung, ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ dùng con mắt to lớn giống như đèn LNG nhìn vào ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Khí tức trên thân ba người này bọn họ không ngờ lại không thể nhìn thấu, càng dò xét càng cảm giác giống như thâm bất khả trắc. Trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý không hiểu. Lục Lâm Thiên lần nữa xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nổi lên chấn động, đối với mấy minh linh này tự nhiên Lục Lâm Thiên không có bất kỳ khách khí nào. Là ai vậy, thật sự có thể đối phó được với ba người Thiên La Minh kia sao? Vừa rồi ba người Vũ Thoát Phàm dường như cũng rơi vào thế hạ phong a. Ba người này là ai? Tại sao mà ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần và những người khác lại lui ra nhường bọn họ ra trận? Không quản bọn họ là ai, phàm là người Thương Khung Minh chúng ta nhất định phải tiêu diệt ba người Thiên La Minh kia. Bốn phía không trung, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dám xông vào Thương Khung Minh, giết! Tiếng quát vừa dứt, trường bào màu xanh phần phật, Lục Lâm Thiên nhìn thẳng về phía ba đạo thân ảnh minh linh khổng lồ trước mặt, trong mắt hiện lên sát ý. Khí chất lạnh nhạt trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khí thế bá đạo, lạnh lẽo quanh thân chấn động tuôn ra, khiến cho cả không trung ầm ầm run lên. Oanh! Hư không run lên, trong thiên địa chung quanh có vô số sinh linh cảm thấy tim đập nhanh. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt Diễm Hân khẽ đổi, thân hình mặc khải giáp màu xanh ra trời động lòng người lui lại, khí tức nóng bỏng quanh thân lan tràn, nàng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá, nhất định phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ Thương Khung Minh đã mất. Thương Khung Minh ta mạnh mẽ. Thương Khung Minh mạnh mẽ. Diễm Hân nói xong, đám người Thì Trường Ước, Ngưu Trí, Kim Hổ, Phong Dạ Phiêu. Khí tức cả đám bắt đầu khởi động, nhìn ba người Lục Lâm Thiên nói. Thương Khung Minh ta mạnh mẽ. Mấy ngàn thanh niên nam nữ của Thương Khung Minh chung quanh lúc này cũng không có hâm mộ, ghen ghét với Lục Lâm Thiên nữa, mà ánh mắt đỏ thẫm, khí tức bắt đầu tràn ra. Trong lúc cùng chung mối hận, mọi người cũng chỉ mong ba người Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá có thể giết ba cường giả Thiên La Minh mà thôi. Hóa ra bọn họ chính là Lục Lâm Thiên chân lý Niết Bàn, Long Huyền, còn có Dương Quá quy chân Niết Bàn của Thiên Địa Các A. Hóa ra chính là bọn họ,
là những người có thiên phú mạnh nhất trong thương khung minh ta lúc này. Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá, cho bọn chúng biết thương khung minh ta mạnh mẽ như thế nào đi. Thương khung minh mạnh mẽ. Trong không trung, thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người Lục Lâm Thiên. Tiếng quát rung trời, vang vọng trời cao. Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá. Ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng run lên. Ba người này bọn họ trước đây đã từng nghe nói qua. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập tới ba người này. Hừ, coi như là ba người các ngươi thì sao? Có khi hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta, tranh đoạt hồng hoang điện cũng khỏi đi. Bà chí của Tu La nhất tộc kia hét lớn một tiếng, Tu La chân thân xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, lan tràn thiên địa, bỗng nhiên khuếch tán. Thật mạnh! Khí tức âm hàn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức âm hàn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động. Thiên La Quyền! Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao. Một đạo quyền ấn khủng bố theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh ra. Khí tức âm hàn chấn động mang theo từng khe nứt đen kịt giống như cái động sâu trong hư không lan tràn ra. Xoẹt! Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo quyền ấn cực lớn này lập tức bao phủ ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long vào bên trong. Lực công kích này so với khi đối phó với ba người Vũ Thoát Phàm mà nói, rõ ràng còn cường hãn hơn. Dùng thân hình ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long lúc này mà nói, dưới một đạo quyền ấn này, thật sự chưa tính là gì. Xoẹt! Trước quyền ấn khủng bố, không trung bỗng nhiên có khí tức âm hàn thẩm thấu ra. Loại khí tức này khiến cho linh hồn người ta không thể chống cự. Không gian chung quanh dưới năng lượng âm hàn khủng bố chấn động, không gian nứt vỡ từng khúc. Bị phá thành từng mảnh nhỏ, lập tức lan tràn tới giữa không trung trước mặt ba người. Đám người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho ba người. Một quyền này để ta tới đi. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ trong giây lát mà thôi. Nhìn đạo quyền ấn âm hàn giống như sấm sét đánh tới, thân ảnh Dương Quá nhảy về phía trước, trong đôi mắt thanh tịnh lúc này tràn ngập sát ý. Dương Quá mở miệng, đồng thời lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không trung đột nhiên run lên. Năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức quay chung quanh thân hình hắn. Khiến cho quang mang quanh thân bỗng nhiên lan tràn, tàn sát bừa bãi giống như mặt trời lên cao vậy. Trong chớp mắt này, không trung đột nhiên phong vân biến sắc. Không gian vặn vẹo, khí tức mênh mông lúc này giống như thủy triều từ quanh thân Dương Quá lan tràn a. Ầm ầm. Ngay khi Dương Quá vừa mới dứt lời, đạo quyền ấn cực lớn của bà chí kia không ngờ lại giống như lỗ đen xuất hiện trước người Dương Quá. Lỗ đen âm hàn kia giống như là hung thú tới từ cửu u dữ tợn rít gào, muốn lập tức thôn vệ Dương Quá vào bên trong. Ra quyền táo bạo, xem ra Tu La nhất tộc từ tự ngạo ra còn thích tranh đấu tàn nhẫn. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Đối mặt với một quyền kinh khủng kia, ống tay áo màu xám của Dương Quá run lên. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng rực rỡ giống như trực chỉ cửu thiên phóng lên trời. Bên trong có khí tức mênh mông tràn ngập, không trung phía trên trời xanh lúc này không ngừng vang lên tiếng sấm. Siêu! Quang mang màu vàng rực rỡ mạnh mẽ bắn ra, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm hư ảo. Trường kiếm hư ảo thế nhưng lại khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Trước trường kiếm hư ảo, không gian bỗng nhiên bạo liệt, một đạo vết nứt không gian đen kịt hiện lên trên không trung. Sau đó xuyên thủng đạo quyền ấn to lớn của đối phương. Ken két! Không có chút trì hoãn nào, đạo quyền ấn mang theo vòng xoáy không gian âm hàn của bà chí kia bị phá nát. Năng lượng âm hàn khủng bố giống như cơn lốc lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trường kiếm hư ảo màu vàng lập tức bắn tới nắm tay của bà chí. Siêu! Đồng thời thân hình Tu La khổng lồ của bà chí lơ lửng trên không trung, trong đôi mắt âm hàn to lớn, vẻ tự ngạo, hung hăng lúc này biến mất, mà chuyển thành rung động mà sợ hãi. Trong miệng vang lên âm thanh bối rối giống như tiếng sấm. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ngươi sao có thể làm được như vậy? Phanh phanh phanh! Bà chí còn chưa nói xong. Thân hình Tu La khổng lồ của hắn đã bắt đầu rạn nứt, quang mang màu vàng rực rỡ ở trong khe nứt của thân hình lan tràn, bắn ra. Tu La thân khổng lồ của hắn nổ tung, một đạo âm thanh trầm đều upsilon, c vang vọng. Phanh! Thân hình to lớn khổng lồ của bà chỉ nổ tung, cả phiến không gian lớn ở trong cơn lốc năng lượng khủng bố rạn nứt rồi sụp đổ. Không gian rạn nứt,
kinh khí tràn ngập trong không gian. Khi cơn lốc năng lượng khủng bố kia khuếch tán tới trình độ nhất định mới lặng lẽ biến mất trên trời cao. Kiếm ý chính là nhân tâm, dùng tâm ngộ kiếm, dùng tâm ngưng kiếm, không ưng ở dương quá đã đi tới bước này. Ánh mắt Tử Yên cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là cảnh giới chí cao của nhân kiếm hợp nhất. Không hổ là người quy chân niết bàn. Trong đôi mắt xinh đẹp của mẫu đơn lúc này cũng hiện lên vẻ chấn động. Cả không trung chung quanh lúc này yên tĩnh, vô số người ngây ngốc, nghẹn họng. Cường giả khủng bố như bà chí của Tu La nhất tộc kia đám người vũ thoát phàm cũng phải rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng dưới tình huống toàn lực ra tay lại bị Dương Quá dùng một chiêu chém giết. Muốn làm được như vậy cần thực lực như thế nào chứ? Thật mạnh, Dương Quá quá mạnh mẽ. Đám người Diễm Hân, Ngưu Chí, Kim Hổ, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ đều khiếp sợ. Dương Quá vừa mới ra tay một chiêu, thế nhưng đã đại biểu cho thực lực thế nào, bọn họ là những người rõ ràng nhất ở đây. Cũng vào lúc này, La Khất của La Sát nhất tộc mới phục hồi tinh thần sau khi khiếp sợ vì bà Chí bị một chiêu đánh chết. Bà Chí bị Dương Quá kia dùng một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, điều này đại biểu cho điều gì sao hắn lại không rõ. Đại biểu cho việc hắn cũng không phải là đối thủ của người này. Sớm biết Dương Quá của Thương Khung Minh mạnh như vậy, La Khất sao dám tới đại hội tranh đoạt hồng hoang của Thương Khung Minh lấy uy cơ chứ? Vốn hắn cho rằng coi như Thương Khung Minh lần này có ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long giống như lời đồn, ít nhất bọn họ muốn đi thì không ai có thể lưu lại được bọn họ. Nhưng mà bây giờ La Khất thật không ngờ, bà Chí không ngờ lại bị một chiêu chém giết, ngay cả lực chống lại cũng không có. Lui, mau lui lại. Thân hình khổng lồ của La Khất hét lớn một tiếng, lập tức phá nát không gian muốn chạy trốn. Có Dương Quá và những cường giả khủng bố kia, hắn sao còn dám ở lại cơ chứ? Tiểu Long Gia Gia ngươi đã sớm nói qua, ba người các ngươi không chết Tiểu Long Gia Gia sẽ lập tức lùi về Thái Hoàng thế giới. Làm sao có thể để cho các ngươi trốn được chứ? Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng trên trời cao. Một đạo lưu quy nát màu vàng xẹt qua trời cao, giống như sấm sét xuyên thủng không gian. La Sát độn không. La Khất khẽ quát một tiếng, thân hình La Sát khổng lồ xé rách không gian, thân là tộc nhân La Sát tộc, trên phương diện tốc độ hắn có thiên phú tuyệt đối. Thiên phú tốc độ của La Sát tộc trong tất cả sinh linh của 3.000 đại thiên thế giới mà nói cũng thuộc về một trong những tồn tại đỉnh phong. Muốn đuổi kịp người La Sát tộc, đừng nói là người cùng tu vi cấp bậc, coi như là cao hơn một giai cũng khó mà làm được chuyện này. Xoẹt! Không gian chung quanh thân hình chấn động, nhộn nhạo, La Khất lập tức xé rách không gian tạo thành một vòng xoáy. Thân hình La Khất tiến vào bên trong, sắp biến mất. Trước mặt Tiểu Long Gia Gia của ngươi còn muốn trốn sao? Nằm mơ à! Âm thanh bá đạo cuồng ngạo vang vọng, dưới ánh mắt của vạn chúng, vô số ánh mắt nhìn thấy cơ nơ thân Long Huyền kia có hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, khiến cho không trung đỏ thẫm. Một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Lập tức giống như quỷ dị xuyên thủng không gian đánh tới thân hình đã chui vào trong vòng xoáy không gian được một nửa của La Khất. Sau đó xuyên thủng thân hình La Khất và vòng xoáy không gian khổng lồ. Xoẹt! Quyền ấn của Tiểu Long xuyên thủng không gian, vẫn bảo trì tư thế phóng lên trời giống như lưu quang. Mà ở sau lưng hắn, thân hình khổng lồ của La Khất đột nhiên lại dừng lại. Oanh! Tiếp đó, trong nháy mắt, hư không lập tức run rẩy, rung chuyển. Vòng xoáy trong không gian tiêu tán, thân hình đang tiến vào trong vòng xoáy không gian của La Khất hiển hiện toàn bộ. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Ngay sau đó thân hình khổng lồ biến thành màu vàng, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đang muốn chui ra. Khí tức nóng bỏng bỗng nhiên lan tràn trên không trung. Phanh phanh, Tiểu Long thu quyền lại, áo bào màu vàng run lên, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thân hình khổng lồ của La Khất kia một giây sau nổ tung. Tiếng nổ vang giống như sấm sét trong thiên địa, thân hình La Khất vỡ nát, bên trong có sóng lửa màu vàng kinh khủng giống như thực chất giống như một cơn lốc nhanh như thiểm điện khuếch tán ra. Siêu siêu, gợn sóng trong không gian bị sốc lên, khiến cho không trung như bị nhuộm vàng. Khí tức bá đạo, hủy diệt tràn ngập, cỗ hỏa diễm màu vàng này đủ để thiêu đốt vạn vật thành cho tàn, khiến cho cả phiến không gian lớn bị phá hủy. Đây là loại hỏa diễm gì? Linh hồn ta chịu không nổi. Hỏa diễm màu vàng này quá mức kinh khủng. Hỏa diễm màu vàng kinh khủng khuếch tán, dưới cỗ khí tức hủy diệt này. Những người có tu vi thực lực thấp lập tức lần nữa lùi nhanh lại.
dư âm vô hình trong hỏa diễm màu vàng kia cùng với nhiệt độ cao khuếch tán, bao phủ khiến cho sắc mặt người ta trắng bệch. Linh hồn cũng giống như bị thiêu đốt tới héo rũ vậy. Chết rồi, La Khất của La Sát tộc chết rồi. Cơ hồ tất cả ánh mắt tràn ngập vẻ rung động, ánh mắt cũng tập trung lên trời cao. Trong ánh mắt của mọi người tận mắt nhìn thấy La Khất của La Sát tộc thần hồn câu diệt. Kết cục giống như bà chị kia, thực lực của Long Huyền không dưới Dương quá. Nguyên soái, cứu ta, Nguyên soái. Sau khi thân hình khổng lồ của La Khất bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Thân hình khổng lồ của U Trần Dạ Xoa nhất tộc kia xẹt qua không trung, miệng lớn tiếng kêu cứu. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trời cao, ánh mắt vốn âm lệ, tràn ngập vẻ khinh thường với người thương khung minh, thế nhưng lúc này đã chuyển thành vẻ sợ hãi. Hắn sợ rằng không dám hiện thân cứu ngươi, nếu như đến, ngày hôm nay hắn ta cũng không đi được. Âm thanh lạnh nhạt vang lên, dưới ánh mắt của mọi người. Trong khi thân hình khổng lồ của U Trần Dạ Xoa nhất tộc chạy trốn, đạo thân ảnh màu xanh kia không ngờ lại như quỷ dị xuất hiện trên không trung sau lưng hắn. Đạp không đứng lơ lửng, gợn sóng dưới chân rung động không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trường bào màu xanh trên người bay phất phới, trong thân hình người mặc áo bào xanh kia đột nhiên có khí thế bá đạo lan tràn ra trời cao, miệng quát lớn. Người chết của Thương Khung Minh hôm nay sẽ dùng linh hồn của ba ngươi để tế điện. Ngày sau lại dùng máu tươi của hàng tỷ minh linh để đưa tiễn. Nguyên soái, cứu ta, Lục Lâm Thiên, ta liều với ngươi. Trong lúc hoảng sợ, U Trần hét lớn, năng lượng sát khí âm u phô thiên cái địa chung quanh lập tức hội tụ, trong giây lát hóa thành một lỗ đen vô cùng vô tận ở trên không trung. Uy áp vô hình từ trong lỗ đen trên không trung lan tràn ra. Vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, lập tức lan tràn, thôn vệ tới Lục Lâm Thiên. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách liều với ta. Ở trước mặt ta ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Âm thanh giống như sấm rền vang vọng, Lục Lâm Thiên phất tay đánh ra một đạo quyền ấn về phía U Trần kia. Hư không quanh thân nhất thời rung chuyển, vặn vẹo, run rẩy. Đạo quyền ấn trước người mang theo hư không vặn vẹo xuyên thủng không gian đánh về phía trước. Ầm ầm. Không trung run lên, tiếng sấm vang vọng, đạo quyền ấn này xuất hiện, trong hư không đột nhiên kim quang rực rỡ. Vô số kim quang từ trong thiên địa thẩm thấu ra, giống như từ trên mặt trời tách ra. Dưới quyền ấn, vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn. Một quyền mang theo kim quang rực rỡ cùng với thanh thế bá đạo, hủy thiên diệt địa, sắc bén lạnh lẽo này xẹt qua không trung. Nơi nó đi qua, sinh cơ trong không gian biến mất, đồng thời không gian nứt vỡ từng khúc. Oanh! Trong chốc lát, đạo quyền ấn màu vàng này mạnh mẽ đỡ upsilon.ng nát không y gần. Trong khoảng khắc va chạm với vòng xoáy u ám, cực lớn trong không gian kia. Vòng xoáy u ám cực lớn trong không gian bị xé nát từng tầng một. Từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra phía chân trời. Phanh! Một giây sau, quyền ấn màu vàng sắc bén, lạnh lẽo mang theo không gian vặn vẹo đánh vào trên thân hình khổng lồ của U Trần. Ánh mắt kinh hãi, sợ hãi kia lúc này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trong miệng cuối cùng còn hét lớn vài câu. Nguyên soái, cứu ta! Cứu ta a! Ầm ầm, tiếng cầu cứu thê lương không ngừng vang lên, thế nhưng lại không thể thay đổi chuyện gì. Dạ Xoa chân thân khổng lồ dưới khí tức sắc bén lạnh lẽo trên quyền ấn màu vàng công kích, không gian bị phong tỏa, cứng lại, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thực lực vốn không cùng một cấp độ. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Trần rốt cuộc cũng không cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố trên đạo quyền ấn màu vàng cực lớn kia, bị mạnh mẽ phá hủy, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Dạ Xoa chân thân của U Trần vỡ nát, trong không trung xuất hiện động sâu cực lớn. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tán loạn lan tràn, hóa thành hình cung màu vàng bao phủ trời cao. Chung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám người đứng xem chung quanh ngây ngốc, ánh mắt rung động khó có thể hoàn hồn. Ực, chết, lại là một chiêu bị đánh chết. Ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh đều một chiêu bị đánh chết, loại thực lực này phải cường hãn tới mức nào a? Mãi một lúc lâu sau, chung quanh mới có âm thanh hít sâu một ngụm khí lạnh liên tiếp vang vọng, quanh quẩn trên không trung. Ánh mắt đám người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần, Kim Hổ, Ngưu Trí, Cam Ngộ Kỳ, Thì Trường Ước cùng với những người khác tràn ngập kinh hãi, không dưới bất kỳ ai chung cơ nơ. Ánh mắt ngây ngốc nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh tràn ngập khí thế báo đạo, mạnh mẽ đang lơ lửng trên không trung. Lục Lâm Thiên lăng không,
lơ lửng trên không trung đứng đó. Quanh thân có khí tức ngập trời lan tràn ra, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, nhìn lên trời cao rồi nói. Trốn trốn tránh tránh, ngay cả người của mình cũng không dám ra ngoài cứu. Thiên La Minh cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thiên La Minh còn có cường giả tới. Vậy mà không có ai phát hiện ra. Chỉ có Lục Lâm Thiên phát hiện. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, đám người đứng xem bên ngoài lần nữa rung động. Bọn người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần vốn cũng nghe được tiếng cầu cứu của U Trần cho nên đã hoài nghi còn có người của Thiên La Minh ở gần đây, thế nhưng bọn họ lại không cảm giác ra được. Mà mọi người lúc này mới biết được, hóa ra ba người U Trần, La Khất, bà Chí này sau lưng lại có cường giả ẩn thân. Thế nhưng lại chỉ có Lục Lâm Thiên phát hiện ra đối phương. Lục Lâm Thiên nói xong, trên trời cao có một đạo âm thanh vang vọng, âm thanh mờ ảo, hư vô mờ mịt, không rõ nơi phát ra, nói. Lục Lâm Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay coi như hôm nay ngang tay, thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện mới là lúc chúng ta phân thắng bại. Lục Lâm Thiên nhìn trời cao, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hôm nay ta dùng ba con sâu cái kiến này tế điện, đến lúc đó nhất định sẽ dùng máu của hàng tỷ sinh linh minh linh khắc ghi ngày hôm nay. Âm thanh vang vọng trời cao, âm thanh trên không trung kia không vang lên tiếp, hẳn người kia đã rời đi. Người ẩn thân kia có thực lực rất là cường hãn a. Mẫu đơn nhìn lên trên trời cao, trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút ngưng trọng và chấn động. Thu hồi ánh mắt, khí thế bá đạo tuyệt luân quanh thân của Lục Lâm Thiên cũng từ từ thu liễm. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn chung quanh, linh hồn dò xét của hắn đã phát hiện ra đối phương đã rời đi. Đối phương vô cùng cảnh giác, ngay cả khi trơ mắt nhìn ba người U Trần bị tru sát cũng nhịn được mà không có ra tay. Khoảng cách quá xa, đối phương lại sớm có chuẩn bị mà ẩn nấp, bởi vậy tu vi cụ thể của đối phương tới tình trạng nào Lục Lâm Thiên cũng khó có thể dò xét ra được. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể nhận định ra được, thực lực đối phương rõ ràng cũng tới mức cực kỳ khủng bố, về phần cụ thể cường hãn tới mức nào hắn cũng không biết. Lão đại, nhị đệ, Tiểu Long và Dương Quá đều đi tới bên người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long nói. Lão đại, đệ cũng cảm giác được ra hỏa kia, thực lực có lẽ không kém. Hắn không dám hiện thân, có lẽ là sợ bị ba chúng ta vây công đến lúc đó sẽ không đi được. Có lẽ hắn biết rõ căn bản không cứu được U Trần, bà Chí cùng với La Khất kia, cho nên thực lực có mạnh hơn nữa sợ rằng cũng chỉ có hạn. Lục Lâm Thiên cân nhắc một lát rồi nói với Tiểu Long và Dương Quá. Hoặc là gia hỏa ẩn nấp kia vốn là người lạnh lùng, vô tình, nếu là như vậy, không thể nghi ngờ chính là kẻ khó đối phó nhất. Bất kể như thế nào không dám hiện thân tự nhiên cũng không quá mạnh. Đến một giết một, ba người dám xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, không biết bản Long ở nơi này sao. Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, trong vòng bàn tay lập tức xuất hiện một khỏa linh tinh tam nguyên hóa hồng. Hắn đưa cho Lục Lâm Thiên, hắn cũng biết lão đại tu luyện hỗn độn âm dương quyết, có thể thôn phệ năng lượng đột phá, hắn nói. Lão đại, thứ đồ chơi này còn hữu dụng với huynh không? Trên người của ta có không ít, với đệ cũng có tác dụng mà. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Đúng vậy, linh tinh này đối với đệ cũng có không ít chỗ tốt. Tiểu Long gật đầu, tiếp đó lập tức thu hồi linh tinh tam nguyên hóa hồng vào trong nhẫn chữ vật. Tam nguyên hóa hồng của Dạ Xoa tộc kia chết rồi. Hai tam nguyên hóa hồng cảnh của Tu La tộc và La Sát tộc cũng đã chết. Một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, ba người Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá quá cường hãn. Thương khung minh mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá, tốt lắm. Thương khung minh ta vững mạnh. Bên trong đám người vây xem bốn phía không biết từ nơi nào vang lên tiếng hét, sau đó đám người bạo động. Tiếng huyên náo vang vọng, từng ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá. Ba người này đều dùng một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, thực lực mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Đám người ở trên không trung, dưới tiếng hò hét xôi trào bốn phía, diễm hân của Xích Thiên thế giới, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da nõn nã, kiện khải giáp màu xanh dường như càng làm tôn lên dáng người nàng. Tư thế hiên ngang, răng trắng như ngọc. Lúc này nàng cũng nhìn chăm chú vào cả ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Tiểu Long. Sau đó ánh mắt Diễm Hân cuối cùng cũng nhìn vào người Lục Lâm Thiên, trước mắt bao người, trong từng ánh mắt rung động và kinh hãi. Thân hình lung linh của Diễm Hân lập tức đạp không, quỳ một gối hành lễ với Lục Lâm Thiên. Bờ môi son khẽ mở, nói.
Chu sát ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, giữ vững uy của Thương Khung Minh ta. Diễm Hân của Xích Thiên Thế Giới dẫn theo đại quân của Xích Thiên Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh. Âm thanh dịu dàng truyền ra, âm thanh thanh thúy thế nhưng lại khiến cho tiếng huyên náo, họ hét trong thiên địa chung quanh im bặt. Siêu siêu, âm thanh dịu dàng này vang lên, đám người đứng xem chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía thân hình mềm mại đang mặc khải giáp màu xanh kia. Ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Diễm Hân. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người, thân hình vạm vỡ của Ngưu Chí Thái Hoàng Thế Giới lần nữa bước ra, hai mắt như trâu, trên trán có một cái sừng nhỏ, hắn cũng học theo Diễm Hân quỳ một gối, nói. Giết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, giữ uy của Thương Khung Minh ta. Ngưu Chí của Thái Hoàng Thế Giới dẫn theo đại quân của Thái Hoàng Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh. Giữ uy của Thương Khung Minh, Cam Ngộ Kỳ của Minh Quang Thế Giới dẫn theo đại quân của Minh Quang Thế Giới nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái Thương Khung Minh. Cam Ngộ Kỳ mặc hoa phục đi ra, đôi mắt thanh tịnh giống như sương mai có chút thâm thúy nhìn Lục Lâm Thiên, đạp không quỳ một gối hành lễ. Kim Hổ của Thần Hổ Thế Giới mang theo đại quân của Thần Hổ Thế Giới lúc này nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh. Mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Thân hình to lớn mà cao ngạo của Kim Hổ đi ra, con mắt thâm thúy mà uy nghiêm, thân hình tràn ngập khí thế vương giả lúc này cũng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Lâm Thiên. Đạo Xuất Phong Dạ Phiêu đi ra, đạp không quỳ một gối hành lễ, nói. Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc dẫn theo đại quân Phi Thiên Đạo Tặc nguyên tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái Thương Khung Minh. Mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Từng đạo âm thanh đột nhiên vang vọng trên không trung yên tĩnh. Mỗi một đạo âm thanh vang vọng đều khiến cho vô số ánh mắt ngạo nghễ run lên. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh Thế Giới, Tu Vi Tam Nguyên Hóa Hồng lúc này cùng với hai người thì trường ước sau lưng, trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Nhìn Lục Lâm Thiên, quỳ một gối nói. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh Thế Giới dẫn theo đại quân của Thái Minh Thế Giới cũng nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ Thế Giới, dẫn theo đại quân của Tôn Vũ Thế Giới nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh. Mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Nhược Vô Trần của Sang Linh Thế Giới dẫn theo đại quân của Sang Linh Thế Giới, nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái của Thương Khung Minh. Mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Lần nữa có hai đạo âm thanh vang vọng, Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ Thế Giới, Nhược Vô Trần của Sang Linh Thế Giới. Hai đại thế giới bài danh đầu tiên, có thực lực đỉnh phong, ngạo khí nhất trong đám người đồng lứa lúc này cùng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Lâm Thiên. Những đại biểu đỉnh tiêm của các đại thế giới đứng đầu trong Thương Khung Minh hành lễ, không trung yên tĩnh, vô số ánh mắt bắt đầu chấn động. Từng cỗ khí tức khởi động, trong lòng cả đám bị xúc động, cả tâm linh cũng vậy. Thành Băng Thế Giới cũng nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái Thương Khung Minh. Mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta lớn mạnh. Đồ Danh Thế Giới cũng nguyện tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái, mong nguyên soái dẫn dắt Thương Khung Minh. Giết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh, hôm nay hai chân lý Niết Bàn cùng với quy chân Niết Bàn đã đòi lại mặt mũi cho mọi người. Muốn làm được như vậy cần thực lực mạnh mẽ thế nào, bá đạo ra sao mọi người đều hiểu rõ. Cả không trung, thiên địa sôi trào, triệt để sôi trào. Đám thiên kiêu chi tử, nhân trung chi phong, vương giả của muôn thú lúc này cũng đạp không quỳ một gối. Từng ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên trước mắt, ánh mắt kích động mà run rẩy. Ba nam tử tràn ngập khí thế bá đạo do Lục Lâm Thiên làm chủ. Mọi người ở đây đều rất kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt ba người này mọi người không còn một chút ngạo khí nào. Chỉ có kinh sợ, chờ mong mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay khiến cho mọi người kinh sợ, Thương Khung Minh được bảo vệ. Một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng cảnh của Thiên La Minh, muốn làm được như vậy phải bá đạo ra sao a? Mọi người chờ mong tới lúc tranh đoạt Hồng Hoang Điện và Hồng Hoang Lệnh, chờ mong ba người này có thể dẫn đầu Thương Khung Minh, ở trong Thương Khung chiến trường ngạo nghễ đứng sừng sững. Bá đạo 3000 đại thiên thế giới, bao quát chúng sinh trong thiên địa. Đối mặt với sự cường thế của Thiên La Minh, đối mặt với ba người Thiên La Minh ngày hôm nay dám đơn thương độc mã xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang của Thương Khung Minh, vạn chúng Thương Khung Minh không thể làm gì khác hơn. Ba người này xuất hiện khiến cho vạn chúng chờ mong. Trong cổ tộc của mình, bọn họ vì bảo vệ cổ tộc của mình mà chiến. Trong đại thế giới của mình,
bọn họ vì bảo vệ Thương Khung Minh mà chiến. Cho nên lúc này bọn họ cùng nhau tôn Lục Lâm Thiên làm nguyên soái, vì muốn Thương Khung Minh mạnh mẽ, vì bảo vệ Thương Khung Minh mà chiến. Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, có chút ngạc nhiên. Nhị đệ, trong Thương Khung Minh vốn cũng có nguyên soái. Chỉ là mỗi một lần đều rất khó có nguyên soái xuất hiện, tất cả những người trẻ tuổi đồng lứa trong cổ tộc, thế lực lớn đều ngạo khí 10 phần. Rất khó thần phục người khác, nếu như có thể được bọn họ thần phục thì sẽ trở thành nguyên soái của đại hội tranh đoạt hồng hoang này. Khống chế cả đại quân Thương Khung Minh, vừa rồi từ miệng của U Trần, trong Thiên La Minh cũng đã xuất hiện nguyên soái. Cho nên lúc này cũng đã có người khống chế đại quân Thiên La Minh. Dương Quá truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Nguyên soái Thương Khung Minh, không ngờ lại có chức vị như vậy a. Lục Lâm Thiên than thở, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh. Đây chính là chuyện quấy rầy không ít kế hoạch của hắn. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, loại trách nhiệm khi làm nguyên soái Thương Khung Minh khiến cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, không kịp trở tay, hoàn toàn không có chuẩn bị. Đêm, trên hành lang cung điện cổ xưa, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi, trong sáng mà thanh tịnh. Hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng đó, đứng ở dưới ánh trăng tạo thành cái bóng dài. Một người là một thanh niên mặc áo bào xanh, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt cương nghị kia dường như lúc nào cũng treo nụ cười tà vui vẻ kia. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc cung trang màu đỏ, đường cong linh lung động lòng người. Mái tóc đỏ tươi rối tung xõa xuống tới tận bờ mông ngạo nghễ. Từ trong miệng mẫu đơn Lục Lâm Thiên cũng biết được tất cả chuyện mà mẫu đơn trải qua những năm này. Lúc trước sau khi phân tán trong kẽ hở thế giới, nàng tới một thế giới xa lạ. Gặp phải không ít hiểm cảnh, bị không ít cường giả tham lam đuổi bắt. Mỹ mạo của nàng cũng khiến cho không ít người ngấp nghé. Gặp phải bao nhiêu lần sinh tử, thế nhưng cuối cùng cũng vượt qua tất cả. Âm thanh như chuông bạc của mẫu đơn vang lên, tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại hiểu rõ. Dùng tu vi của mọi người lúc trước, ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông mà nói. Muốn hành tẩu vô cùng khó khăn. Mỗi một lần hiểm cảnh nói ra tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng người không có trải qua làm sao có thể hiểu rõ cảm giác bất lực, hãi hùng, khiếp vía. Loại cảm giác gian nan trèo trống, không có chỗ dựa kia. Lục Lâm Thiên đều hiểu rõ, bởi vì hắn đi tới một bước này đã trải qua tất cả. Từng hiểm cảnh đều đại nạn mà không chết, mỗi một lần đều cửu tử nhất sinh. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không hối hận, một đường gian khổ. Một đường phấn đấu tuy rằng gian nan, thế nhưng nếu không có tất cả tôi luyện như vậy cũng không có hắn như ngày hôm nay. Cho nên hắn phải cảm ơn tất cả những hòn đá kê chân mà hắn một đường gian khổ vượt qua cho nên mới có độ cao ngày hôm nay. Có thể trở thành đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ trong 3.000 đại thiên thế giới. Mấy chục năm sau, mẫu đơn một đường nguy hiểm, thực lực cũng tiến bộ không ít, dựa vào thân hình linh vật trời sinh, từng bước một quật khởi. Về sau trong một hiểm cảnh. Dùng tu vi ngộ chân cảnh, bị người có tu vi niết bàn cảnh vây bắt, cửu tử nhất sinh, khi đó cường giả Thiên Linh Cung xuất hiện. Bởi vậy mẫu đơn mới có thể tiến vào trong nội cung Thiên Linh Cung. Mà những năm gần đây, dựa vào thiên phú của huyết linh mẫu đơn nàng, ở trong nội cung Thiên Linh Cung mẫu đơn cũng phát triển, quật khởi từng bước một, mãi cho tới lúc trở thành nhân vật thống lĩnh trong đám người trẻ tuổi của nội cung Thiên Linh Cung. Những năm gần đây dường như cũng trải qua không ít chuyện. Chuyện của người ta cũng biết không ít. Hai người lẳng lặng đứng đó, mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, bộ cung trang màu đỏ như máu lộng lẫy giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ đường cong linh lung nhìn qua càng trước sau lồi lõm. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm thúy, nói. Coi như không tồi, tất cả đều vượt qua, tất cả đều là kinh nghiệm. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, má lúm đồng tiến trên má càng khiến cho nàng xinh đẹp, kiều mị. Cao quý trang nhã, trên người tự nhiên lại có yêu khí giống như hoa anh túc. Bên trong diễm lệ và tuyệt mỹ là độc dược, thường nhân không dám động vào. Bờ môi son khẽ mở, nàng nói. Lần này ngươi trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh, có phải nên chúc mừng ngươi hay không? Chức vị này không phải ai cũng có thể ngồi vào được. Nếu như có thể, chức vị nguyên soái này ta cũng không muốn ngồi. Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn nữ tử có khuôn mặt tinh xảo bên cạnh. Nữ tử có khuôn mặt tinh xảo khiến cho nam nhân sôi trào, đôi mắt màu đỏ giống như máu tươi thế nhưng nhìn qua vẫn mê người như vậy. Vì sao lại không muốn? Hiệu lệnh quần hùng, khống chế hàng tỷ đại quân. Vô số người trẻ tuổi đỉnh phong trong Thương Khung Minh,
bất luận ai cũng không thể chạm tới vị trí này. Tất cả đều tha thiết ước mơ có được. Bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển bao phủ thân hình mềm mại động lòng người giống như không xương. Mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, chỉ là ánh mắt nghi hoặc này nhìn qua lại kiều diễm mị hoặc, khiến cho tâm thần người ta khó có thể kiềm chế mà tâm thần nhộn nhạo. Lục Lâm Thiên nghe vậy mới nhìn qua đôi mắt đỏ tươi tràn ngập vẻ nghi hoặc, nói. Trách nhiệm này quá lớn, cần một người vĩ đại thì hơn. Khanh khách, chẳng lẽ ngươi không đủ vĩ đại? Tiếng cười giống như chuông bạc, lại giống như ma âm của mẫu đơn vang vọng. Tăng thêm đường cong mềm mại kia đối với người ta chính là một loại upsilon bản quyền vọng. Lục Lâm Thiên phất tay, đứng chắp tay rồi nói. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta đủ vĩ đại? Ta chưa bao giờ là người vĩ đại, ta chỉ muốn thủ hộ tất cả người bên cạnh mình. Ta có tư tâm, ta không phải là thánh nhân, người khác đánh ta một quyền ta sẽ nện hắn 10 quyền. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn qua Lục Lâm Thiên, mãi một lúc lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Lâm Thiên, một lát sau nàng mới nói với Lục Lâm Thiên. Linh vũ thế giới thì sao? Lúc trước linh vũ thế giới cũng không có quan hệ với ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại gánh cả linh vũ thế giới? Thứ ngươi làm bây giờ chẳng lẽ không phải vì linh vũ thế giới sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên chấn động, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, một lúc lâu không nói gì. Mẫu đơn cũng không nói gì, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Đám người vô song, Bạch Linh, Cảnh Văn thế nào rồi? Các nàng đều đi ra ngoài rồi, hiện tại đã ở thương khung chiến trường, nàng có muốn gặp thì ngày mai theo ta trở về. Nếu như các nàng nhìn thấy nàng nhất định sẽ cao hứng. Lục Lâm Thiên nói với mẫu đơn. Mẫu đơn khẽ cười cười, môi son khẽ mở, nói. Lần này ta tới chỉ để gặp ngươi và Tiểu Long mà thôi. Thiên Linh Cung còn có chuyện cần ta trở về, tin rằng không bao lâu nữa ta sẽ gặp được các nàng, thay ta vấn an các nàng. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, hai người trò chuyện một lúc lâu mới rời đi. Từ trong miệng mẫu đơn Lục Lâm Thiên cũng biết được một ít tin tức của Thiên Linh Cung, Thiên Linh Cung dường như so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn khổng lồ hơn nhiều. Cường giả như mây, là thế lực khổng lồ lánh đời. Là một nơi do cường giả linh vật trời sinh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tạo thành. Thậm chí không có bất kỳ một đại thế giới nào dám trêu vào cỗ thế lực to lớn này. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, từ trong miệng mẫu đơn hắn cũng biết được, Đông Phương Tử Quỷ chính là người Thiên Linh Cung. Lúc này nàng ta cũng tới thương khung chiến trường, quan hệ với mẫu đơn ở trong nội cung cũng không tệ. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại khách điếm nơi hắn đặt chân, vừa tới bên ngoài hắn đã nhíu mày, khi mở cửa phòng ra Lục Lâm Thiên lập tức giật mình, không ngờ Tử Yên lại ở trong phòng. Sao nào, trò chuyện cùng mẫu đơn tỉ tỉ xong sao rồi? Tử Yên mỉm cười, đôi mắt giống như ngọc thạch thánh khiết mà động lòng người. Lục Lâm Thiên thu hồi vẻ ngoài ý muốn, hỏi. Tử Yên cô nương, sao nàng tới đây? Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, mở miệng cười cười nói. Ngày mai ngươi sẽ rời khỏi Mẫn Tinh Đại Lục. Thay ta hỏi thăm đám người vô song, Cảnh Văn, nói ta rất nhớ các nàng. Ta sẽ làm vậy, các nàng thường xuyên nhắc tới nàng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tử Yên nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Dương Quá chưa nói cho ngươi biết, còn một người của linh vũ thế giới ở thiên địa các đúng không? Lam Thập Tam. Lục Lâm Thiên cười cười, đã lâu hắn không gặp sát thủ của thiếu phụ kia, khuôn mặt kia quả thực chính là tai họa của nữ nhân A. Đúng là Lam Thập Tam, đồng thời còn có một người khác. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Xem ra Dương Quá cũng không nói cho người biết Nhược Lan cũng ở trong thiên địa khác. Nhược Lan. Lục Lâm Thiên khẽ giật mình lên tiếng. Nguyên Nhược Lan, người này ngươi không xa lạ gì. Tử Yên gật đầu nói. Lần này vốn nàng cũng định tới, thế nhưng nàng biết ngươi ở đây cho nên. Nguyên Nhược Lan, tại sao nàng ta lại ở thiên địa khác? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, ban đầu ở trong linh vũ thế giới, sau khi đánh chết huyết kiếm đại đế, Nguyên Nhược Lan trong lúc chiến đấu thành đế, vì sợ hậu hoạn, vì phi linh môn, lục gia, còn có những người thân nhất bên cạnh mình. Vì sợ chuyện mẫu tử Du Thược và Lăng Thanh Tuyền bị bắt lại một lần nữa xảy ra cho nên hắn đang định hủy bỏ tu vi của Nguyên Nhược Lan. Thế nhưng cuối cùng lại có một đạo thân ảnh thần bí xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan, sau đó mang theo Nguyên Nhược Lan trong khoảnh khắc biến mất.
thực lực kia so với hắn lúc trước mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ lúc trước rõ ràng hắn nhìn thấy đạo tàn ảnh kia xuất hiện, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nhược Lan bị mang đi mà bất lực. Đạo tàn ảnh kia vô thanh vô tức xuất hiện rồi mang đi Nguyên Nhược Lan, khí tức đều không có, bộ dáng cũng không. Từ đó về sau, tin tức của Nguyên Nhược Lan đều biến mất. Những năm gần đây nếu không phải Tử Yên nhắc tới nàng ta, trong lòng Lục Lâm Thiên thậm chí còn quên cái tên kia. Nhưng lúc này nhắc tới, trong lòng hắn lập tức nhớ tới nữ tử thường mặc váy tím kia. Tử Yên nhìn vào người Lục Lâm Thiên, nói. Nhược Lan những năm gần đây đều ở trong thiên địa khác, so với ta và Lam Thập Tam thì thời gian tiến vào trong thiên địa khác của nàng còn nhiều hơn. Lần này vốn nàng định gặp ngươi, thế nhưng cuối cùng lại có chút. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện lúc trước đã qua, nàng ta không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên ngắt lời Tử Yên nói. Chuyện đã qua, lúc trước chuyện Thiên Kiếm Môn cũng không có liên quan tới Nguyên Nhược Lan. Dùng tu vi và tâm cảnh của Lục Lâm Thiên hiện tại, chuyện lúc trước hắn đã sớm quên. Dứt lời, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi Tử Yên. Hiện tại nàng thế nào rồi? Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, lúc trước tu vi và thiên phú của Nguyên Nhược Lan sẽ không dưới đám người Bắc Cung Vô Song, Tử Yên, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền một chút nào. Muốn tu luyện thành công ma kiếm của Thiên Kiếm Môn cần có đại nghị lực, đại thiên phú, đại hằng tâm, thiên phú cơ hồ có thể so sánh với đại ca Dương Quá của hắn. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng rất rõ ràng, Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt, thiên phú của hai huynh muội không dưới Tử Yên, Nguyên Nhược Lan, còn có đại ca Dương Quá. Chỉ là lúc trước hai người cũng không có tu luyện âm dương linh vũ quyết hoàn chỉnh. Tăng thêm căn cơ bất ổn, cho nên đã ảnh hưởng tới căn cơ. Bằng không mà nói. Tu vi của hai người hiện tại nhất định sẽ cao hơn bây giờ. Nhược Lan sống rất tốt, đều ở trong thiên địa các. Hiện tại cũng là một trong các thành nữ của thiên địa các. Tu vi không dưới Dương Quá. Tử Yên nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Nhược Lan vốn có cơ hội chân lý Niết Bàn thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng chân tại vô lượng Niết Bàn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long rời khỏi Mẫn Tinh Đại Lục. Mà Dương Quá và Tử Yên thì trở lại đại quân thiên địa các. Mẫu đơn phải về Thiên Linh Cung, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, thì Trường Ước, đám người này cũng phải trở về đại quân sắp xếp một chút. Trước khi rời đi, Lục Lâm Thiên cũng có chút bất ngờ, Tịch Thiên Vũ đại biểu Thái Minh Thế Giới tỏ vẻ áy náy vì chuyện ma ra lúc trước. Cũng vì chuyện Thái Minh Thế Giới bội ước mà cảm thấy hối hận, thái độ có chút thành khẩn, vẻ mặt cung kính không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến cho Lục Lâm Thiên có chút bội phục. Cũng khó trách Thái Minh Thế Giới vì Tịch Thiên Vũ mà bội ước. Hai ngày này, Lục Lâm Thiên phải thay đổi con mắt về Tịch Thiên Vũ, không chỉ có thực lực, tâm trí của hắn ta cũng không bình thường. Trong đám người cùng thế hệ trong thương khung chiến trường hiện tại mà nói, xem như nhân vật số một, cũng khó trách Thái Minh Thế Giới lại nghĩ cách bội ước. Chỉ tiếc những lão gia hỏa sau lưng Thái Minh Thế Giới kia lại không chơi được Phong Hành Thiên Chủ, càng không biết bội ước chính là điều mà Phong Hành Thiên Chủ muốn. Kết quả bị chịu thiệt dưới tay của Phong Hành Thiên Chủ. Chức vị nguyên soái ngày hôm qua Lục Lâm Thiên cũng không có cự tuyệt, chỉ là nếu như đã là nguyên soái của thương khung minh này, đối với lần tranh đoạt hồng hoang lệnh này Lục Lâm Thiên lại sắp xếp không ít chuyện, những chuyện mà mọi người thương nghị khi trước cũng không còn hiệu lực. Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ thương nghị với mọi người, dùng tu vi và thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, căn bản không muốn thương nghị với mọi người. Hắn lại biết rõ ngày hôm qua mọi người sắp xếp ra sao. Sắp xếp như vậy cuối cùng căn bản không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong tay Thiên La Minh, nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên Lục Lâm Thiên chỉ hạ lệnh, nếu như đã để cho hắn làm nguyên soái, vậy thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói hắn không làm nguyên soái cũng được. Sau đó nhìn mọi người, Lục Lâm Thiên có cảm giác mình có thể là người đứng ra giúp mọi người tranh đoạt hồng hoang lệnh. Còn nếu ai có cảm giác mình có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh thì không cần khách khí mà cứ đứng ra. Cuối cùng những người có 10 phần nắm chắc tranh đoạt hồng hoang lệnh mà nói cũng chỉ có 3 người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần, đám người Diễm Hân, Ngưu Trí, Kim Hổ do dự một chút, mấy nhị nguyên hóa hồng này cũng cắn răng đứng ra. Đám người còn lại có mấy trăm nhất nguyên hóa hồng, thế nhưng lại không có ai dám đứng ra. Lần này Thiên La Minh ra tay. Lại thêm đọ sức trong mấy tháng này cũng khiến cho bọn họ biết rõ, thực lực chỉnh thể của Thiên La Minh kia cực kỳ cường hãn. Nhất nguyên hóa hồng muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh căn bản không có bao nhiêu cơ hội.
huống chi còn phải đối mặt với một chiêu của chủ của Hồng Hoang lệnh trước đó. Người có tu vi nhất nguyên hóa hồng muốn chống lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ cũng không dám đứng ra, căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Sau khi Lục Lâm Thiên nhìn mọi người một vòng, tiếp tục đem những sắp xếp của mình nói cho mọi người nghe một lần. Chỉ là mọi người sau khi nghe kế hoạch và sắp xếp của Lục Lâm Thiên lại kinh ngạc không thôi. Kế hoạch này khiến cho toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời cả đám nhìn nhau. Chỉ là Lục Lâm Thiên lại nói câu nói kia, nếu như đã tôn hắn làm nguyên soái thì phải nghe theo hắn, bằng không mà nói, hắn cũng không cần làm nguyên soái này nữa. Cuối cùng lại là Diễm Hân tỏ vẻ ủng hộ đầu tiên, đám người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phàm, Ngưu Trĩ và những người khác gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đánh cuộc một phen. Nhân số trong lần thương nghị lần này lại ít hơn không ít, chỉ có hơn 1.000 người. Vì đề phòng tin tức bị tiết lộ, làm cho Thiên La Minh đề phòng và sắp xếp đối phó, bởi vậy Lục Lâm Thiên quy định. Chỉ có đại biểu của các đại thế giới mới có tư cách tham dự. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng nhắn nhủ đám người này, bất cứ tin tức gì không thể tiết lộ ra bên ngoài, tất cả những sắp xếp, bố trí chỉ có những đại biểu ở đây biết. Đến lúc đó mới có thể một lần hành động thành công. Trong không gian tiêu điều, trên ngọn núi cao ngất có một đạo thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, người mặc một bộ cung trang, bên hông có một cái đai lưng màu xanh đậm, buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn giống như không xương trên thân hình mềm mại động lòng người kia. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước buộc ở sau đầu. Gió nhẹ nhẹ thổi, tóc mai bên tai thân ảnh mềm mại này bồng bềnh, cỗ khí chất thanh nhã tuyệt luân, xuất trần giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phương xa, bỗng nhiên Bắc Cung Vô Song nhíu mày, nhàn nhạt nói. Du Du cô nương tới tìm ta sao? Xem ra tất cả mọi người đều không chú ý tới. Sợ rằng trong đại quân của Thượng Thanh thế giới chúng ta hiện tại, người có thực lực mạnh nhất không phải là ta mà là Bắc Cung Vô Song thâm tàng bất lộ a. Nói xong, thân ảnh Phong Du Du lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, áo trắng phủ thân hình, bộ váy dài khẽ tung bay. Đôi mắt như sao, lộ ra vẻ cao quý. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười cười, nhìn qua Phong Du Du rồi nói. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến cho ta nhớ tới một người. Có người nào tương tự ta sao? Phong Du Du có chút nghi hoặc, khuôn mặt cao quý thánh khiết không mang theo khói lửa nhân gian, khí chất cao quý toàn thân khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Cũng không phải, mà là Bạch Linh Tỷ cũng thích mặc y phục màu trắng. Cho nên nhìn thấy người ta sẽ không tự chủ được mà nhớ tới tỷ ấy. Bạch Linh. Phong Du Du thì thào nói. Bắc Cung Vô Song nhìn Phong Du Du, nói. Là mẫu thân của Âm Nha Đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Cũng là tỷ muội của chúng ta. Hiện tại đang ở trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong Thái Hoàng thế giới. Nghe nói nữ tử của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đều tuyệt mỹ vô cùng a. Phong Du Du nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Xem ra diễm phúc của lục soái vô cùng sâu a. Chàng sao, cái gì cũng tốt, chỉ là... Bắc Cung Vô Song mỉm cười, nói tới đó lập tức ngừng lại, không có tiếp tục nói. Có lẽ là thích hái hoa ngắt cỏ khắp nơi đúng không? Phong Du Du nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong đôi mắt thanh tịch, rực rỡ giống như ngôi sao trên trời hiện lên vẻ chấn động. Dường như nàng đang âm thầm do dự một lát, lúc sau mới nói với Bắc Cung Vô Song. Nếu như các ngươi không thích thì có thể trông coi hắn một chút. Dung Thiên Phú, địa vị của hắn hiện tại, trong 3.000 đại thiên thế giới này không biết có bao nhiêu nữ tử khuynh đảo vì hắn. Chàng cũng không phải là người ưa thích hái hoa ngắt cỏ. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều thanh nhã cao quý, nàng nói. Nếu như chàng thực sự hái hoa ngắt cỏ mà nói, sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ này bị chàng gây tai họa. Bao nhiêu nữ tử tốt, dung mạo, tài hoa không kể xiết đều ở cạnh chàng, mặc dù chàng thích lén lút nhìn một chút, thế nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Nói như vậy, hẳn hắn là người si tình. Phong Du Du cười cười, lập tức nói. Nhưng mà hắn có người cùng cảnh văn, Hồng Lăng, Thanh Tuyền, Tiểu Linh, Lam Linh, bất luận một ai đều là nữ tử mà thế gian hiếm thấy. Bất luận một nam tử nào trên thế gian này có lẽ đều thấy đủ. Chàng đối với bất luận một ai trong chúng ta đều vô cùng tốt. Có chàng, chúng ta đã thỏa mãn, chỉ là lại không có cách nào san sẻ với chàng quá nhiều, chỉ có thể đứng sau lưng chàng. Lặng lẽ ủng hộ,
đây chính là việc mà chúng ta có thể làm. Bắc Cung Vô Song nói xong lại nhìn trời cao, vẻ mặt cao quý, thanh nhã tự nhiên khiến cho người ta không khỏi rung động vì khí chất thanh nhã của nàng. Phong Du Du nhìn Bắc Cung Vô Song, không nói gì, lập tức theo ánh mắt của Bắc Cung Vô Song nhìn về phía xa, dịu dàng cười nói. Đã vài ngày trôi qua rồi, hắn và Long Huyền có lẽ cũng nên trở về chứ. Tính toán thời gian một chút có lẽ cũng sắp trở về. Bắc Cung Vô Song gật đầu, thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn Phong Du Du, trong mắt có chút nghi hoặc, lắc đầu nói. Trên đời thực sự có người tương tự như vậy sao? Du Du cô nương, người xác định ngươi không có tỉ muội song sinh chứ? Phong Du Du lắc đầu, cũng nghi hoặc hỏi Bắc Cung Vô Song. Tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi việc này? Chẳng lẽ ngươi từng gặp người tương tự với ta? Lâm Thiên từng nói với chúng ta khi trước chàng có gặp một cô nương, nói là thần thái, dung mạo đều cực kỳ tương tự với Du Du cô nương. Cho nên ta có chút tò mò. Bắc Cung Vô Song nói. Ồ, Phong Du Du dường như có chút hiếu kỳ nói với Bắc Cung Vô Song. Thực sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Không biết Vô Song cô nương có thể nói cho ta biết người tương tự với ta được không? Ta cũng có chút tò mò. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói. Ta cũng chỉ nghe Lâm Thiên nói. Vào đêm, ánh trăng lờ mờ, trong không gian tràn ngập sát khí ngập trời. Trên đỉnh núi Dạn Nứt, khi một tia sát khí và tàn hồn cuối cùng bị một thân ảnh màu tím vàng hít vào trong miệng, hai mắt khép hờ lập tức mở ra, sát khí âm hàn càng khiến cho linh hồn người ta rung động. Không ngờ gan của Thiên La Minh lại lớn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long trở lại đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới. Nghe Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nói chuyện xảy ra trên Mẫn Tinh Đại Lục, Độc Cô Cảnh Văn có chút kinh ngạc. Ba người của Thiên La Minh dám xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, lá gan không phải lớn bình thường. Gan lớn thì thế nào, còn không phải đều chết sao? Đáng tiếc người cuối cùng kia có chút thực lực lại không dám hiện thân. Tiểu Long nhếch miệng nói, trong đám người có tu vi đồng cấp, hiện tại hắn không cần quan tâm bất luận kẻ nào. Không biết người mạnh nhất trong Thiên La Minh hiện tại có tu vi tới cấp bậc nào? Tĩnh Thần công chúa có chút hiếu kỳ. Người ẩn nấp kia cực kỳ cẩn thận, không có tới gần quá, cho nên khó có thể dò xét ra được. Lục Lâm Thiên nói. Trốn trốn tránh tránh, đoán chừng cho dù mạnh cũng không mạnh tới đâu. Tiểu Long nói. Không ngờ mẫu đơn lại ở trong nội cung Thiên Linh Cung. Tử Yên và Nguyên Nhược Lan lại ở trong Thiên Địa Các. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, hỏi Lục Lâm Thiên. Nhiều năm không gặp như vậy, không biết các nàng thế nào rồi. Các nàng đều không tệ lắm, nhờ ta vấn an mọi người. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Lâm Thiên, có nhìn thấy Thành Nhi, Trực Nhi không? Vân Hồng Lăng hỏi Lục Lâm Thiên, tất cả đại biểu của các thế giới đều đi tới Mẫn Tinh Đại Lục. Dùng thiên phú của đám người Lục Thành, Lục Trực, rất có khả năng là đại biểu của các đại thế giới. Những ngày này Vân Hồng Lăng và Lam Linh cùng những người khác đều có chút chờ mong. Không có. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói với chúng nữ. Lục Lâm Thiên ở trên Mẫn Tinh Đại Lục cũng không có nhìn thấy đám người Lục Thành, hắn cũng hỏi qua Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc cùng đại biểu Thái Hoàng Thế Giới, chỉ nghe nói Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đều không có tiến vào trong thương khung chiến trường mà thôi. Nhưng mà đại biểu Côn Vân Thế Giới lại nói, Tuyệt Linh Cốc chủ Lục Tâm Đồng ở trong đội hình của Côn Vân Thế Giới, chỉ là lúc này chưa tới Mẫn Tinh Đại Lục mà thôi. Không có tới sao? Trên mặt Lam Linh hiện lên vẻ thất vọng nho nhỏ. Như vậy cũng tốt, không có tiến vào trong thương khung chiến trường chúng ta không cần lo lắng cho bọn nó. Bắc Cung Vô Song nói. Lục Lâm Thiên nhìn đám người, phát hiện tất cả mọi người có mặt thế nhưng lại không nhìn thấy Lục Kinh Vân đâu, hắn hỏi. Kinh Vân đâu rồi? Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lập tức mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Kinh Vân sau khi chàng và Tiểu Long đi tới Mẫn Tinh Đại Lục cảm giác có dấu hiệu đột phá. Cho nên lúc này đang bế quan đột phá, chỉ là không biết bao giờ mới có thể đột phá được mà thôi. Ở trong này mà chuẩn bị đột phá sao? Sợ rằng có chút khó khăn à? Lục Lâm Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng. Lục Lâm Thiên biết rõ Lục Kinh Vân lĩnh ngộ áo nghĩa sát phạt, ở trong thương khung chiến trường có chút may mắn, mấy tháng này cùng Thiên La Minh chém giết không ngừng, sợ rằng đã khiến cho Lục Kinh Vân cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Thế nhưng năng lượng thiên địa trong thương khung chiến trường này vô cùng thiếu thốn,
tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng mà muốn đột phá tiếp mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn vẻ mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, Lăng Thanh Tuyền biết rõ Lục Lâm Thiên đang lo lắng cái gì, nàng nói. Yên tâm đi, Kinh Vân đã chuẩn bị đầy đủ linh tinh. Nó chuẩn bị đột phá tự nhiên bản thân nó đã có nắm chắc từ trước. Đúng vậy, cũng không cần vội, chúng ta cứ chờ đợi mấy ngày đã. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Thời gian tranh đoạt 72 khối đại lục kia tuy rằng gần tới, thế nhưng cũng còn chưa gấp gáp tới mức phải lập tức xuất phát. Lục Kinh Vân đang chuẩn bị đột phá, tự nhiên Lục Lâm Thiên có chút lo lắng. Ba ngày sau, trong dãy núi Tiêu Điều, hoàng hôn buông xuống, ánh trời chiều như máu. Bỗng nhiên trong một sơn cốc Tiêu Điều gió nổi mây phun. Thiên địa chung quanh biến sắc, dần dần, khí tức năng lượng lạ lẫm từ trong không gian Tiêu Điều này thẩm thấu ra. Sắp đột phá sao? Ngoài sơn cốc, một nữ tử tuyệt mỹ có đôi mắt đen nhánh mở mắt ra, thân ảnh xinh đẹp nhảy lên. Cung trang màu vàng bao phủ thân hình lung linh, đây chính là Bối Nhi luôn chờ ở bên ngoài. Siêu siêu, ánh trời chiều phủ xuống, vô số thân ảnh lập tức phá không xuất hiện. Một nam tử mặc áo bào xanh cùng một nam tử mặc áo bào màu vàng dẫn dầu xuất hiện. Đúng là Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Lục Linh, Phong Du Du, Phong Bá Nam, Mạc Kình Thiên, Thái A và chúng cường giả thượng thanh thế giới và thần thú thế giới đều có mặt. Oanh! Trong phiến không gian Tiêu Điều này có khí tức lạ lẫm thẩm thấu ra, khí tức sát phạt lợi hại nương theo thiên uy hàng lâm, giống như sát thần viễn cổ thức tỉnh. Oanh! Năng lượng thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong thiên địa này vốn không có bao nhiêu năng lượng thiên địa, thế nhưng không biết tại sao lại chấn động kịch liệt. Giống như cả năng lượng trong thương khung chiến trường đều bị Lục Kinh Vân hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa âm hàn từ trong sơn cốc kia phóng lên trời cao. Xem ra hấp thu không ít linh tinh a. Lục Lâm Thiên nhìn năng lượng chấn động kịch liệt trong sơn cốc, bên trong năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt, Lục Lâm Thiên không khó dò xét ra đó chính là kết quả của việc hấp thu vô số linh tinh. Siêu siêu. Năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt, năng lượng thiên địa trong phiến thiên địa này dường như lúc này bị một loại lực lượng nào dẫn dắt, năng lượng thiên địa ở chỗ sâu trong không gian không ngừng thẩm thấu ra. Bắt đầu điên cuồng hội tụ, sau đó đều ngưng tụ chung quanh sơn cốc. Lâm Thiên, Kinh Vân có thể đột phá được không? Năng lượng thiên địa này dường như không đủ a. Một lát sau, Bắc Cung Vô Song nhìn thiên địa đang gió nổi mây phun trên sơn cốc, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Phải dựa vào chính nó, người khác giúp nó đối với nó mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại còn làm hại nó. Lục Lâm Thiên nhìn sơn cốc phía trước. Cho dù năng lượng thiên địa kia khiến cho không gian gió nổi mây phun, thế nhưng cũng khiến cho vẻ mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng. Muốn từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng, năng lượng thiên địa cần thiết không phải chỉ nhỏ một chút. Nhưng mà khi đột phá có người cưỡng ép tương trợ mà nói, Lục Lâm Thiên biết rõ đối với bản thân nó lại không có bao nhiêu chỗ tốt. Với tư cách là người có được trí nhớ kiếp trước, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ. Chuyện này giống như trẻ em sinh tự nhiên và trẻ em sinh mổ vậy. Không có trải qua sinh nở tự nhiên, thể chất trên cơ bản đã khác nhau rồi. Mà lúc này Lục Kinh Vân đang đột phá, nếu như dựa vào người khác tương trợ mới có thể đột phá mà nói, vậy cho dù đột phá thì nguyên lực cũng không mạnh mẽ. Tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng, đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng cực lớn. Siêu siêu. Trong thiên địa chung quanh, năng lượng thiên địa ở trong không gian phía xa không ngừng bị hấp thu tới. Cứ tiếp tục như vậy kéo dài ước chừng 3 ngày. Mà năng lượng thiên địa này tuy rằng nồng đậm, bàng bạc, thế nhưng đối với người từ nhị nguyên hóa hồng đột phá tới tam nguyên hóa hồng mà nói, dường như có vẻ không đủ. Ông! Bỗng nhiên, năng lượng trong sơn cốc hội tụ ở giữa. Một đạo âm thanh giống như là phạm âm vang vọng, khiến cho linh hồn người ta rung động. Năng lượng kinh khủng chấn động cùng với khí thức cổ xưa ở trong không gian gió nổi mây phun này lan tràn ra. Xoẹt! Một đạo lưu quang lập tức phóng thẳng lên trời, quang mang chói mắt lan tràn ra. Ông ông ông! Phạm âm vang vọng, làm cho lòng người rung động không ngừng, người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống cự. Kia là vật gì? Khí tức thật mạnh. Mà ngay cả Tiểu Long nhìn lên trên không trung, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh khí trợ chủ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên trên không trung, sau khi kinh ngạc một chút, khuôn mặt lập tức mỉm cười. Ồ! Khí tức này giống như
Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn lên trên không trung, cỗ khí tức cổ xưa, sắc bén kia đối với hai người bọn họ mà nói cũng không quá lạ lắm. Oanh! Đạo quang mang chói mắt kia bắn ra, tiếng phạm âm vang vọng trên không trung, không gian chung quanh sơn cốc lập tức run run, năng lượng mang theo khí tức cổ xưa phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức khiến cho không trung này nổi lên chấn động kịch liệt. Trong cỗ khí tức này thậm chí còn uy thế kinh khủng lan tràn ra, làm cho chúng cường giả ở đây đều cảm thấy linh hồn run lên. Xoẹt! Năng lượng kinh người chấn động nương theo quang mang chói mắt khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra. Loại năng lượng chấn động này khiến cho linh hồn bỡ ngỡ, lại mênh mông bàng bạc khiến cho cả không gian trên sơn cốc nổi lên sóng to gió lớn. Ầm ầm. Cùng lúc này, năng lượng thiên địa hội tụ ở giữa không trung. Từng đạo quang mang hội tụ, không ngừng rót xuống sơn cốc phía dưới. Khí tức bàng bạc mang theo khí tức sát phạt giống như hung thú thức tỉnh lan tràn, phóng lên trời. Khí tức không ngừng tăng vọt. Phá! Một lát sau, trong sơn cốc, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm minh vang vọng trong thiên địa. Chữ phá kia vang lên, cỗ khí tức sát phạt đang phóng lên trời kia thế như trẻ tre, dễ dàng phá tan bức bình chướng vô hình, sau đó đột nhiên bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Rầm rầm rầm. Năng lượng khủng bố như vậy khiến cho những ngọn núi khổng lồ chung quanh sơn cốc bắt đầu liên tiếp nứt vỡ, nổ tung. Một đạo huyết quang phóng lên trời. Năng lượng trong phiến thiên địa này dường như nổ tung, tiếng gầm đinh tai nhức óc, năng lượng cường hãn giống như gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở lại bình thường. Động tĩnh này cũng khiến cho không ít cường giả chung quanh hãi hùng khiếp vía. Ngay khi tất cả trở lại bình thường, dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người, đoàn huyết sắc quang mang kia thu liếm, thân hình Lục Kinh Vân lơ lửng đạp không đứng lơ lửng. Thân hình cao ngất giống như một cây trường thương, hai mắt nhắm chặt, lẳng lặng đứng đó, khí thế toàn thân lại mênh mông nguy nga, không thể dung chuyển, lợi hại vô cùng. Lục Kinh Vân thật mạnh, như vậy càng không phải là đối thủ của tiểu tử này nữa. Trong đám người phía xa, Phong Bá Nam đứng chắp tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ, tu vi của hắn và Lục Kinh Vân đã càng ngày càng cách xa. Quả thực cường hãn. Thiên phú và tốc độ tu luyện bực này chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Hoàng Dật ở bên cạnh Phong Bá Nam lúc này cũng ngây ngốc, cảm thán nói một câu. Khí chất lạnh lùng giờ phút này khi nhìn về phía Lục Kinh Vân ở phía trước, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Siêu siêu. Hai con mắt nhắm chặt của Lục Kinh Vân bỗng nhiên mở ra, trong mắt có hai đạo tinh mang trắng đỏ giống như lợi tiễn chỉ một thoáng bắn về phía trước. Lục Kinh Vân khẽ phất tay một cái. Quang mang chói mắt trên không trung nương theo tiếng phạm âm giống như tiếng sấm dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Vào đêm, trong một kiện khôi lỗi tọa giá mị ảnh, tất cả người thống lĩnh các quân đoàn trong đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới cùng với những người phục trách chủ yếu như Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Lục Linh, Bắc Cung Vô Song, Tĩnh Thần Công Chúa đều có mặt. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Lần này đại quân của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tổng cộng có 20 quân đoàn, cho nên chia ra làm 4 đường. Tại sao lại chia ra 4 đường? Chẳng lẽ định đồng thời tranh đoạt 4 khối đại lục hay sao? Nghe vậy Tĩnh Thần Công Chúa của Thần Thú Thế Giới có chút nghi hoặc hỏi lại. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó mới nói. 72 khối đại lục bị cấm chế đến lúc đó sẽ cùng lúc được mở ra. Lục Kinh Vân dẫn dắt 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 10. Phong Du Du dẫn dắt 5 quân đoàn của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 12. Tĩnh Thần Công Chúa, Thần Hy, Hổ Y, các ngươi cũng dẫn đầu 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt lục địa số 13. Ngừng lại một chút, Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người rồi nhìn về phía Bắc Cung Vô Song nói tiếp. 5 quân đoàn khác của Thượng Thanh Thế Giới và Thần Thú Thế Giới thì giao cho nàng, mục tiêu là khối đại lục thứ 14. Lục Lâm Thiên nói xong, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, dường như có chút tò mò, vì sao đội ngũ thứ tư lại do Bắc Cung Vô Song dẫn đầu. Sư phụ, vậy người cùng Tiểu Long Sư Thúc thì sao? Thái A nghi hoặc hỏi. Chúng ta tự có sắp xếp, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần chú ý chính mình là được rồi. Đến lúc đó trên 4 khối đại lục thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14 này sẽ có quân đoàn khác của Thương Khung Minh giúp tới mọi người. Về sau các ngươi sẽ biết rõ, muốn tranh đoạt Hồng Hoang lệnh kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn.
Tiểu Long nhìn Thái A rồi mỉm cười nói, ánh mắt chấn động, dường như đối với việc này cực kỳ nắm chắc. Ta không biết chàng và Tiểu Long có sắp xếp thế nào, thế nhưng chàng và Tiểu Long phải cẩn thận. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên lập tức nói. Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục 14 thiếp sẽ cố gắng đoạt lấy. Có nàng ra tay, vấn đề sẽ không quá nhiều. Lục Lâm Thiên mỉm cười, bằng vào tu vi của Bắc Cung Vô Song hiện tại, tăng thêm sự sắp xếp của hắn từ trước, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, cũng không có bao nhiêu vấn đề tồn tại. Chỉ là những lời này của Lục Lâm Thiên khiến cho cường giả cổ tộc và những người phụ trách các quân đoàn khác nghi hoặc. Dọc đường đi tuy rằng bọn họ chứng kiến Bắc Cung Vô Song ra tay, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không cảm thấy quá mạnh, có điều gì đặc biệt. Trong lòng mọi người đều có chút khúc mắc, chỉ là đối với Lục Lâm Thiên lại tuyệt đối tin phục, không có một chút hoài nghi nào. Cho dù không tin Bắc Cung Vô Song, thế nhưng bọn họ tin Lục Lâm Thiên. Phụ thân, Hồng Hoang lệnh trên khối đại lục số 10 con tuyệt đối sẽ thu lấy. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên vẻ kiên nghị. Lục Lâm Thiên cười cười, vỗ vai Lục Kinh Vân, dùng tu vi của Lục Kinh Vân hiện tại, huống chi còn có luân hồi hư vọng đao trên người, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua từng người một lần, sau đó mới nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường, tranh đoạt Hồng Hoang lệnh. Trong không gian tiêu điều, màn đêm buông xuống lạnh lẽo như nước. Trên đỉnh núi Cô Độc, Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời đêm thâm thúy, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp và chấn động, vẻ mặt cảm khái. Ai? Than nhẹ một tiếng, nhớ tới tất cả mọi thứ đã trải qua sau khi tới đây, trên khuôn mặt cương nghị của Lục Lâm Thiên cũng hiện lên vẻ thổn thức, cảm thán. Bắt đầu từ tên đại thiếu gia Lục gia củi mục trên trấn Thanh Vân, hiện tại cho tới nguyên soái của Thương Khung Minh, thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Ngẫm lại đoạn đường này có bao nhiêu gian khổ khiến cho hắn thổn thức, giống như là một giấc mộng, thế nhưng tất cả lại hiển hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Nhìn lên trên trời cao, chẳng bao lâu sau, Lục Lâm Thiên thậm chí còn nghĩ tới, tất cả mọi thứ kiếp trước của hắn mới chính là cảnh trong mơ. Kiếp trước mới có hơn 20 năm, nhưng ở đời này hắn đã trải qua gần 2.000 năm, so sánh giữa hai kiếp mà nói, 20 năm chưa là cái gì. Nếu không cố ý nghĩ tới nó, Lục Lâm Thiên thậm chí còn đã quên mình có ký ức kiếp trước. Từng bước một đi tới hiện tại, một đường nhấp nhô, gian khổ, thế nhưng lại luôn tiến lên, chưa bao giờ Lục Lâm Thiên lui về phía sau nửa bước. Từ đại thiếu gia Lục gia khi trước cho tới nguyên soái của cả Thương Khung Minh, Lục Lâm Thiên biết rõ thứ chống đỡ cho hắn chỉ là một tín niệm, đó là bảo vệ người bên cạnh hắn. Bảo vệ người quan trọng với hắn, chính tín niệm này đã giúp hắn chèo chống cho tới tận bây giờ. Lâm Thiên. Không gian xuất hiện một chút chấn động, một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện, người mặc bộ váy dài, thân thể mềm mại, đường cong lung linh động lòng người. Mái tóc dài màu đen giống như thác nước nhẹ nhàng buộc ở sau đầu. Cỗ khí chất thanh nhã, xuất trần, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, người này chính là Bắc Cung Vô Song. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện sau lưng, miệng khẽ mỉm cười, hai tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Trong lòng thì thầm nghĩ, một đường cùng nhau đi tới đây, thu hoạch của hắn hơn trả giá rất nhiều. Gian khổ so ra vẫn kém hạnh phúc mà hắn đạt được, ví dụ như nữ tử trước mắt. Bắc Cung Vô Song bị nam tử này nhẹ nhàng ôm vào lòng, nàng khẽ tựa vào eo di ngực ấm áp mà rắn chắc kia, hưởng thụ ôn nhu khó có được, mãi một lúc lâu sau nàng mới nhẹ giọng hỏi Lục Lâm Thiên. Chàng đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, ta chỉ tùy tiện cảm thán một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên nắm tay Bắc Cung Vô Song, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay nàng lại lập tức mỉm cười với nữ tử trong ngực, hắn nói. Nàng nói xem, nếu như lúc đầu ta không có đi tới Vân Dương Tông, nàng có thể trở thành thê tử của ta, trở thành mẫu thân của Doanh Nhi hay không? Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song rúc vào trong ngực Lục Lâm Thiên, nghe vậy nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Lâm Thiên, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, nói. Chàng còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta là tỷ tỷ của chàng, lúc trước trên Vân Dương Tông, nếu không phải chàng. Nói được một nửa, Bắc Cung Vô Song dường như khó có thể nói tiếp, hai gò má đỏ ửng, thẹn thùng, thế nhưng nhìn qua vô cùng vũ mị. Giống như trở lại thời điểm lúc trước. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trong ngực, mấy ngày hôm trước hắn đã bị nhị nữ Mẫu Đơn và Tử Yên trêu chọc khiến cho hắn khó có thể bình yên, lúc này hắn không cần phải nhịn nữa. Khóe miệng nở nụ cười tà,
lập tức cúi đầu bao phủ bờ môi son mềm mại kia. Siêu! Cùng lúc đó, áo bào xanh Lục Lâm Thiên khẽ quét qua, không gian nổi lên chấn động, thiên trụ giới lơ lửng xuất hiện, hai đạo thân ảnh mang theo hai chiếc lưỡi thơm tho đang dây dưa tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới lơ lửng trên ngọn núi, gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được xuân sắc tràn ra. Sáng sớm hôm sau, từ phía đông xuất hiện tia sáng mặt trời đầu tiên, dãy núi Tiêu Điều bao la giống như một cây thương sắt xuất hiện. Giữa không trung, vô số khôi lỗi tỏa giá lơ lửng trên không trung, rậm rạp, chằng chịt, phô thiên cái địa, gió nổi mây phun. Trên không trung, Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Linh, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Thần Hy, Phong Bá Nam, Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lục Thiếu Hùng và những người khác lơ lửng trên không trung, từng đạo khí tức hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động, làm cho cả thiên địa nhộn nhạo, không gian lặng lẽ vặn vẹo. Xuất phát. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, áo bào xanh trên người tung bay, ống tay áo khẽ phất. Vâng. Lục Lâm Thiên nói xong, vô số khí tức lập tức chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu khởi động, lập tức tiến vào trong khôi lỗi tọa giá. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số khôi lỗi tọa giá dập dạp, chẳng chịt giống như châu chấu di chuyển, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho gió nổi mây phun, phô thiên cái địa phóng về phía trước. Hai người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long đạp không mà đứng, mắt nhìn cảnh tượng rung động trước mắt, trong mắt cũng có chút chấn động. Một hồi đại chiến kinh thiên, vô cùng căng thẳng sắp diễn ra. Mãi một lúc lâu sau, khi xu thế mênh mông cuồn cuộn kia rời xa, Tiểu Long mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, thời gian của chúng ta có lẽ cũng không còn nhiều a. Đúng vậy, không còn nhiều lắm. Đệ sao rồi, có nắm chắc với chuyện hồng hoang lệnh kia hay không? Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long hỏi, thế nhưng hắn cũng lập tức mỉm cười lắc đầu, tuy rằng lần này có chút đặc thù, thế nhưng bằng vào thực lực và thiên phú của Tiểu Long, sợ rằng muốn thất bại cũng khó. Hắc hắc, chúng ta lại so xem ai nhanh hơn a. Tiểu Long cười hắc hắc, thè lưỡi ra liếm môi mình. Tự nhiên hắn không có lo lắng một chút nào, ngược lại ánh mắt khẽ đảo, hỏi Lục Lâm Thiên. Lão đại, kế hoạch của chúng ta tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì sao phải lựa chọn đại lục từ số 10 tới số 14 cho đám người Vô Song Tỷ, mà không phải là những đại lục khác? Từ trong tin tức của Thương Khung Minh mà nói, từ đại lục số 10 tới số 14 lần trước đều là của người Thiên La Minh, thực lực ở lần trước đều không cao không thấp. Tính toán là trung đẳng, người Thiên La Minh có lẽ cũng không phòng bị, bày ra thủ đoạn ở mấy khối đại lục này, cũng không sắp xếp thủ đoạn trên Hồng Hoang Lệnh. Bởi vì cửa ải cuối cùng này người bình thường trong Thương Khung Minh đều khó có thể vượt qua. Dựa theo những năm qua mà nói, người Thương Khung Minh chủ yếu thích tranh đoạt những khối đại lục đầu tiên, những khối đại lục chủ yếu trong tay Thiên La Minh. Cho nên người Thiên La Minh lần này nhất định sẽ phòng ngự những hồng hoang lệnh trên những đại lục trọng yếu mà Thương Khung Minh những năm qua thường tranh đoạt, mà sẽ không phòng ngự những đại lục có thực lực trung đẳng cùng với những hồng hoang lệnh có chủ nhân có thực lực trung đẳng. Bởi vậy hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong Tiểu Long lập tức hiểu ra. Còn lại phải dựa vào chúng ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười, liếm liếm môi, trong mắt mơ hồ lại hiện lên sát ý. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long run lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói. Lần này tới phiên Thiên La Minh khóc, sợ rằng biểu lộ trên khuôn mặt bọn chúng khi đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc a. Thiên La Minh. Lần này bọn chúng sẽ phải trả một chút tiền lãi sớm. Lục Lâm Thiên thì thào nói, khoản sổ sách giữa hắn và Thiên La Minh đã rất dài, lần này cũng nên đi lấy một chút lãi. Siêu siêu. Một lát sau, hai đạo thân ảnh một xanh một vàng phá không rời đi. Trên thượng thanh thế giới, trong mật địa thiên giới, trong một đình viện phong cách cổ xưa, tay phong hành thiên chủ nắm một khối ngọc giản tin tức, quang mang trên ngọc giản dần dần ảm đạm. Hai mắt đang khép hờ của hắn cũng mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như vô biên vô hạn, trong mắt hiện lên sự chấn động, khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Băng Thiên bên người Phong Hành Thiên Chủ lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mái tóc dài màu trắng trên đầu Phong Hành Thiên Chủ tung bay, ánh mắt thâm thúy khẽ thở dài, nói. Trên đại hội tranh đoạt hồng hoang, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh. Cái gì? Nghe vậy trên khuôn mặt tuấn lãng của Băng Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói.
tiểu tử này, quả thực lại tỏa sáng a. Bao nhiêu năm qua Thương Khung Minh còn chưa từng xuất hiện qua nguyên soái nha. Trên đại hội tranh đoạt hồng hoang, ba tam nguyên hóa hồng của Thiên La Minh phân biệt là người Dạ Xoa tộc, La Sát tộc, Tu La tộc mạnh mẽ xông tới. Người trong Thương Khung Minh không có ai có thể ngăn cản. Cuối cùng ba người Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá ra tay, một chiêu diệt ba tam nguyên hóa hồng kia, cho nên đã trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh. Phong Hành Thiên Chủ nói xong, trên khuôn mặt già nua vừa mừng vừa lo lắng, nói chung là nửa vui nửa buồn. Tiểu tử này tỏa sáng như vậy, danh tiếng ngày càng lớn, thế nhưng mà đây cũng không phải là một chuyện hoàn toàn tốt ha. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Băng Thiên cũng hiện lên nụ cười khổ. Quả thực không phải là chuyện gì tốt, vạn nhất đến lúc cuối những lão gia hỏa kia chơi xấu, sợ rằng chúng ta sẽ vô cùng phiền phức. Phong Hành Thiên Chủ cười khổ, danh ngạch đến tay, hắn cũng không muốn bị người khác xâu xé, lần này đối với Thượng Thanh Thế Giới mà nói, đặc biệt quan trọng. Trước tiên không cần quá lo lắng, tiểu tử kia cũng không phải kẻ đần, hắn rất tinh minh, cứ xem hắn sắp xếp thế nào vậy. Băng Thiên nói xong, nhìn Phong Hành Thiên Chủ một hồi rồi nói. Kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, bao nhiêu năm qua Thương Khung Minh còn chưa xuất hiện một hậu bối khiến cho tất cả mọi người thần phục. Tiểu tử Lục Lâm Thiên này quả thực không phải là bình thường. Thượng Thanh Thế Giới chúng ta rốt cuộc cũng qua những ngày cực khổ. Nghe vậy Phong Hành Thiên Chủ cũng mỉm cười. Trên khuôn mặt già nua, những nếp nhăn hiện tại giống như những cánh hoa giãn ra, nói. Tiểu tử này quả thực không phải là người bình thường, nguyên soái Thương Khung Minh còn chưa đủ, không biết có thể đi được tới cuối cùng hay không mới là quan trọng. Ta tin rằng hắn có thể đi tới được. Băng Thiên nói, khí tức băng hàn quanh thân như ẩn như hiện chấn động, trong mắt hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối. Quần Sơn, trong không gian tiêu điều tràn ngập khí tức vắng vẻ. Trên đỉnh một ngọn núi sừng sững có một thanh niên đang đứng, thanh niên này tuấn mỹ tuyệt luân, mái tóc đen nhánh búi thành búi sau đầu, thân thể thon dài giống như một cái cọc, làn da trắng nõn, trên người mặc một bộ y phục màu xanh da trời. Nam tử này lẳng lặng đứng đó, chắp tay mà đứng, hai mắt khép hờ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên trời xanh, khuôn mặt nở nụ cười mê hoặc, lúc này giống như hắn đang đắm chìm trong thế giới mà mình tạo ra vậy. Tất cả chuẩn bị tốt chưa? Bỗng nhiên nam tử này mở miệng nói, thế nhưng ngay cả con mắt cũng không mở ra, thanh âm cũng mờ mờ ảo ảo, cực kỳ dễ nghe, khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Siêu siêu. Nam tử này nói xong lập tức có mấy thanh niên nam nữ đáp xuống, một cỗ khí tức âm hàn chấn động khiến cho cả phiến không gian chung quanh run lên. Nguyên soái đã chuẩn bị tốt, tất cả đại quân của các tộc, các đại thế giới đều đã tập kết. Một thanh niên bất phàm nói. Ánh mắt khi nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ kia tràn ngập vẻ kính phục tuyệt đối. Siêu siêu. Hai con mắt khép hờ của nam tử tuấn Mỹ này lập tức mở ra, trong đôi mắt dưới đôi mày kiếm kia hiện lên quang mang mờ ảo, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến cho người ta không dám xem thường. Hắn lập tức cúi đầu, nhìn trời cao mỉm cười nói. Ba người Lục Lâm Thiên, Long Huyền, Dương Quá kia đều bất phàm. Nhưng mà thực lực của Thương Khung Minh kém nhiều như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể tranh đoạt được mấy khối hồng hoang lệnh, giao thủ chính thức hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trong không gian mênh mông, khí tức tiêu điều lan tràn, lại một buổi chiều lặng lẽ đi tới, ánh trời chiều như máu, quang mang màu hồng bao phủ những dãy núi hưu quạnh, quỷ dị không nói nên lời. Dường như cả thiên địa này lúc này cũng cảm giác được sắp xảy ra một hồi đại chiến, trong hư không, trong lúc mơ hồ còn có khí tức huyết sát tràn ngập. Xoẹt! Trên một ngọn núi, trên không trung lập tức xuất hiện chấn động. Trên không trung yên tĩnh tức thì xuất hiện chấn động, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cao ngất màu xanh cùng với một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng lặng lẽ xuất hiện trên không trung này. Thân ảnh mặc áo bào xanh này có khuôn mặt cương nghị, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà, trong ánh mắt thâm thúy có khí tức viễn cổ, mang hoang nhàn nhạt chấn động. Thanh niên mặc áo bào màu vàng kia có ánh mắt thâm thúy mà đen nhánh, trong mi tâm có ấn kỳ tà dị. Một cỗ khí thế hoàng giả trên người lan tràn ra. Đây chính là hai người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Hai người một đường chạy tới đây, ven đường thuận tay diệt sát cường giả trong đại quân Minh Linh, tuy rằng có chút trì hoãn, thế nhưng bằng vào tốc độ của hai người, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Long nhìn chung quanh, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, còn 5 ngày nữa là này 72 khối đại lục mở ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Được. Đến lúc đó gặp lại.
Lục Lâm Thiên gật gật đầu, thân ảnh hai người lần nữa phân ra làm hai hướng bất đồng mà di chuyển, chỉ sau một cái lóe lên đã biến mất trên không trung. Ba ngày sau, trong không gian Tiêu Điều nổi nên chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên hiển hiện, ống tay áo run lên, gợn sóng không gian sau lưng chấn động. Phía trước chính là đại lục số một sao. Lơ lửng giữa không trung, Lục Lâm Thiên nhìn không gian phía trước, thì thào nói. Đại lục số một, 1.500 năm trước chính là người của ma tộc trong Thiên La Minh nắm Hồng Hoang lệnh. 1.500 năm trong Hồng Hoang Điện, không biết bằng vào thực lực nhị nguyên hóa hồng lúc trước hiện tại đã tới mức nào. Thì thào nói xong, mũi chân Lục Lâm Thiên điểm nhẹ hư không, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía trước, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất giữa không trung. Trong mấy ngày này, một đường chạy tới 72 khối lục địa, mục tiêu của Lục Lâm Thiên là khối lục địa số 1. Trên đường đi hắn gặp không ít đại quân minh linh, Lục Lâm Thiên cũng không muốn chỉ hoãn, chỉ là hắn cũng không muốn khách khí một chút nào. Chỉ cần gặp đại quân minh linh là hắn sẽ cùng với Tiểu Long trực tiếp diệt sát người có thực lực mạnh nhất trong đại quân đó. Mỗi một lần đều khiến cho đại quân hàng ước người bàng hoàng, hoảng sợ bất an, nhưng lại không ai có thể ngăn cản. Một lát sau, trong một sơn mạch bao la, thân ảnh Lục Lâm Thiên lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên không trung. Mắt nhìn một mảnh đại quân minh linh hàng ước người che khuất bầu trời phía trước, hai hàng lông mày cau lại. Linh hồn lực nhạy cảm của Lục Lâm Thiên có thể phát hiện ra khí thức âm hàn phóng lên trời so với những đại quân minh linh trước đó mạnh mẽ hơn. Luận thiên phú và thực lực bản thể, Lục Lâm Thiên càng cảm nhận ra được, nhân tộc và thú tộc đều không có cách nào so sánh với minh linh chủng tộc. Mà nhân tộc, thậm chí ưu thế trên phương diện bản thể còn không mạnh bằng thú tộc. Trong đại quân rậm rạp, chẳng chịt che khuất bầu trời tràn ngập khí tức âm hàn chấn động. Coi như là cường giả có thực lực tuyệt đối cường hãn xông vào, một khi bị bọn chúng điên cuồng vây công, sợ rằng cho dù có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng phải có lúc chân tay luống cuống. Nếu như là ngàn vạn nhị nguyên hóa hồng vây khốn một tứ nguyên hóa hồng, đều là công kích điên cuồng không muốn sống, hậu quả không cần phải nói. Dù bằng vào tu vi tứ nguyên hóa hồng, cũng không nhất định là có thể thoát thân ra được, mà bị đánh chết cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thậm chí nếu như tam nguyên hóa hồng có vận khí kém một chút, một khi bị ngàn vạn nhị nguyên hóa hồng vây công, hơn phân nửa sẽ bị chu sát triệt để. Nhìn mảnh đại quân minh linh đông nghịt, che khuất bầu trời, Lục Lâm Thiên cũng biết rõ gần đây không có đại quân của Thương Khung Minh, chỉ có đại quân minh linh ở đây. Cả đại quân Thương Khung Minh cũng sẽ không đi tới nơi này. Siêu. Một lát sau, trong sơn cốc, mấy minh linh đang canh gác bị diệt sát, lặng lẽ không một tiếng động. Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên run lên, mấy hồn anh trực tiếp bị cắn nuốt vào trong lòng bàn tay hắn, cùng lúc hắn thi triển siêu linh thuật. Khi thôn vệ xong mấy hồn anh kia, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, thân thể bắt đầu nhúc nhích, trong giây lát trực tiếp hóa thành bộ dáng của một dạ xoa nhất tộc là thủ lĩnh đám người vừa rồi. Sát khí u ám quanh thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, không chê vào đâu được, không ai có thể nhìn ra được sự khác biệt. Hồng Hoang lệnh. Lục Lâm Thiên thì thào nói, thân ảnh dạ xoa nhất tộc của hắn lập tức đi vào trong đại quân phô thiên cái địa cách đó không xa. Đi vào trong đại quân minh linh đông nghịt. Đêm tối, quần sơn, trên một ngọn núi cô độc. Một đạo thân ảnh màu tím vàng xuất hiện trên đỉnh núi này, trong hai con mắt có khí tức huyết sát âm hàn tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta tự dưng rung động. Người có thân ảnh màu tím vàng này có khuôn mặt cương nghị, đây chính là bộ dáng của Lục Lâm Thiên. Trong tay nam tử giờ phút này đang nắm một nam tử nhất nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc đang bị cấm chế. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, khí tức huyết sát âm hàn tràn ngập, thì thào nói. Tới ngươi. Nói xong, đạo thân ảnh Lục Lâm Thiên này đột nhiên hóa thành lưu quang chói mắt, khí tức huyết sát âm hàn lan tràn ra. Siêu. Trong nháy mắt, lưu quang âm hàn trực tiếp tiến vào trong mi tâm của nam tử nhất nguyên hóa hồng phệ hồn nhất tộc kia. Ánh mắt của nam tử phệ hồn nhất tộc này tràn ngập vẻ kinh hãi, thế nhưng lúc này toàn thân bị cấm chế, không thể nào dẫy dụa được một chút nào, chỉ có trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, đồng tử co rút lại, càng ngày càng kinh hãi. Siêu siêu. Một lát sau, không ít thân ảnh bay vọt tới, không ít thanh niên nam nữ của minh linh chủng tộc có bộ dáng kỳ lạ, dữ tợn xuất hiện trên đỉnh núi cô độc này. Người yếu nhất cũng có khí tức tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đại bộ phận đều là nhất nguyên hóa hồng. Mạnh nhất lại là ba người nhị nguyên hóa hồng. U tư, người sao rồi?
Ngươi chạy tới đây làm gì vậy? Một nữ tử phệ hồn nhất tộc có tu vi nhị nguyên hóa hồng nói với nam tử dữ tợn đờ nát khoanh chân ngồi trên ngọn núi này, đồng thời ánh mắt đánh giá chung quanh. Ta có cảm giác dường như muốn đột phá, cho nên mới tới đây lĩnh ngộ một chút. Ai ngờ cơ hội chợt lóe lên thì lại không có cách nào đột phá. Nam tử phệ hồn nhất tộc đang khoanh chân ngồi lập tức đứng dậy, nhìn ba người có tu vi nhị nguyên hóa hồng hành lễ, nói. Bái kiến ba vị thống soái. Thì ra là cảm giác sắp đột phá sao? Xem ra ngày ngươi đột phá nhị nguyên hóa hồng cũng không xa. Ngày mai đại lục sẽ mở ra, người thương khung minh còn chưa thấy bóng dáng. Tất cả đều cực kỳ quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Nữ tử phệ hồn nhất tộc nói với người này, thanh âm hàn sắc bén khiến cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Biết rồi thống soái. Nam tử này gật đầu cung kính đáp. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh rời khỏi ngọn núi rồi biến mất. Quần sơn liên miên không ngớt, một mảnh tiêu điều. Trong một sơn cốc lúc này lại có một cỗ khí tức âm hàn nóng bỏng chấn động rồi lan tràn, nhưng lại khiến cho người ta khó có thể dò xét. Trên vách núi đá dựng đứng của sơn cốc có một đạo thân ảnh mặc áo lam khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng quanh thân lại có một cỗ khí tức âm hàn và nóng bỏng nhàn nhạt cùng tồn tại. Trong lúc mơ hồ khuếch tán, khiến cho không gian nổi lên rung động, chấn động. Kỳ lạ, vì sao không thấy người thương khung minh tới đây? Thống soái đã đi dò xét khắp nơi, đều không nhìn thấy người thương khung minh. Chuyện này thật là quái dị, chẳng lẽ người thương khung minh không có ý định tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Thời gian hai ngày dần dần trôi qua, trong đại quân minh linh thi thoảng lại có người thấp giọng nghị luận. Trên đường đi cũng không thấy bất luận một kẻ nào trong thương khung minh, chuyện này khiến cho tất cả đại quân minh linh chờ tranh đoạt đại lục số một đều nghi hoặc không thôi. Trong mấy ngày này, không ngờ lại hoàn toàn không thấy được người thương khung minh. Trong đại quân minh linh, một tu luyện giả của Dạ Xoa nhất tộc nhìn đội hình cực lớn tràn ngập khí tức tu la và la sát trong đại quân minh linh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu la nhất tộc và la sát nhất tộc này nam tử đều xấu xí vô cùng. Bộ mặt dữ tợn, khiến cho người hoảng sợ, thế nhưng nữ tử của tu la nhất tộc và la sát nhất tộc lại khác, bất luận một ai đều có thân thể mềm mại, khiến cho người ta phát hỏa. Ngũ quan tinh xảo. Phóng mắt nhìn lại, bất luận một nữ tử nào của tu la nhất tộc và la sát nhất tộc nếu như đặt ở trong nhân tộc mà nói, đều mỹ mạo vô cùng. Người nổi bật trong đó càng mỹ mạo vô song, mà ngay cả những nữ tử tuyệt mỹ đỉnh tiêm trong nhân tộc so với người của hai tộc này mà nói, so ra vẫn kém cỏi. Trên không trung sơn mạch thi thoảng có cường giả minh linh bay qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không có người thương khung minh xuất hiện khiến cho đại quân minh linh này lập tức cảm thấy bất an. Trước đại quân minh linh chính là một bình chướng không gian cực lớn, giống như một thâm uyên cực lớn trong không gian lơ lửng trên không trung, tựa như rãnh trời vắt ngang qua phiến thiên địa này. Trước thâm uyên, trong không gian bao la có một mảnh xương trắng lơ lửng trên không trung, cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, vô biên vô hạn, muôn hình vạn trạng. Giống như đây là tận cùng của thế giới, một mảnh trắng xóa. Đồng thời còn có một cỗ khí tức tiêu điều lan tràn. Nhưng trước không gian trắng xóa lúc này gợn sóng trong không gian lại lắc lư ngập trời, khiến cho cả không gian chung quanh vặn vẹo. Trong không gian đang vặn vẹo kia có một cỗ khí tức kinh khủng giống như một ngọn núi lớn trong lòng mọi người đang nhanh chóng tràn ra. Ngoài không gian vặn vẹo lúc này có vô số cường giả minh linh trẻ tuổi đạp không mà đứng, thế nhưng cũng không dám tới quá gần. Đại lục số một ngày còn chưa mở ra. Ai cũng không dám tự tiện xông vào. Dưới áp lực cực lớn của không gian đang vặn vẹo kia, người thực lực thấp một ít căn bản không dám tới gần. Càng tới gần áp lực càng lớn, giống như sắp bị lực lượng không y gần vô hình ép tới bạo thể. Người có tu vi hóa hồng cảnh bình thường một khi bị lan tới mà nói, sợ rằng cũng chỉ có bị thần hồn câu diệt. Siêu siêu. Không gian vặn vẹo kia lúc này bắt đầu nổi lên chấn động từng đợt, khiến cho không gian chung quanh khẽ lay động. Không gian trắng xóa kia vặn vẹo rồi chấn động, hai mắt của vô số cường giả minh linh trẻ tuổi lặng lẽ chuyển thành đỏ thẫm. Bởi vì hồng hoang lệnh trong này đủ để khiến cho người ta điên cuồng, ai có thể nhận được hồng hoang lệnh, cho dù là không thể tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện ở cuối cùng, vậy thì cũng có thể công thành danh toại. Có thể quật khởi trong 3.000 đại thiên thế giới, còn có thể vì đại thế giới sau lưng mà tranh thủ được 4 danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới sáng. Từng đạo khí tức âm hàn chấn động, cả không gian thiên địa ầm ầm run rẩy. Siêu siêu.
Vô số cường giả nam nữ trẻ tuổi của các tộc minh linh lúc này thả người nhảy ra, tiếp đó lơ lửng trước cấm chế không gian kia. Thời gian có lẽ cũng sắp tới, cấm chế tiêu trừ, chúng ta có thể tiến vào đạt được hồng hoang lệnh. Quái lạ, vì sao chung quanh còn không thấy đại quân Thương Khung Minh, chẳng lẽ đám nhân tộc và thú tộc này đã bị dọa nên không dám tới sao? Nhân tộc nhỏ bé quỷ kế đa đoan, chú ý đề phòng, không nên để cho đám nhân tộc và thú tộc này có cơ hội. Trước cấm chế không gian, đám cường giả đầu lĩnh của đại quân minh linh nghi hoặc nghị luận, sát khí âm hàn trên người lan tràn, thực lực đều cường hãn vô cùng. Từng cỗ khí tức hội tụ khiến cho cả thiên địa không ngừng nổi lên chấn động. Ken két. Lúc này, giữa không trung run run, trong xương trắng nổi lên sóng to gió lớn. Mà trong ánh mắt của mọi người có mặt, không gian trong xương trắng đang vặn vẹo kia đã bắt đầu rạn nứt, một cỗ khí tức cổ xưa, tiêu điều lan tràn. Chúng cường giả nam nữ trẻ tuổi của Minh Linh lúc này đều không tự chủ được mà lùi về phía sau một chút. Dưới cỗ khí tức tiêu điều kinh khủng kia dường như ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Phanh phanh. Cùng lúc trong sơn mạch vô số người trong đại quân Minh Linh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn cấm chế không gian cùng với xương trắng bao la giống như không có tận cùng kia. Hô hấp trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn. Rầm rầm. Rốt cuộc trên cấm chế không gian đang vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động kịch liệt. Đột nhiên, cả phiến không gian bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa rung động nhân tâm tràn ngập ra trời cao, giống như một cơn lốc phát ra tiếng ầm ầm vang vọng. Dưới loại ảnh hưởng của khí tức này khuếch tán, không gian vặn vẹo chấn động lúc này đã chấn động tới tình trạng khủng bố, giống như cả thiên địa lúc này run rẩy. Cấm chế sắp biến mất, đại lục số 10 sắp mở ra. Tất cả đệ tử cẩn thận, đại lục sắp mở ra. Đại quân Minh Linh cũng từ cửa khác tiến vào. Một khi gặp được giết không tha. Giết không tha. Trên một bình nguyên hoang vu, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Phá Thổ, Truy Mệnh, Thái A, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, đám người này bắt đầu hành động, vô số người sau lưng hai mắt đỏ thẫm, khí tức sát phạt bắt đầu khởi động, tiếng chém giết quanh quẩn trời cao. Siêu siêu. Trong không gian bao la, cấm chế không gian vặn vẹo đột nhiên run lên, tiếng đó lập tức nghe được tiếng răng rắc vang lên từng đợt. Ầm ầm, đột nhiên không gian vặn vẹo vỡ nát, năng lượng mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra, không gian rung rung không ngớt, gợn sóng không gian vô tận trực tiếp rung động, lan tràn ra bốn phía. Tiếp đó, trên không trung xuất hiện một khối đại lục to lớn. Ở phía xa có thể nhìn thấy được quần sơn trùng điệp, sơn mạch liên miên không ngớt, cũng giống như nơi này đều tiêu điều. Chỉ là bên trên lại có thêm khí tức cổ xưa, viễn cổ lan tràn, thẩm thấu ra không gian. Cấm chế biến mất, đại lục xuất hiện, tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết. Tranh đoạt hồng hoang lệnh, giết. Sâu trong thương khung chiến trường, bốn phía 72 khối đại lục bị cấm chế lúc này có vô số đạo thân ảnh dập dạp chớp động, mang theo tiếng xé gió phô thiên cái địa, từng đạo thân ảnh lập tức phóng về phía đại lục trước mắt. Từng đạo thân ảnh giống như châu chấu xẹt qua, dập dạp, chằng chịt, che khuất bầu trời, nhìn không thấy giới hạn, khí tức khủng bố khiến cho thiên địa run rẩy dữ dội không thôi. Một cỗ khí tức phóng lên trời, từng ánh mắt đỏ hồng, trong sát na này, đại chiến chính thức bạo phát, hết sức căng thẳng. Chung quanh đại lục số 1, cấm chế xung quanh không gian vặn vẹo biến mất, một khối đại lục bao la khôn cùng từ từ hiển hiện lên trong mắt mọi người. Ầm ầm, không gian trong cả sơn mạch lập tức bộc phát ra khí tức khiến cho lòng người run sợ, đại quân Minh Linh phô thiên cái địa trong thoáng chốc khởi động, khí tức âm hàn khủng bố phóng lên trời. Đem tất cả gợn sóng trong phiến không gian này bị tách ra. Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào trên đại lục số 1, từng ánh mắt bắt đầu đỏ rực, khí tức âm hàn chấn động đột nhiên bạo động. Xông lên thôi, tranh đoạt hồng hoang lệnh. Tranh đoạt hồng hoang lệnh, xông lên a. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt giống như châu chấu vận chuyển, lập tức liên tục không ngừng tiến vào trong đại lục số 1, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Xông lên. Những người dẫn đầu trong đại quân Minh Linh giờ phút này trong mắt cũng hiện lên vẻ đỏ ửng, cùng lúc thân ảnh khẽ động, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang trực tiếp phi vào trong đại lục số 1. Trong đại lục số 10, số 12, số 13 và số 14. Đại quân phô thiên cái địa hai bên gặp nhau, bất kể nào của phương nào, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. 72 khối lục địa mặc dù lớn, thế nhưng cũng không quá lớn tới đâu. Giết. Đánh chết Minh Linh, giết không tha.
diệt sát tất cả nhân tộc và thú tộc, giết. Trong đại lục số 10, số 12, số 13, số 14, đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh gặp nhau, hai mắt đỏ rực. Khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, căn bản không có nhiều lời, trực tiếp đối chiến, chém giết lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Đại quân va chạm, tiếng năng lượng va chạm trầm thấp lập tức vang vọng, bộc phát trong sơn mạc liên miên. Các loại công kích mang theo năng lượng áo nghĩa giống như cơn mưa to lướt đi. Một mảng lớn năng lượng giống như pháo hoa khuếch tán ra chung quanh. Giết! Trên đại lục số 10, Lục Kinh Vân, Lục Linh dẫn theo đại quân Lục ra chém giết, cường giả toàn lực ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ chậm trễ, dài dòng nào. Xoẹt! Những nơi đi qua, vô số minh linh tan thành mây khói, linh tinh lơ lửng trên không trung. Minh linh đáng chết, tất cả đi chết đi. Trong đại quân, tiếng chém giết nương theo nguyên lực cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa này. Trong mắt nhân tộc và thú tộc lúc này đều tràn ngập sát ý, hai mắt đỏ rực, sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, từng đạo công kích trực tiếp lướt đi. Giết! Trên đại lục số 12, các quân đoàn dùng đám người Phong Du Du, Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần xuất động, chúng cường giả lướt đi, vô số đại quân minh linh rậm rạp, chẳng chịt liều chết hỗn chiến với nhau. Ngao! Giống! Ô! Trên đại lục số 13, từng tiếng gầm gừ vang vọng, đại quân thú tộc trong Thái Hoàng thế giới trực tiếp thúc giục bản thân thể khổng lồ xẹt qua trời cao, rít gào rung trời. Phệ hồn linh thân, lang linh chân thân, âm linh chân thân. Trong đại quân ma linh chủng tộc cũng có từng đạo thân ảnh hóa thành thân thể khổng lồ, dữ tợn. Khí tức âm hàn khủng bố điên cuồng khởi động, hung hăng va chạm với đại quân nhân tộc, thú tộc, tiếng va chạm khủng bố vang vọng trên không trung. Giết! Trên đại lục số 14, Bắc Cung Vô Song, Hổ Sư, Thái A, Cuồng Thử, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Lý Tương và những người khác cùng với đại quân của Thượng Thanh Thế Giới gặp đại quân Minh Linh, trực tiếp chém giết rung trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, lập tức bạo liệt. Trận pháp hợp kích, chiến hạm chuẩn bị. Trên không trung, thân ảnh Thái A đạp giữa không trung, lệnh kỳ trong tay khẽ phất. Vô số phi hổ chiến hạm cấp 5 tòa thân màu vàng, bí văn quanh quẩn, khí tức mạnh mẽ giống như hung thú ngập trời lơ lửng trên tầng trời thấp, thậm chí còn xuất hiện một ít chiến hạm cấp 6. Siêu 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 siêu. Cùng lúc này, trong Lục Gia quân có từng đạo lưu quang phóng lên trời, nhanh chóng bành trướng thành từng chiếc chiến hạm khổng lồ, giống như từng đầu hung thú vô cùng khổng lồ lơ lửng trên không Gina. Vô số khí tức hung hãn khuếch tán, khiến cho năng lượng trong phiên thiên địa này chấn động kịch liệt. Không gian run rẩy. Bày trận. Thái A nhìn một mảnh đại quân minh linh đông nghịt trước mắt, lệnh kỳ khẽ phất, vô số chiến hạm lập tức ầm ầm hợp thành đại trận công kích. Hống 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 hống. Trong vô số chiến hạm, phi hổ chiến hạm càng thêm hung hãn, tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra khiến cho không gian ầm ầm rung động. Khí tức sát phạt bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Cái miệng đen ngòm giống như họng pháp nhằm về phía đại quân minh linh phô thiên cái địa. Siêu, siêu, siêu. Trong vô số chiến hạm lập tức có từng đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Quang mang chói mắt vô cùng, căn bản không cần nhắm kỹ mà trực tiếp rơi vào trong đại quân minh linh, ngay sau đó quang mang trực tiếp nổ tung. Phanh 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 phanh. Vô số tiếng nổ giống như tiếng sấm sét trầm thấp vang vọng, vô số đại quân minh linh bị diệt sát, linh tinh cũng bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Giết! Tại một chỗ trong đại lục, áo choàng màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, khẽ phất tay một cái. Đại quân hàng ức người sau lưng xuất động, nguyên lực thuộc tính thổ trên thân thể hắn cuồn cuộn tràn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa. Thân thể xé rách không gian trước mắt, nhanh chóng đánh về phía đại quân minh linh. Giết không tha. Trên bình nguyên bao la, Nhược Vô Trần mặc y phục trắng như tuyết, tuy nhiên trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại có hàn ý bắn ra. Hàng ức người trong đại quân nhân tộc. Thú tộc sau lưng xuất động, đánh về phía trước. Nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian tràn ngập năng lượng minh mông cuồn cuộn, bao phủ đại quân bao la cuồn cuộn, rậm rạp chằng chịt phía dưới. Trận pháp hợp kích chuẩn bị, giết. Trên một khối hải vực cực lớn, Tịch Thiên Vũ phất tay nói, đại quân nhân tộc, thú tộc sau lưng ngưng tụ thành đại trận hợp kích, khí tức minh mông cuồn cuộn khiến cho không gian chấn động giống như sơn băng địa liệt. Tiếng chém giết vang vọng trời cao. Đi chết đi. Bản thân Tịch Thiên Vũ cũng không có chút do dự nào,
áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn ra thiên địa, giống như thôn phệ tất cả sinh cơ. Thân thể trực tiếp đánh về phía một nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc. Trên không ít đại lục, giờ phút này đám người Kim Hổ, Ngưu Trí, Diễm Hân, Cam Ngộ Kỳ xuất lĩnh đại quân trực tiếp phóng tới đại quân Minh Linh. Đại quân Minh Mông cuồn cuộn gặp nhau, từng đạo quang trụ mang theo năng lượng cường hãn hung hăng va chạm. Giết, giết sạch đám nhân tộc, thú tộc của Thương Khung Minh này. Vô số khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, vô số năng lượng âm hàn dưới công kích này không gian ven đường trực tiếp rạn nứt. Chiến hạm, trận pháp hợp kích, giết. Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời, quanh thân thể mềm mại, linh lung kia giờ phút này tràn ngập khí tức nóng bỏng khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh ầm ầm rung động. Tư thái hiên ngang, điều binh khiển tướng không kém bất luận một nam nhân nào. Loại nữ tử như vậy, đủ để so sánh với nhị nữ Lam Linh, Vân Hồng Lăng. Ầm ầm. Diễm Hân dứt lời, trong quân đoàn của nàng cũng có vô số chiến hạm tạo thành đại trận hợp kích, năng lượng khủng bố đánh ra. Cả phiến không gian to lớn trước mắt ầm ầm vỡ nát. Chung quanh xuất hiện hư không, thanh âm trầm thấp, bạo liệt kinh người không ngừng vang voi. Xoẹt. Dưới từng đạo năng lượng khủng bố này, không gian thiên băng địa liệt, kinh khí cuồng bạo rung động tạo thành hình vòng cung lan tràn ra chung quanh thiên địa. Giống như có vô số pháo hoa đột nhiên nổ tung, một mảng lớn đại quân Minh Linh dưới lực lượng hủy diệt này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Cũng không biết ở nơi nào có một đội hình khủng bố, khói độc ngập trời lan tràn, tràn ngập mùi gay mũi, khó ngửi. Độc khí bao phủ nguyên lực, ăn mòn linh hồn, giống như là khắc tinh của Minh Linh, những nơi nó đi qua, vô số Minh Linh hóa thành sương mù. Dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ cưỡi một đầu phi thiên ngô công cực lớn, giống như La Sát, kịch độc kinh khủng kia khiến cho Minh Linh chạy trốn mất dạng, không dám đỡ upsilon.ng vào. Tại sao lại có đại quân nhiều tộc như vậy? Chúng ta mắc lừa rồi. Rất nhiều đại quân thú tộc, tại sao lại nhiều như vậy? Tại sao đại quân nhân tộc lại càng ngày càng nhiều? Trong chém giết kinh thiên động địa, trong đại quân Minh Linh bỗng nhiên có người phát hiện ra, đại quân Thương Khung Minh càng ngày càng nhiều. So với đại quân của Minh Linh mà nói, tuyệt đối không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần, sợ rằng còn có thể nhiều hơn gấp 100 lần. Đại quân nhân tộc, thú tộc rậm rạp chằng chịt, dần dần vây quanh đại quân Minh Linh, dưới tình huống nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, đại quân Minh Linh lập tức rơi xuống hạ phong, thảm thiết vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Những người của Thương Khung Minh này điên rồi sao? Tại sao lại có nhiều người tràn lên một khối đại lục như vậy? Thương Khung Minh này xảy ra chuyện gì vậy? Không tranh đoạt những khối hồng hoang lệnh khác sao? Tại sao lại toàn bộ đi tới một khối đại lục như vậy? Trên vô số đại lục, cường giả đại quân Minh Linh nhìn vô số đại quân của Thương Khung Minh từ bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt kéo tới, sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là cả đại quân Thương Khung Minh đều tập trung vào trên một khối đại lục vậy. Ồ, tại sao người Thương Khung Minh lại không thấy? Xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không thấy người Thương Khung Minh. Những người Thương Khung Minh này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi sao? Không dám tới tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cùng lúc này, trên các đại lục còn lại, khí tức âm hàn phô thiên cái địa tuôn ra, đại quân Minh Linh lao tới những đại lục vừa được phá bỏ cấm chế, thế nhưng sau khi tới đại lục cũng không thấy đại quân Thương Khung Minh, cả đám không khỏi nghi hoặc. Trên một đại lục khác, trước hàng ước đại quân Minh Linh có một nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân đứng đó, thân thể thon dài giống như một chiếc cọc lơ lửng trên không trung. Một bộ hoa bào màu xanh da trời theo gió tung bay. Ánh mắt nhìn lên trên trời cao, khí tức âm hàn chấn động nhàn nhạt, khiến cho không gian này run lên. Lục Lâm Thiên, xuất bất kỳ ý, quả nhiên có chút bổn sự. Đợt thứ hai ta thua, thế nhưng cũng chỉ tổn thất một ít người bỏ đi đôi với ta mà thôi. Vòng thứ ba chúng ta lại gặp mặt. Trong đôi mắt đen kịt dưới hàng lông mày kiếm của nam tử tuấn Mỹ này hiện lên một tia tinh mang khác thường, miệng thì thào nói. Trên các đại lục khác, vô số đại quân Minh Linh không gặp bất kỳ một ai trong đại quân Thương Khung Minh, cả đám kinh ngạc khó có thể hiểu được. Trên tổng cộng hơn 10 đại lục lại có cơ hồ tất cả quân lực của Thương Khung Minh, đây chính là kế hoạch của Lục Lâm Thiên, đem đại quân Thương Khung Minh chiếm hơn 10 đại lục mà Thiên La Minh không ngờ tới. Cuối cùng đạt được Hồng Hoang lệnh, chuyện này đã nằm trong tính toán của Lục Lâm Thiên. Hồng Hoang Điện tổng cộng có 9 tòa, cho dù có nhiều Hồng Hoang lệnh nữa cũng không có tác dụng, Thiên La Minh đạt được nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng phải nhìn xem thu được mấy tòa Hồng Hoang Điện thì mới có tác dụng. Nếu tính bình quân,
Đại quân Thiên La Minh nếu so với đại quân Thương Khung Minh thì mạnh hơn một chút, nhưng mà đại quân Thiên La Minh phải đem binh lực tập trung trên 72 khối đại lục. Mà Thương Khung Minh chỉ tập trung trên hơn 10 đại lục. Đối lập trong đó, dựa theo Lục Lâm Thiên phỏng đoán, đại quân Thiên La Minh tuyệt đối không phải là đối thủ. Giết! Diệt sát đám minh linh này, một người cũng không bỏ qua. Ngao! Ô! Tiếng chém giết, tiếng thủ giống, năng lượng trầm đỡ Upsilon, C, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trên từng khối lục địa, khí tức khủng bố lan tràn ra chung quanh. Trên hơn 10 khối đại lục này, vô số thân ảnh đông nghịt va chạm, tiếng chém giết sát phạt kinh người vang vọng, vô số thân ảnh khổng lồ trên không trung va chạm, chiến hạm lơ lửng, trận pháp liên miên, từng đại lưu quang bằng năng lượng bay về Upsilon T, năng lượng áo nghĩa lan tràn. Trong chém giết kinh người như vậy, cả đại lục run rẩy, sát khí, sát ý, mùi máu tươi ngập trời, đem trọn phiến đại lục bao phủ. Giết! Trên đại lục có đại quân của Thương Khung Minh, cường giả nhân tộc. Thú tộc trong các đại thế giới lúc này cũng vây quanh cường giả trong đại quân minh linh. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đường Đần, Lý Tương, Hỏa Vũ, Mộc Tử Kỳ, Phá Thổ, Cuồng Thử, Hổ Sư, Trương Lăng Phong, Diễm Hân, Kim Hổ, Nhược Vô Trần, Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, tất cả mọi người đều vây công cường giả minh linh. Rầm rầm rầm. Dưới sự vây công chênh lệch thực lực gấp mấy lần này, những cường giả trong đại quân minh linh tuy rằng thiên phú mạnh mẽ hơn nhân tộc và thú tộc thế nhưng cũng trực tiếp bị diệt sát hơn phân nửa. Những cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong đại quân minh linh này trên thực tế cũng không mạnh hơn bao nhiêu cường giả đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa của nhân tộc, thú tộc, lúc này lại gặp thực lực gấp 5 lần vây công, trên cơ bản không phải là đối thủ. Chúng ta bị vây quanh, chạy mau, bố trí âm linh đại trận. Trong đại quân âm linh nhất tộc, vô số âm linh nhất tộc bố trí trận pháp quỷ dị, hình thành một vòng thôn phệ âm hàn cực lớn, có thể trực tiếp thôn phệ tộc nhân thú tộc và nhân tộc vào bên trong. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong vòng xoáy truyền ra. Vạn quỷ thôn hồn. Trong đại quân ám quỷ nhất tộc phóng ra vô số đầu quỷ, khí tức âm hàn khủng bố tràn ngập thiên địa. Thanh âm khiến cho tim mọi người lạnh lẽo vang vọng, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ô ô! Trong từng chiếc đầu quỷ phá ra thanh âm thê lương giống như quỷ khóc thần sầu, cái miệng rộng dữ tợn kia có thể trực tiếp thôn phệ một người hoặc là mấy người còn sống sờ sờ, sau đó phá hủy linh hồn, khủng bố vô cùng. Phệ hồn cường nỗ. Trong đại quân của phệ hồn nhất tộc, trên vô số chiến xa đen kịt trong tầng trời thấp có một chiếc nỏ màu đen, bắn ra từng đạo lưu quang bằng năng lượng màu đen được khói đen bao phủ, có thể xuyên thủng linh hồn. Lang linh hồn chảo. Trong lang linh nhất tộc cũng có vô số chiến xa bộ dáng dương nanh múa vuốt, từng đạo chảo ấn bằng năng lượng lướt đi, những nơi đi qua không gian bị xé rách, thú tộc và nhân tộc thực lực thấp một ít trực tiếp bị xé rách thân thể. Trận pháp hợp kích, công kích. Chiến hạm công kích, giết. Trong mắt từng người của đại quân Thương Khung Minh đỏ rực, sát ý cuồn cuộn lan tràn, vô số đạo công kích bằng năng lượng bắn ra. Lực lượng hủy diệt tuyệt đối khiến cho thiên băng địa liệt. Lực lượng khủng bố khiến cho cả phiến không gian phía dưới hóa thành hư vô. Ầm ầm. Lại nói, lúc này đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh giao thủ, thế nhưng người quyết định chính thức thắng bại của hàng ước đại quân song phương lại là các cường giả đỉnh tiêm. Hiện tại Thương Khung Minh đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ô ô! Ngao! Trong minh linh đại quân, tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, vô số thân thể dưới các loại lực lượng khủng bố trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Một mảng lớn linh tinh lơ lửng trên tầng trời thấp, năng lượng khuếch tán ra chung quanh khiến cho vô số sơn mạch chung quanh lập tức bị san bằng thành bình địa. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt tựa như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang, vô số năng lượng đánh xuống, không gian trực tiếp bị xốc lên tạo thành một cái động sâu. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung trên không trung rồi lan tràn, khuếch tán ra chung quanh. A! À. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt bên tai, cả sơn mạch không ngừng sụp đổ, trong sơn mạch lập tức máu chảy thành sông, không ngừng có chiến hạm bị nghiền nát, cường giả vẫn lạc, máu tươi rơi xuống. Chém giết bực này vô cùng thê thảm, rúng động nhân tâm. Trên hơn 10 đại lục vang lên tiếng chém giết kinh người, trong giây lát ngắn ngủi máu chảy thành sông, mùi máu tươi tràn ngập, sát khí ngập trời, tựa như là hủy diệt. Khí tức hủy diệt tràn ngập không trung. Trên các đại lục, những nơi không có đại quân Thương Khung Minh, đại quân Minh Linh cấp tốc tiến vào trung ương đại lục. Ở trung tâm đại lục có không gian hồng hoang,
ở trong không gian hồng hoang mới có hồng hoang lệnh. Trong không gian hồng hoang, chỉ có thể chịu tải được một người đi vào, ai đi vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh. Trước không gian hồng hoang có khí tức tiêu điều, hoang vu, muốn đi vào vậy thì phải thử xem mình có thực lực này hay không trước đã. Chỉ có trải qua sự ngăn cản của khí tức tiêu điều trước không gian hồng hoang thì mới có thể tiến vào được bên trong không gian hồng hoang, không phải ai cũng có thể đi vào được. Ai tiến vào trước là có cơ hội lấy được hồng hoang lệnh. Siêu siêu. Từng tiếng xé gió vang vọng trời cao, trên đại lục số 7, vô số cường giả minh linh lướt qua không gian rồi đạp không mà đứng, ánh mắt lập tức nhìn về mảnh không gian hoang vu, vặn vẹo phía trước. Cả phiến không gian lớn vặn vẹo thành hình, trong không gian nổi lên chấn động. Đến rồi sao? Trong đội hình phệ hồn nhất tộc, một thanh niên của phệ hồn nhất tộc có bộ dáng dữ tợn nhếch miệng nở nụ cười tà. Cánh tay đột nhiên kết xuất từng đạo thủ ấn quỷ dị, mở miệng quát lên một tiếng. Phệ hồn khốn linh trận. Oanh! Tiếng quát vừa dứt, trong lúc thủ ấn còn đang được kết, thiên địa chung quanh tức thì run lên, bỗng nhiên có vô số khí tức âm hàn khủng bố vô cùng vô tận đột nhiên thẩm thấu ra. Trong thiên địa chung quanh đột nhiên có 9 đạo quang trụ màu đen ở phía xa bắn ra. Oanh oanh oanh! 9 đạo quang trụ bằng năng lượng ân hàm giống như từ sâu trong vực sâu cửu u địa ngục phóng lên trời. Cả thiên địa lập tức rung chuyển, khi 9 đạo quang trụ màu đen hội tụ lại một chỗ, trên không trung bỗng nhiên không còn trời cao. Xoẹt! Phệ hồn khốn linh trận được hoàn thành, ánh sáng trong phiến thiên địa này trong nháy mắt bị phệ hồn khốn linh trận thôn phệ sạch sẽ. Cả phiến không gian bị phệ hồn khốn linh trận bao phủ bên trong. Bên trong lúc này giống như là cửu u địa ngục. Ở trong không gian này khắp nơi đều là xương trắng ngập trời khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, mùi máu tươi tràn vào trong mũi, lạnh lẽo thấu xương, sát khí tràn ngập. Phệ hồn khốn linh trận, phệ hồn nhất tộc, các ngươi muốn làm gì? Phệ hồn nhất tộc, các ngươi bố trí phệ hồn khốn linh trận với chúng ta làm gì? Trong chớp mắt này, đại quân minh linh bị nhốt trong phệ hồn khốn linh trận lập tức biến sắc. Phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc tuyệt đối là hung vật, hung danh hiển hách, từ trước tới nay đều là trọng bảo của phệ hồn nhất tộc. Không biết đã có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở bên trong. Lúc này bị nhốt vào trong phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn nhất tộc, cơ hồ trong mắt tất cả đại quân các tộc trong Thiên La Minh đều hiện lên vẻ đề phòng. Bên ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, trước không gian tiêu điều haong vu kia có không ít thanh niên nam nữ cường giả bộ dáng dữ tợn, kỳ lạ trong minh linh chủng tộc biến sắc. Cả đám lập tức nhìn về phía một nữ tử tu vi nhị nguyên hóa hồng đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc nói. U Thanh, phệ hồn nhất tộc ngươi bố trí phệ hồn khốn linh trận làm gì? Muốn đối phó với tất cả chúng ta hay sao? Nữ tử phệ hồn nhất tộc kia cũng biến sắc, lập tức quát lớn với thanh niên bố trí phệ hồn khốn linh trận kia. Thanh âm lạnh lẽo mà sắc bén khiến cho người ta có cảm giác tóc gáy dựng đứng. U Tư, sao các người có phệ hồn khốn linh trận trong tay, người muốn làm gì? Thống soái, đây là thứ trưởng lão giao cho ta. Trưởng lão có lệnh, tranh đoạt hồng hoang lệnh, phệ hồn khốn linh trận trong tay, ai dám ngăn cản giết không tha. Thanh niên dữ tợn gọi là U Tư cười lại, thủ ấn được kết, vô số xương trắng trong phệ hồn khốn linh trận lập tức toát ra khói đen cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ vang lên thanh âm thê lương giống như lệ quỷ trong không gian này. Nhưng phàm là đại quân minh linh bị phệ hồn khốn linh đại trận bao phủ lập tức bị phệ hồn khốn linh đại trận luyện hóa tại chỗ. Hỗn trướng, hay cho một phệ hồn nhất tộc, ta không để yên cho các ngươi. Phệ hồn nhất tộc, các ngươi muốn chết. Giết, tru sát phệ hồn nhất tộc. Chỉ một thoáng, cường giả của các tộc trong đại quân minh linh lập tức đánh chết người phệ hồn nhất tộc, từng đạo công kích bắn ra. Giết! Phệ hồn khốn linh đại trận là chí bảo của phệ hồn tộc, nhưng mà không có cách nào bao trùm cả đại lục. Còn chưa tới tình trạng khủng bố như vậy. Ngoài phệ hồn khốn linh đại trận, đại quân các tộc minh linh đồng thời chém giết phệ hồn nhất tộc. Giết! Ô ô! Trong nháy mắt ngắn ngủi, căn bản không có cách nào khống chế, tất cả các tộc lập tức lao vào chém giết phệ hồn nhất tộc, cả đại lục hỗn loạn. Ầm ầm ầm! Cường giả đỉnh tiêm trong các tộc giờ phút này cũng không có một chút chậm trễ nào mà lập tức đối phó với phệ hồn nhất tộc, khí tức âm hàn phô thiên cái địa lan tràn. Nữ tử đầu lĩnh có tu vi nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc giờ phút này cũng hoàn toàn không hiểu. Trong lòng u mê, ngây ngốc, cũng chỉ có thể ra tay tự vệ, mà dưới sự vây công của cường giả các tộc lập tức rơi xuống thế hạ phong. Ầm ầm,
Giờ phút này trong đại quân Minh Linh thậm chí còn rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện mà lập tức hỗn loạn, sau đó tự động gia nhập vòng chiến, đại chiến hỗn loạn, căng thẳng. Khặc khặc, đi chết đi. Thân ảnh U Tư xuất hiện trên không trung, miệng nở nụ cười âm lệ, khí tức huyết sát âm hàn quanh thân lan tràn, từng đạo công kích đánh ra. Cường giả các tộc Minh Linh căn bản không có cách nào chống cự, giống như con sâu cái kiến đều bị phá hủy. Trong chớp mắt, vài người có tu vi hóa hồng cảnh của phệ hồn nhất tộc bên ngoài mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bị người này giết. Không ít hồn anh lan tràn ra sát khí âm hàn cũng bị vòng xoáy tràn ngập sát khí âm hàn trong lòng bàn tay hắn thôn phệ vào bên trong. Xoẹt! U Tư ra tay, cường giả tuyên cổ cảnh trong các tộc Minh Linh trực tiếp giống như con sâu cái kiến vẫn lạc, căn bản không thể địch nổi. U Tư, người không phải là U Tư, người rốt cuộc là ai? Nữ tử đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc nhìn U Tư trên không trung, lúc này nàng có thể cảm giác được người này vốn không phải là U Tư, nhất định là một người khác. Nếu như ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. U Tư cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên trực tiếp nổ tung, hóa thành sương mù âm hàn ngập trời, cùng lúc đó một nam tử thân thể gầy gò màu tím vàng xuất hiện, khuôn mặt người này xa lạ, căn bản không ai có thể nhận ra. Ngươi, ngươi giết U Tư, ngươi đoạt xá U Tư. Ngươi trà trộn vào trong này, ngươi rốt cuộc là ai? Mắt nhìn thanh niên gầy màu tím vàng trước mặt, nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc này thậm chí còn không thể phán đoán ra được đối phương là Minh Linh hay là thú tộc, sát khí âm hàn trên người đối phương không giống như thú tộc và nhân tộc. Thị hoang thế giới, phi linh môn, khặc khặc. Nam tử có thân ảnh màu tím vàng cười lạnh, người này nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo. Nữ tử nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc kia căn bản không có cách nào chống lại. Dưới trưởng ấn của hắn, nữ tử nhị nguyên hóa hồng đầu lĩnh của phệ hồn nhất tộc kia trực tiếp bị phá hủy thân thể, hồn anh bị hắn trực tiếp há mồm thôn phệ vào trong miệng. Ầm ầm ầm. Mấy thanh niên nam nữ bất phàm của phệ hồn nhất tộc còn lại ngay cả phệ hồn linh thân khổng lồ cũng không chạy thoát khỏi số mệnh. Thân ảnh màu tím vàng nhàn nhạt kia mặc trường bào màu tím vàng, người này thu hồi phệ hồn khốn linh trận rồi nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu kia, hàng ước đại quân Minh Linh không ai có thể ngăn cản hắn. Trên đại lục số 9, trước đại quân Minh Linh phô thiên cái địa, mấy trăm thanh niên nam nữ cường giả của các tộc Minh Linh lơ lửng trên không trung, mắt nhìn không gian vặn vẹo trước mắt, một cỗ khí tức hoang vu, cổ xưa lan tràn, khiến cho hai mắt mọi người đỏ thẫm. Phía trước chính là không gian hoang vu, hồng hoang lệnh nằm ngay ở trong không gian hoang vu này. Một thanh niên trong Minh Linh đại quân hai mắt đỏ rực, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ đề phòng. Siêu siêu. Bỗng nhiên lúc này trên không trung đại lục xuất hiện chấn động, sau đó từng vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trên không gian. Nhất thời vô số vết nứt không gian rậm rạp chằng chịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Khí tức nóng bỏng bỗng nhiên từ bên trong vết nứt không gian thẩm thấu ra. Siêu siêu. Trong vết nứt không gian. Chỉ một thoáng có một cỗ quang mang màu xanh chói mắt lan tràn ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng khủng bố nương theo khí tức âm hàn chấn động, dưới nhiệt độ khủng bố này, cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh trên đại lục này đều cảm thấy linh hồn rung động kịch liệt. Loại nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này cùng tồn tại, giống như là khắc tinh của Minh Linh. Bên trong còn có một cỗ khí tức âm hàn cổ xưa phóng ra. Khí tức này giống như trường tồn từ cổ chí kim, cỗ khí tức này cổ xưa không nói nên lời. Cỗ khí tức âm hàn kia tựa như tới từ cửu u, linh hồn căn bản không có cách nào thừa nhận được khí tức âm hàn và nóng bỏng này. Cỗ khí tức này từ trong hư không lặng lẽ thẩm thấu ra, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng ức vạn đại quân Minh Linh khiếp sợ, vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh biến sắc. Dưới nhiệt độ âm hàn và nóng bỏng kia, quang mang màu xanh da trời lan tràn, lập tức có hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn lan tràn ra. Nhiệt độ khủng bố kịch liệt kéo lên, làm cho không gian chung quanh trực tiếp bị thiêu đốt thành hư không. Linh vật trời sinh, đây là linh vật trời sinh hỏa diễm. Chẳng lẽ là người Thiên Linh Cung sao? Chúng cường giả trẻ tuổi của Minh Linh biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hỏa diễm này chính là linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thứ mà linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh. Siêu siêu. Trong phiến đại lục này lập tức có hỏa diễm màu xanh da trời đổ xuống, nhanh chóng khuếch tán ra. Hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa tuôn ra, hỏa diễm màu xanh da trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán trong không gian.
chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã hóa thành một biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng. Hỏa diễm màu xanh da trời mang theo nhiệt độ nóng bỏng bao phủ, khí tức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại, khí tức đáng sợ lặng lẽ nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Nhanh công kích, nhanh! Liên thủ ngăn cản, nhanh! Từng tiếng hét lớn vang vọng, một thanh niên đồng lứa có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh ra tay ngăn cản, từng đạo công kích phô thiên cái địa hàng lâm xuống biển lửa. Gió nổi mây phun, lạnh lẽo ngập trời, thiên địa rung chuyển. Siêu siêu! Công kích bằng năng lượng âm hàn phô thiên cái địa hung hăng đánh vào trên biển lửa, giống như sấm sét giáng thế, thế nhưng sau khi rơi vào trên biển lửa màu xanh da trời phô thiên cái địa kia cũng không tạo thành bao nhiêu chấn động. Tiếp đó lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời giống như bài sơn hải đảo bao phủ rồi thôn phệ. Ô ô! Chạy mau, hỏa diễm này quá kinh khủng, căn bản không có cách nào chống cự. Trốn, chạy mau! Thống soái cứu mạng, cứu ta! Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn bắn ra tứ phía, giống hồng thủy ập tới, nhất thời vừa mới va chạm đã khiến cho trong đại quân Minh Linh vang lên tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu cứu vang vọng, trực tiếp liều mạng lui lại. Dưới uy thế mênh mông cuồn cuộn của hỏa diễm màu xanh da trời, không có bất kỳ Minh Linh nào dám chống lại. Coi như là người có tu vi hóa hồng cảnh lúc này cảm nhận được khí tức này toàn thân cũng rung động, những người khác thì càng không cần phải nói. Đại quân Minh Linh nhanh chóng lui lại, thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh da trời còn nhanh hơn. Nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn lan tràn, cơ hồ tất cả sinh linh trong Minh Linh chủng tộc đều bị áp chế trong vô hình. Linh hồn chính là ưu thế mà Minh Linh vốn kiêu ngạo, người thực lực thấp một ít, thậm chí là linh hồn rung động, căn bản không có cách nào chạy thoát. Hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa lan tràn, chút xuống, chỉ một thoáng bao phủ cả phiến không gian. Trong khoảnh khắc vô số người trong đại quân Minh Linh trực tiếp bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra đã trực tiếp hóa thành cho tàn dưới hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố. Trong chốc lát ngắn ngủi, một mảng lớn đại quân Minh Linh phô thiên cái địa bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, ngay sau đó hóa thành cho tàn, hồn anh cũng không trốn thoát được. Trốn, chạy mau! Chạy! Không có bất kỳ Minh Linh nào có thể ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố này. Một khi bị nó ảnh hưởng và bao phủ sẽ trực tiếp bị tan thành mây khói, không ngừng có vô số người trong đại quân Minh Linh bị hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn thôn vệ vào trong hỏa diễm ngập trời. Siêu siêu! Hỏa diễm màu xanh da trời tựa như hủy diệt vẫn đang tiếp tục chút xuống, giống như là hung thú thôn vệ vạn vật, một khi thôn vệ bất luận sinh linh nào thì sinh linh đó sẽ bị tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh phát run. Chỉ bằng cỗ nhiệt độ cao nóng bỏng và khí tức âm hàn kia cũng khiến cho linh hồn rung động và héo rút, không có một chút sức phản kháng nào đã bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Cơ hồ tất cả đại quân Minh Linh cũng không có một chút lực chống lại nào, hồn anh cả đám trực tiếp bị thiêu đốt thành một cỗ sương mù màu trắng, sau đó phiêu đãng trong không gian tràn ngập nhiệt độ cao nóng bỏng. A hát! Ô ô! Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua. Vô số Minh Linh hóa thành hư vô, đâu chỉ mấy ức, đây quả thực chính là siêu cấp tàn sát khủng bố. Dưới biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng, trong biển lửa màu xanh da trời giống như nham thạch nóng bỏng nổi lên sóng to gió lớn, khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập trong không gian, cả phiến không gian lớn trở thành hư không. Cơ hồ tất cả thủ đoạn trong đại quân Minh Linh đều dễ dàng bị phá hủy, một khi bị ảnh hưởng một mảng lớn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố này ngay cả mặt đất, ngọn núi, bình nguyên cũng có thể trực tiếp hòa tan. Dễ dàng bị phá hủy, đều bị hủy diệt, cả phiến thiên địa này trong thoáng chốc tràn ngập biển lửa màu xanh da trời âm hàn. Hủy diệt tất cả. Nhanh liên thủ ngăn cản, nhanh. Vô số cường giả nam nữ đồng lứa của Minh Linh chủng tộc biến sắc, hoảng sợ. Lần nữa xuất động, toàn lực ra tay ngăn cản trước biển lửa màu xanh da trời. Từng đạo nguyên lực mang theo năng lượng âm hàn phô thiên cái địa ngưng tụ, làm cho thiên địa biến sắc. Thiên địa run rẩy không ngừng. Siêu siêu. Từng đạo công kích khủng bố này rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời, vẫn không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ ký khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời ngày càng chấn động càng lớn. Cùng lúc, trong hỏa diễm màu xanh da trời này, một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ giống như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững. Quang mang chói mắt bên trên lan tràn ra. Nhiệt độ cao mang theo khí tức âm hàn khủng bố ngày càng khủng bố.
nhiệt độ thật là khủng khiếp. Một mảng lớn cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm của Minh Linh chủng tộc nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ trên biển lửa màu xanh da trời kia, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, linh hồn run rẩy, làn da trên người có cảm giác phỏng rát, nhiệt độ chung quanh ngày càng tăng lên tới mức độ kinh khủng. Đi chết hết đi. Sát ý trong hai con mắt của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ bắn ra. Cánh tay bằng hỏa diễm khổng lồ run lên, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lập tức được ngưng tụ ra. Từng vết nứt không gian lan tràn, bên trong có hỏa diễm âm hàn, nóng bỏng màu xanh da trời thẩm thấu ra, sau đó cấp tốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, cả không gian run rẩy, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn ra. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời nương theo hỏa diễm màu xanh da trời phô thiên cái địa tuôn ra. Dưới quyền ấn, hỏa diễm màu xanh da trời khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán ra trong không gian. Giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống, hung hăng đánh vào năm nam nữ có thực lực đỉnh tiêm trong đại quân Minh Linh. Xoẹt! Ven đường, những nơi quyền ấn đi qua, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không gian thành hư vô. Ầm ầm! Một quyền này đánh xuống khiến cho vô số hỏa diễm màu xanh da trời bắn ra tứ tung, hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng cuồn cuộn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, hỏa diễm màu xanh da trời giống như cơn sóng lớn, bài sơn hải đảo. Mà vô số cường giả trẻ tuổi trong đại quân Minh Linh dưới đạo quyền ấn này trực tiếp bị đánh thành cho tàn, thần hồn câu diệt, hồn anh bị đánh nát, không kịp thoát ra. Xoẹt! Cùng lúc, trong cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời có một đạo thân ảnh màu lam phá không bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay về Upsilon T về phía trước, mảng lớn hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh bắn tứ tung. Hỏa diễm màu xanh da trời lan tràn, từng vết nứt không gian đen kịt thoáng hiện. Cả phiến hư không lớn bị phá hủy, quang mang đen kịt mà thâm thúy bắn ra. Ô ô, nơi thân ảnh áo lam này đi qua, tiếng kêu thê lương vang vọng. Một mảng lớn đại quân Minh Linh bị hóa thành hư vô, không có ai có thể ngăn cản, dùng xu thế hủy diệt đi qua, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu kia. Khí tức hoang vu kia ở dưới đạo thân ảnh màu lam kia lập tức vang lên tiếng xì xèo, hóa thành sương mù màu trắng ngập trời, sau đó tan thành hư vô. Nhường đường cho Tiểu Long ra ra. Trên một đại lục khác, quanh thân Tiểu Long được hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, khiến cho da rẻ người ta có cảm giác phỏng rát, linh hồn dưới hỏa diễm màu vàng héo rũ. Những nơi Tiểu Long đi qua, đại quân Minh Linh nằm ngã xuống mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Rầm rầm rầm, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, trong cơ thể những cường giả đỉnh tiêm của Minh Linh đại quân đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời tuôn ra, sau đó tan thành mây khói. Hỏa diễm màu vàng bao phủ thân thể, một đường Tiểu Long đi qua như chỗ không người, cuối cùng nghênh ngang tiến vào trong không gian hoang vu kia. Trên đại lục số 1, một thanh niên dạ xoa nhất tộc dường như là đầu lĩnh bỗng nhiên ra tay. Dưới sát khí u ám, mấy đạo chảo ấn độc ác bắn ra, mấy cường giả tu la nhất tộc, la sát nhất tộc, ám quỷ nhất tộc lập tức bị người này đánh chết. Dạ xoa tộc tranh đoạt hồng hoang lệnh, ai ngăn cản chết. Dạ xoa tộc muốn đối phó với tất cả chủng tộc chúng ta, giết. Hay cho một dạ xoa tộc, người tu la tộc ta cũng dám động. Muốn chết. Đợi upsilon.ng tới người la sát tộc ta, dạ xoa tộc các người muốn chết sao? Giết cho ta. Chỉ một thoáng, vô số tiếng chém giết vang vọng trong phiên thiên địa này.